chương 2280 phi thăng chi pháp. Thiên hải giới lọt vào huyết ảnh tộc xâm lấn, Huyền Thanh phái lập tức phái người hạ giới, Thái Dương tông tổ sư ra mượn nhờ hóa giới thạch, tính toán mượn nhờ phân hồn hạ giới, bất quá thất bại. Vương gia nếu như quá phận, ai biết Giao Long nhất tộc hoặc là Ô Phượng nhất tộc núi dựa có thể hay không hạ giới đối phó vương gia. Thuộc hạ đồng thời không có đánh lấy vương gia cờ hiệu đi đối phó bọn hắn, thuộc hạ đến Giao Long nhất tộc liền nói ô phượng nhất tộc vu cáo giao long nhất tộc cùng hải tộc mưu đồ bí mật diệt vương gia đến ô phượng nhất tộc liền nói giao long nhất tộc vu cáo ô phượng nhất tộc cùng hải tộc mưu đồ bí mật diệt vương gia bọn hắn sẽ chỉ lẫn nhau trách cứ oán trách thuộc hạ không có giết bọn hắn một người cũng là bọn hắn chủ động xuất ra bảo vật giao cho thuộc hạ chuyển giao cấp chủ nhân kiêu diệt tiên giải thích nói hắn cái này châm ngòi ly gián giao long nhất tộc cùng ô phượng nhất tộc dù sao cũng là hai cái chủng tộc khẳng định có mâu thuẫn chỉ cần tăng lớn hai tộc ở giữa mâu thuẫn bọn hắn rất khó đoàn kết lại. Vương Trường Sinh sắc mặt hơi trì hoãn, kiêu diệt tiên biện pháp này không sai, bất quá kiêu diệt tiên tự tiện làm chủ, Vương Trường Sinh còn là muốn gõ một cái, tránh cho hắn hạ lần lại trái với mệnh lệnh, vạn nhất làm hư hắn sự tình sẽ không tốt. Phân hồn hạ giới có rất nhiều tệ nạn, ngoại trừ vô pháp mang đồ vật hạ giới, cũng không nên tấp nập động thủ, đây cũng là Vương Trường Sinh hàng phục kiêu diệt tiên nguyên nhân một trong. Hư, ta cho ngươi đi diệt hải tộc, có cho ngươi đi đối phó giao long nhất tộc cùng ô phượng nhất tộc. Vương trường sinh thanh âm lạnh xuống, kiêu diệt tiên run rẩy một chút, không chút do dự quỳ xuống, khổ khổ câu khẩn nói, thuộc hạ hồ đồ, còn mời chủ nhân đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thuộc hạ lần này. Vương trường sinh sắc mặt dừng một chút, phân phó nói tốt, niệm ngươi lần thứ nhất phạm, lần này coi như xong, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Kiêu diệt tiên liên thanh xưng phải, đứng lên, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi dịn, hiển nhiên là dọa sợ. Vương Trường Sinh lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Kiêu Diệt Tiên, nói ra, bộ công pháp này thích hợp ngươi tu luyện, luyện hư kỳ sau công pháp không có, cũng đủ ngươi dùng, có nguyên bộ công pháp, ngươi tốc độ tu luyện càng nhanh. Đánh một gậy, cấp một quả táo ngọt, Kiêu Diệt Tiên nghe xong lời này, thần sắc biến kích động lên, hai tay tiếp nhận ngọc giản, lần nữa quỳ xuống, xong Vương Trường Sinh dập đầu mấy cái vang tiếng, cung kính nói ra, chủ nhân nhưng có khu xử, thuộc hạ muôn lần chết không nề hà. Không cần ngươi đi chết, đứng lên đi ta có một chuyện rất trọng yếu cho ngươi đi xử lý. Vương Trường Sinh lấy ra một viên màu vàng kim nhạt ngọc giản, đưa cho Kiêu Diệt Tiên, phân phó nói, phía trên này là ta muốn thu thập đồ vật, có hình ảnh, người phái người đi tìm, mặt khác, người tự mình đi một chuyến Bắc Cương, nhìn xem có thể hay không tìm tới mấy kiện đồ vật, có thể không giết người cũng không cần sát nhân, ta không nghĩ cho người lau cái mông. Kiêu Diệt Tiên hai tay tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, gật đầu đáp ứng, là, thuộc hạ lập tức đi làm. Nói xong lời này, kiêu diệt tiên hóa thành một đạo kim quang phá không mà đi, tiêu thất ở chân trời. Co được giãn được, có thể làm được việc lớn. Vương Trường Sinh nhìn qua kiêu diệt tiên bóng lưng rời đi, tán dương. Kiêu diệt tiên nên kiên cường thời điểm kiên cường, nên chịu thua thời điểm chịu thua, là một nhân tài, đáng tiếc lại yêu, nếu như nhân tộc hóa thần, Vương Trường Sinh có lẽ sẽ cân nhắc nhường hắn gia nhập Vương gia. Vương Tông Minh thanh âm từ bên ngoài truyền đến, lão tổ tông, thái nhất tiên môn Trần Tiền bối tới, hiện tại ngay tại nghênh khách sảnh chờ biết vương trường sinh nói xong lời này hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy nghênh khách sảnh trần nhất minh ngồi trên ghế thỉnh thoảng hướng về bên ngoài nhìn lại thần sắc có chút khẩn trương hắn chưa bao giờ thấy qua vương trường sinh không biết đạo vương trường sinh tính tình như thế nào ngươi không có trở ngại đi một đạo ôn hòa thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên vô số lam quang hiện lên bỗng nhiên ngưng tụ hóa thành vương trường sinh bộ dáng vãn bối trần nhất minh bái kiến vương tiền bối trần nhất minh không dám thất lễ liền vội vàng không người hành lễ tứ quý kiếm tôn bản mệnh hồn đăng vẫn sáng vương trường sinh thẳng nhập chính đề cái này hắn chuyện muốn biết nhất trần nhất minh nhẹ gật đầu nói tổ sư ra bản mệnh hồn đăng nhất trực lóe lên nhưng thủy trung vô pháp liên hệ với vương trường sinh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì tứ quý kiếm tôn có lẽ tại huyền dương giới địa phương khác lại hoặc là đi huyền dương giới song song giao diện vương tiền bối ngài có biện pháp nhường vãn bối tiến về linh giới a Trần Nhất Minh thận trọng vấn đạo, vẻ mặt chờ mong. Biện pháp là có, nhưng muốn phi thăng huyền dương giới, ít nhất phải có hóa thần trung kỳ tu vi, hóa thần sơ kỳ tuyệt đối không thể, lén qua phong hiểm quá lớn. Vương Trường Sinh chi tiết nói, năm đó khí linh luyện chế ra phi linh bàn, hắn cùng Uông Như Yên pháp lực điệp ra, khí tức tăng lên tới hóa thần trung kỳ, lúc này mới có cơ hội phi thăng tới huyền dương giới, loại phương thức này người khác không cách nào tham khảo. Hắn có thể luyện chế không ra phi linh bàn, khí linh tối thiểu là hợp thể tu sĩ, luyện khí trình độ cao siêu. Vương Trường sinh tại Trấn Hải Cung thời điểm, không ít nghe ngóng liên quan tới phi linh đài tình huống. Nói như vậy, hóa thần trung kỳ tu sĩ khí thức có thể bị phi linh đài cảm ứng được, từ đó tiếp đón đến huyền dương giới, một chút hạ vị giao diện trạch hướng sớm định ra quỹ đạo, hóa thần hậu kỳ tu sĩ khí tức mới có thể bị phi linh đài cảm ứng được. Có thể bố trí trận pháp, hoặc là luyện chế một chút bảo vật, tạm thời tăng lên tu tiên giả khí thức, từ đó có thể làm cho phi linh đài cảm ứng được hóa thần trung kỳ tu sĩ khí tức, từ đó nhường phi linh đài tiếp dẫn. Năm đó khí linh chính là luyện chế bảo vật, vương trường sinh vô pháp luyện chế ra đến, chủ yếu là vật liệu vấn đề, bố trí trận pháp tương đối dễ dàng một chút. Bạch Ngọc Kỳ nghiên cứu trận pháp điển tịch, tìm tới mấy loại tăng lên khí tức trận pháp, lại thêm cải tiến, vương trường sinh nhớ kỹ bố trí vật liệu, nhiều chạy vài cái giao diện nên có thể thu tập đến vật liệu. Loại trận pháp này thuộc về gân gà trận pháp, tăng lên khí tức chỉ là ý kiến, pháp lực giống như trước kia, đương nhiên, một chút bí phù hoặc là linh đan cũng có thể làm được, bất quá hạ giới tu tiên tài nguyên rất khó luyện chế ra bí phù hoặc là linh đan, bất quá vương trường sinh còn là nhớ kỹ biện pháp. Tử Nguyệt Tiên Tử công pháp cũng có tương tự thần thông, có thể tăng lên khí thức của mình, bất quá nàng tu luyện bộ kia công pháp không có gì đại thần thông, đối địch 10 phần không tiện. Vương Trường Sinh trên tay không có loại công pháp này, chính có mấy loại trận pháp, một chủng bí phù cùng một chủng linh đan có thể tăng lên hóa thần tu sĩ khí tức, những thủ đoạn này tại huyền dương giới chỉ có thể coi là chướng nhãn pháp, đối tại hạ giới hóa thần tới nói, lại là một hy vọng. Hắn đối huyết nguyệt lão ma nguyên anh siêu hồn, phát hiện bọn hắn là mưu đồ phá thiên trảm linh nhận, lúc này mới muốn tiêu diệt vương gia. Nếu là có thể phi thăng huyền dương giới, bọn hắn cũng không cần thiết đi diệt vương gia. Thật chứ, Trần Nhất Minh kích động nói, hắn còn là có lòng tin tu luyện tới hóa thần trung kỳ. Đương nhiên là thực, bất quá cần trận pháp, bí phù hoặc là đan dược phụ trợ, cái này ta muốn thu thập vật liệu, người trở về đông hoang thu thập. Vương Trường Sinh lấy ra một viên kim sắc ngọc giản, đưa cho Trần Nhất Minh. Là, Vương Tiền Bối. Trần Nhất Minh miệng đầy đáp ứng, thần sắc kích động. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, nhưng hắn lui xuống. Vương Trường Sinh lần lượt triệu kiến Chu Ngọc Nhược cùng Hải Vân Phàm đồng dạng giao cho bọn hắn một viên ngọc giản, để bọn hắn đi siêu tập vật liệu. Mấy tháng phía sau, một cái tin tức kinh người nhanh chóng tại đông ly giới lưu truyền ra đến vương gia thu thập vật liệu chế tạo phi thăng phụ trợ bảo vật người nào cung cấp tài liệu chân quý nhiều nhất có ưu tiên phi thăng đãi ngộ tiền để muốn tu luyện tới hóa thần trung kỳ có nhân tin tưởng có nhân hoài nghi bất quá vạn thú đảo công tôn ưởng cái thứ nhất tỏ thái độ duy trì đại yên vương triều thái nhất tiên môn tam diễm cung thủ lĩnh lần lượt biểu thị duy trì bỏ đi không ít người lo nghĩ các thế lực lớn đại biểu nhau nhau mang theo bảo vật tiến về thanh liên đảo sợ chậm tự không có cơ hội. chương 2281, băng hải giới tình huống. Thời gian 5 năm, trôi qua rất nhanh, thanh liên đảo, địa hỏa điện, một gian luyện khí thất đại môn bỗng nhiên mở ra. Vương Trường Sinh đi ra, hơi nhách khóe môi lên lên, Vương Tông Khuyết đi theo Vương Trường Sinh đằng sau, thần sắc cung kính. Công Tôn Ưởng, Kiêu Diệt Tiên, Trung Ngọc Nhược, Trần Nhất Minh hỗ trợ siêu tập tu tiên tài nguyên, rất nhanh gom góp vật liệu, Vương Trường Sinh thuận lợi luyện chế ra một kiện phá vỡ giao diện thông thiên linh bảo phá giới châu. Hắn là phân hồn hạ giới, luyện chế thông thiên linh bảo 10 phần không tiện, tốt tại Bắc Cương suốt một vị ngũ giai trận pháp sư chung như ý, chung như ý tổ tiên xuất từ Cửu U tông, cùng Diệp Lâm là cùng một cái hệ phái, bị Thượng Quan Vi làm cho đi xa tha hương. Thượng Quan Vi sau khi chết, Cửu U tông rất nhanh không có hạ xuống, chung như ý tiến vào hóa thần kỳ phía sau, trở lại Cửu U tông, bằng vào cường đại thần thông, thuận lợi nắm trong tay Cửu U tông. Trung Như Ý hỗ trợ bố trí vạn hỏa luyện linh trận, cái này ngũ giai hỏa thuộc tính trận pháp, có thể tăng tốc luyện khí tốc độ. Bằng vào một bộ này trận pháp tương trợ, Vương Trường Sinh thuận lợi luyện chế ra phá giới châu, Vương Tông khuyết may mắn mắt thấy toàn bộ quá trình, lấy được không ít dẫn dắt. Đi ra địa hỏa điện, một tên dáng người thướt tha váy đỏ thiếu nữ đứng cổng, thần sắc cung kính. Vương Tiền Bối, như thế nào? Trung Như Ý thận trọng vấn đạo, thần sắc thấp thỏm. Thành công, ta để ngươi bố trí trận pháp, bố trí thế nào? Vương Trường Sinh trầm giọng vấn đạo, phá giới châu là luyện chế ra đến, nhưng là tăng lên hóa thần tu sĩ khí tức trận pháp không thể bố trí đi ra, câu thông huyền dương giới đưa tin trận cũng không thể bố trí đi ra, đông ly giới tao ngộ qua mấy lần đại nạn, tài liệu chân quý còn thừa không có mấy, căn bản góp không ra. Tứ quý kiếm tôn thời đại kia, mà tộc xâm lấn, Vương Trường Sinh thời đại này, thiên lan giới, băng hải giới lần lượt xâm lấn, rất nhiều tài liệu chân quý bị vơ vét đi, khí linh vì trở lại huyền dương giới, lại vơ vét đi không ít chân quý vật liệu luyện khí đông ly giới không nghèo mới là lạ như vậy vương trường sinh chỉ có thể đi giới diện khác đi một chuyến vơ vét tu tiên tài nguyên tận khả năng gom góp còn lại vật liệu hắn tuyển chọn trạm thứ nhất là băng hải giới băng hải giới xuất huyết sát song thánh bọn hắn cơ hồ giết sạch toàn bộ tu sĩ cấp cao vương ra một nhà độc đại trừ cái đó ra băng hải giới không có tao mộ qua xâm lấn tài liệu chân quý cũng không thiếu thiên lan giới xâm lấn giới diện khác tổn hao không ít tài liệu chân quý mà thiên hồ giới bị ma tộc thống trị mấy trăm năm, tiếp đó lại bị đông ly giới cùng thiên lan giới chia cắt, càng là không có nhiều tu tiên tài nguyên. Trung như ý nhẹ gật đầu, đã bố trí xong, tùy thời có thể lấy khởi động. Vương trường sinh chu môi huyết sáo một tiếng, một đạo vang dội tiếng chim hót vang lên, một đầu kim quang lóng lánh cự kiêu từ đằng xa bay tới, chính là kiêu diệt tiên. Đi, chúng ta đi trước băng hải giới. Vương trường sinh phân phó nói, nhảy tới kim sắc cự kiêu trên lưng, trung như ý theo sát phía sau kim sắc cực kiêu hai cánh hung hăng một cái, nổi lên một trận cuồng phong, hướng về không trung bay đi. Hơn một tháng sau, bọn hắn chạy tới mục đích, xuất hiện tại nhất tỏa phạm vi ngàn dặm trên hoang đảo không, Trần Nhất Minh chờ thêm ngàn danh tu sĩ đã chờ đợi đã lâu. Vương tiền bối, ngài có thể tính đến, Trần Nhất Minh trước tiên đón, thần sắc cung kính. Năm đó Vương Thanh Sơn chính là từ chỗ này tỏa độ không gian tiến về băng hải giới, hiện tại Vương Trường Sinh muốn lần nữa tiến về băng hải giới. Tại ta trở về phía trước, người nhất định phải muốn bảo vệ tốt nơi đây, có biết không? Vương Trường Sinh phân phó nói, hắn tính toán mang theo kiêu diệt tiên cùng chung như ý tiến về băng hải giới. Mặc dù có phá giới thông thiên linh bảo, còn là có nhất định nguy hiểm, Vương Thanh Sơn tiến về thiên hải giới thời điểm, đụng phải hai cái dị thú tại giao diện bên trong đại chiến, đấu pháp sư ba kém chút giết chết hắn, phá thiên trảm linh nhận cũng theo đó hủy đi. Là, tại Vương Tiền bối trở về phía trước, vãn bối nhất định một tấc cũng không rời, trông coi nơi đây. Trần Nhất Minh biết tính nghiêm trọng của vấn đề, miệng đầy đáp ứng. Vương Trường Sinh dĩ nhiên không phải nhường hắn toi công bận rộn, nếu có thể bố trí suốt tăng lên khí tức trận pháp, Trần Nhất Minh, tiêu diệt tiên cùng chung như ý có ưu tiên quyền sử dụng. Kim sắc cửa kiêu bay thấp tại nhất tọa ngàn mẫu đại thanh thạch trên quảng trường, trên quảng trường có nhất tọa hơn nghìn trượng đại pháp trận, trải rộng vô số huyền ảo trận văn. Cẩn thận lý do, Vương Trường Sinh nhường chung như ý bố trí ngũ giai trận pháp. Vương Trường Sinh hai ngón tay bắn ra, một quả cỡ quả nhãn ngân sắc viên châu bay ra, hướng về không trung bay đi. Bay đến không trung phía sau, ngân sắc viên châu bỗng nhiên sáng lên trói mắt ngân quang, hư không tạo nên một trận gợn sóng, xuất hiện một đạo nhỏ bé khe hở. Vương trường sinh pháp quyết vừa bấm, phá giới châu linh quang đại phóng, khe hở bỗng nhiên mở rộng. Trung như ý đánh vào một đạo pháp quyết, trận pháp đung đưa kịch liệt đứng lên, một đạo trói mắt cột sáng phóng lên tận trời, đánh vào trên cái khe, khe hở bỗng nhiên mở rộng mấy chục lần. Đi, nương theo lấy Vương Trường Sinh nhất thanh quát nhẹ, kiêu diệt tiên hai cánh hung hăng một cái, chở Vương Trường Sinh cùng Chung Như Ý, bay vào trong cái khe, phá giới châu chui vào Vương Trường Sinh ống tay áo không thấy. Không có qua bao lâu, khe hở tùy theo khép lại, Vương Trường Sinh ba người cũng biến mất không thấy. Băng Hải giới, một phiến vắng vẻ hải vực, hư không tạo nên một trận gợn sóng, bỗng nhiên vỡ ra đến, một đầu kim sắc cửa kiêu từ bên trong bay ra, Vương Trường Sinh cùng Chung Như Ý ngồi tại kim sắc cửa kiêu trên lưng. Nơi này chính là băng hải giới a." Vương Trường Sinh nhẹ nói, hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới, tốc độ đặc biệt nhanh. Một lát sau, hai vệt độn quang ngừng lại, rõ ràng là một nam một nữ, y phục của bọn hắn trên đều thêu lên một đóa màu xanh liên hoa, đều là kết đan tu sĩ. "Các ngươi là Vương gia tử đệ?" Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa hỏi, "Chính là, tiền bối là?" Hai tên kết đan tu sĩ cũng không quen biết Vương Trường Sinh, cảm nhận được Vương Trường Sinh ba người cường đại linh áp, thần sắc của bọn hắn khẩn trương. Ta là các ngươi lão tổ tông Vương Trường Sinh, Thái Hạo chân nhân. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng nói, hai người ngây ngẩn cả người, nhướng mày, tiền bối, ngài không phải nói đùa sao? Nam tử trung niên có chút khó có thể tin nói, nếu không phải tu vi của đối phương rất cao, hắn đều muốn động thủ, dựng trò vui, đi lên liền nói là tổ tông của bọn hắn Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nói băng hải giới vương gia tình huống, đây đều là Vương Thanh Sơn nói cho hắn biết, Vương Thanh Sơn rời đi đông ly giới chạm thứ nhất chính là băng hải giới. Hai người bán tín bán nghi, nhất thời bán hội, bọn hắn không tiếp thụ được. Được rồi, các người trước mang ta đi thiên khôi đảo, ta nếu không phải các người lão tổ tông, không sẽ đối các người khách khí như vậy, đúng, gia tộc chúng ta trước mắt có bao nhiêu tộc nhân. Tu vi cao nhất bao nhiêu nhân, Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi, hai người liếc nhau một cái, nhìn nhau gật đầu, đối phương nếu không phải bọn hắn lão tổ tông, xác thực không cần thiết hỏi nhiều như vậy. Gia tộc chúng ta trước mắt có bốn người vị nguyên anh tu sĩ, tối cao nguyên anh hậu kỳ, lão tổ tông xin theo chúng ta tới. Hai tên tu sĩ giới thiệu sơ lược một câu, nghe xong câu trả lời này, vương trường sinh sắc mặt dừng một chút, đông ly giới tộc nhân chính có tam vị nguyên anh, băng hải giới lại có bốn người vị nhiều, như thế chuyện tốt. Kim sắc cực kiêu chở bốn người bọn họ hướng về thiên khôi đảo bay đi, rất nhanh tiêu thất ở chân trời. Thiên khôi đảo, vương gia đại bản doanh, vương thanh sơn di chuyển một bộ phận tộc nhân đến băng hải giới, bởi vì băng hải giới tu sĩ cấp cao cơ hồ bị giết sạch cao giai công pháp đều không có mấy bộ vương gia rất nhanh độc bá băng hải giới bởi vì vương gia am hiểu luyện chế khôi lỗi thú vương gia tại băng hải giới hang ổ mệnh danh là thiên khôi đảo nhất tọa mật thất một tên ngũ quan cứng rắn thanh niên áo lam xếp bằng ở một chương lam sắc bồ đoàn bên trên hai tay kết ấn hai mắt nhắm nghiền bên ngoài thân bao phủ một tầng lam sắc hào quang một lát sau hắn tựa hồ phát giác được cái gì mở hai mắt ra lấy ra một mặt lam quang lè lè pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo dồn dập thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, lão tổ tông, có tam vị hóa thần tu sĩ thượng môn bái phỏng, một người trong đó nói là chúng ta lão tổ tông thái hạo chân nhân. chương 2282, lôi bằng lông vũ. Cái gì, lão tổ tông, xác định A, à, thanh niên áo lam kinh ngạc nói, nếu không phải ngươi lão tổ tông, sẽ như vậy khách khí ở lại bên ngoài. Một đạo uy nghiêm nam tử sinh ý bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời vô số lam sắc linh quang hiện lên bỗng nhiên hóa thành vương trường sinh bộ dáng nhìn thấy vương trường sinh thanh niên áo lam quá sợ hãi vẻ mặt vẻ đề phòng hóa thần kỳ không sai hai người bọn họ làm được rất không tệ đề phòng ta một tay tốt 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 ha ha vương trường sinh cười ha ha mặt lộ vẻ tán thành hắn vốn cho rằng băng hải giới tộc nhân chính có nguyên anh kỳ không nghĩ tới vừa rồi hai tên tộc nhân có chỗ giấu giếm cái này có cảnh giác đây là chuyện tốt nếu không tùy tiện một vị hóa thần tu sĩ nói là vương gia lão tổ tông, vương gia tộc nhân tựu thành thật khai báo, chả đem địch nhân đưa đến hang ổ, vậy cũng quá ngu xuẩn. Tôn Nhi vương tông lãng bái kiến lão tổ tông, thanh niên áo lam rất nhanh kịp phản ứng, có thể nhẹ nhõm chui vào thiên khôi đảo, muốn là cường địch, đã sớm động thủ diệt sát hắn. Vương Trường Sinh hỏi thăm hắn tình huống, Vương Tông lãng thành thật trả lời, hắn cũng đã hỏi Vương Trường Sinh mấy vấn đề, Vương Trường Sinh đều có thể trả lời đi lên, có thể xác định Vương Trường Sinh thân phận. Tìm căn nguyên tố nguyên, Vương Tông Lãng là vương trường hào hậu nhân, Vương Anh Kiệt cùng một đầu ngũ giai liệt không thú lén qua, bản mệnh hồn đang còn không có dập tắt, hơn phân nửa là đi linh giới, vương trường sinh hy vọng là huyền dương giới. Băng hải giới vương gia tu sĩ có 10 vạn nhiều, này chả không bao gồm phụ thuộc thế lực, nguyên anh tu sĩ chân thực số lượng là 50 năm vị, còn có một vị hóa thần, vương gia là một nhà độc đại. Băng hải giới vương gia tộc nhân có thể phát triển tốt như vậy, ngoại trừ băng hải giới thiếu khuyết tu sĩ cấp cao nguyên nhân bên ngoài, bọn hắn từ đông ly giới cũng mang đến không ít đồ tốt, linh dược hạt giống, linh quả hạt giống, khôi lỗi thú, trận pháp sư, luyện đan sư vân vân. Ta lần này là phân hồn hạ giới, muốn giúp các ngươi phi thăng huyền dương giới, bất qua thiếu khuyết rất nhiều bầy trận vật liệu, cái này ta cần bầy trận vật liệu, người lập tức phái người đi siêu tập, tốc độ phải nhanh, ta vô pháp tại hạ giới lưu lại thời gian quá dài. Vương Trường Sinh lấy ra một tên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Tông Lãng. Là, Lão Tổ Tông, Vương Tông Lãng lên tiếng, hắn nghĩ nghĩ, đề nghị nói, lão tổ tông, chúng ta đi trước nghị sự sảnh, tôn nhi đem ngài giới thiệu cho tộc nhân khác nhận biết, dạng này thuận tiện làm việc. Vương trường sinh gật gật đầu, mang theo vương tông lãng tới đến nghị sự sảnh. Kiêu diệt tiên cùng chung như ý cũng cùng theo vào, bọn hắn đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Một chén trà thời gian phía sau, trên trăm vị tộc lão tiến nhập nghị sự sảnh, nguyên anh tu sĩ tự có mười vị nhiều. Nhìn thấy vương trường sinh ba người, bọn hắn quá sợ hãi. Đừng hoảng hốt, cái này chúng ta tại huyền dương giới lão tổ tông thái hạo chân nhân, lão tổ tông lần này là phân hồn hạ giới, cố ý giúp chúng ta phi thăng huyền dương giới. Vương Tông lãng trầm giọng nói, hắn tích huy nhiều năm, tộc nhân khác ngừng lời này, tự nhiên không dám chất vấn. Tôn nhi bái kiến lão tổ tông, chúng tộc nhân cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Vương Trường Sinh vui mừng nhẹ gật đầu, nói ta vô pháp tại hạ giới lưu lại thời gian quá dài, các ngươi lập tức đi siêu tập vật của ta muốn, kiêu tiểu hữu là ngũ giai yêu cầm, Trung Tiểu Hữu là ngũ giai trận pháp, cần hắn hỗ trợ cứ việc nói thẳng, không nên khách khí. Là, lão tổ tông, chúng tộc nhân chăm miệng một lời đáp ứng, thanh âm chấn động vân tiêu. Vương Trường Sinh phân phó vài câu, khiến người khác lui ra, Vương Tông Lãng lưu lại. Vương Tông Lãng tu luyện chính là Vạn Lãng Kiếm Kinh, hắn là một tên kiếm tu. Chờ chuyện này kết, người theo ta trở về Đông Ly Giới, tỏa chấn thanh liên đảo. Dạng này thanh bạch liền có thể theo ta lên đi huyền dương giới, hắn vì gia tộc xuất không ít khí lực vương trường sinh phân phó nói vương ra tại băng hải giới lực lượng thập phần cường đại không thiếu vương tông lãng một cái là lão tổ tông vương tông lãng miệng đầy đáp ứng hắn nhớ tới cái gì một chút do dự thận trọng hỏi lão tổ tông huyền dương giới là cái gì tình huống có thể cho tôn nhi nói một chút ga vương trường sinh cũng không có dấu diếm nói rõ sự thật nghe xong vương trường sinh miêu tả vương tông lãng mười phần hướng tới huyền dương giới yên tâm lấy tư chất của ngươi tu luyện tới hóa thần trung kỳ tuyệt đối không là vấn đề, bố trí tốt trận pháp, người cũng có thể phi thăng huyền dương giới. Vương Trường sinh ngữ khí ôn hòa, năm đó Vương Trường hào vị yểm hộ Vương Thanh Sơn mà chết, Vương Tông Lãng nếu có thể phi thăng huyền dương giới, Vương Thanh Sơn khẳng định hội hảo hảo đại hắn, huống chi Vương Tông Lãng còn là một vị kiếm tu. Vương Tông Lãng hưng phấn nhẹ gật đầu, hắn vốn đang tính toán tu luyện tới hóa thần trung kỳ tựu lén qua. Đúng rồi, lão tổ tông, tộc nhân lấy tới một khối đặc thù khoáng thạch, cất giữ tại bảo khố, ngài cùng tôn nhi tới. Vương Tông Lãng mang theo vương trường sinh rời đi nghị sự sảnh, tới đến nhất tọa bị sương mù màu trắng che lại kình thiên cao phong. Có vương Tông Lãng dẫn đường, tự nhiên một đường cho đi. Tới đến đỉnh núi, nhất tọa hơn 20 trượng cao lam sắc cung điện xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hai cỗ cao khoảng một trượng giáp sĩ khôi lối canh giữ ở cổng. Bọn hắn xuyên qua hành lang dài rằng rặc, tới đến một gian thanh cương ngọc chế tạo thạch môn cổng, thạch môn bên ngoài có một cái hình tròn lỗ khảm, Vương Tông Lãng lấy ra một viên màu xanh nhạt ngọc bội, đặt ở hình tròn lỗ khảm bên trong. Hình tròn lỗ khảm lập tức sáng lên một trận chói mắt thanh quang, thạch môn bên ngoài hiện lên suốt vô số huyền ảo phù văn, bỗng nhiên hóa thành một đóa màu xanh liên hoa, đại môn bỗng nhiên mở ra. Vương Trường Sinh đi theo Vương Tông Lãng đi vào, chạm mặt tới chính là một cái chiếm địa ngũ mẫu thạch thất, trưng bày mấy chục bài màu xanh kệ hàng, kệ hàng trên trưng bày đại lượng tu tiên tài nguyên, khoáng thạch, yêu thú vật liệu, phù triện, hộp ngọc, linh mộc còn có trên trăm khẩu hồng sắt, bên trong chất đống lấy đại lượng trung phẩm linh thạch. Băng hải giới là gia tộc chúng ta một nhà độc đại, không cần tùy ý tộc nhân làm ẩu, có cạnh tranh là chuyện tốt. Vương trường sinh dặn dò, huyết sát song thánh đem băng hải giới tu sĩ cấp cao giết sạch, lúc này mới nghỉ ngơi lấy lại sức hơn ngàn năm, vương gia tộc phát triển đến nước này, có thể thấy được tu tiên giả vô pháp hủy diệt một cái giao diện, chỉ có thể hủy diệt tự mình, chỉ cần cấp thời gian nhất định, giao diện hội bồi dưỡng ra đại lượng tu tiên tài nguyên, Băng Hải giới vương gia tộc nhân có 10 vạn chi chúng, đây là chuyện tốt, nhưng cũng có tai họa ngầm, dựa theo cái này phát triển tốc độ xuống đi, tiếp qua mấy ngàn năm, chỉ sợ Băng Hải giới tu sĩ đều xuất từ vương gia, tại quá trình này, khẳng định hội kích thích kịch liệt phản kháng, bất kỳ cái gì địa phương, một nhà độc đại đều không phải chuyện tốt, Thiên Lan tông chính là một ví dụ. Một nhà độc đại rất dễ dàng làm ra điên cuồng sự tình, Vương Trường Sinh không cần độc bá Băng Hải giới, chỉ cần Băng Hải giới làm ra tộc nhân tài môi trường nuôi cấy địa chi nhất cách mỗi mấy ngàn năm xuất hiện một vị hóa thần tu sĩ, phi thăng tới huyền dương giới là được rồi. Tôn Nhi minh bạch, Tôn Nhi đã sớm cân nhắc đến điểm này, lão Tổ Tông yên tâm. Vương Tông lãng đáp ứng, hắn dừng bước, cầm lấy một cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh, thượng diện dán một chương ngân sắc phù triện. Hắn mở hộp ngọc ra, một trận chói mắt ngân sắc lôi quang sáng lên. Một lát sau, ngân sắc lôi quang tán đi, chỉ thấy trong hộp ngọc có một cây màu bạc trắng lông vũ, bên ngoài tràn ngập vô số ngân sắc hồ quang điện, tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Vương Trường Sinh đưa tay bắt lấy ngân sắc lông vũ, ngân sắc lông vũ nhẹ nhàng dãy giụa, hiện lên suốt vô số tia chớp màu bạc. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, bàn tay lam quang đại phóng, ngân sắc lông vũ đình chỉ dãy giụa. Vương Tông Lãng trong mắt kinh ngạc lóe lên, liền xem như hắn cũng không dám trực tiếp sở trường đụng vào chi này lông vũ, không hổ là lão tổ tông. Lôi bằng bản mệnh lông vũ, từ nơi nào lấy được? Vương Trường Sinh truy vấn, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Tộc nhân tại nhất tòa hoang đảo tìm tới, một tên kết đan kỳ tộc nhân đụng vào này lông vũ, trực tiếp bị đả thương. Vương Tông Lãng chi tiết nói, chương 2283 tiến về thiên hồ giới. Bản mệnh lông vũ cùng lông vũ tranh lệch hai chữ, nhưng hoàn toàn không phải thằng tốt, một đầu linh cầm bản mệnh lông vũ cũng không nhiều, cũng liền hai ba mai, lại yêu cầm coi là tính mệnh du quan đồ vật, nếu như tổn thất một viên bản mệnh lông vũ, yêu cầm hội nguyên khí đại thương lôi bằng làm một chủng cường đại yêu cầm, lấy lôi độn tốc độ nghe tiếng tu tiên giới, vương trường sinh chưa bao giờ thấy qua. Trước kia tại thiên lan giới vạn lôi hải vực du lịch thời điểm, hắn lấy được một bộ lôi thuộc tính ngũ dài yêu cầm thi hài, dùng cánh cấp phương mạnh bân luyện chế ra một kiện linh bảo lôi bằng xí, không biết đạo căn này lôi bằng bản mệnh lông vũ cùng con kia yêu cầm thi hài có liên lạc hay không. Vương mạnh bân đến huyền dương giới phía sau, vương trường sinh nhường tộc nhân thu thập vật liệu, tính toán đem lôi bằng xí tấn thăng làm thông thiên linh bảo, bất quá lôi thuộc tính vật liệu cũng không nhiều, có thể dùng tới tấn thăng lôi bằng xí vật liệu đã ít lại càng ít, có này mai lôi bằng bản mệnh lông vũ, vương mạnh bân lôi bằng xí có rất lớn hy vọng tấn thăng làm thông thiên linh bảo. Vương Thanh Sơn tiến về thiên hải giới thời điểm, tự đụng phải dị thú tranh đấu, này mai lông vũ có thể là dị thú tại giao diện bên trong đấu pháp, dụng xuống. Ít nhất là thất giai lôi bằng trên thân chóc ra, bát giai rất không có khả năng. Không nghe nói lôi bằng này trùng thiên địa kỳ cầm có thể tại giao diện bên trong du tẩu, là vương trường sinh cô lậu quả văn, hoặc là cái này có được lôi bằng huyết mạch yêu thú trên thân dụng xuống lông vũ. Người ở chỗ này chờ ta, ta chi này lông vũ uy lực. Vương trường sinh phân phó nhất thanh, hóa thành một đạo lam sắc độn quang bay ra ngoài. Hắn bay ra thiên khôi đảo, nhẹ nhàng huy động lôi bằng lông vũ, đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ vang lên, vô số kim sắc hồ quang điện tuôn trào ra, đánh vào trên mặt biển. ầm ầm tiếng vang qua đi, mặt biển tạc lên mấy trăm trượng cao cự lãng nếu như luyện vào mạnh bân món kia lôi bằng xí bên trong, tuyệt đối có thể đem lôi bằng xí để thăng làm thông thiên linh bảo. Vương trường sinh hân hỉ đan sen, không nghĩ tới có thể có được loại tài liệu này. Hắn trở lại bảo khố, nhìn về phía vương tông lãng, tán dương, không sai, người lập công, đúng, người không phải mới vừa nói khoáng thạch A. Vương tông lãng gật gật đầu, mở ra một cái hoàng sắc hộp ngọc, lấy ra một khối hiện ra hoàng sắc linh quang thạch đầu, thạch đầu bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện ra từng đợt linh quang có chút bất phàm khối quáng thạch này không biết là thứ gì ta vận dụng anh hỏa cũng không làm gì được nó có tự ta năng lực chữa trị vốn là tính toán giữ lại luyện chế khôi lỗi thú vương tông lãng giải thích nói vương ra tại băng hải giới một nhà độc đại thu thập tu tiên tài nguyên năng lực rất mạnh vương trường sinh cầm lấy hoàng sắc thạch đầu cẩn thận quan sát cầm ở trong tay nhẹ nhàng hắn cũng không nhìn ra tới là thứ gì bất quá nghĩ đến là một kiện đồ tốt trở về huyền dương giới lại nghĩ biện pháp phân biệt. Lão Tổ Tông, đây là tại một chỗ cấm địa tìm tới gia thú, có thể hấp thu lôi điện chi lực. Vương Tông lãng mở ra một cái màu xanh hộp ngọc, tay lấy ra màu vàng kim nhạt gia thú, bên ngoài có một ít ngân sắc đường vân. Gia thú, cấm địa, Vương Trường Sinh cầm lấy kim sắc gia thú, cẩn thận quan sát, xúc cảm lạnh giá, có rõ ràng bị trùng cắn vết tích. Hắn huy động lôi bằng lông vũ, một mảng lớn tia chớp màu bạc tuôn trào ra, đánh vào gia thú thượng diện, như cùng bùn nhập đại hải, biến mất không thấy. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ tán thành, không nghĩ tới băng hải giới có nhiều như vậy đồ tốt, Vương Thanh Sơn năm đó đem tộc nhân di chuyển đến băng hải giới là lựa chọn rất sáng suốt, đương nhiên, nếu không có hắn lưu lại phá thiên trảm linh nhận, Vương Thanh Sơn cũng làm không được. Ta muốn luyện chế mấy món bảo vật, người phái nhân nắm chặt thời gian thu thập vật liệu. Vương Trường Sinh căn dặn nhất thanh, đi ra ngoài, không có qua bao lâu, hắn xuất hiện tại nhất tỏa ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc bên trong, tay áo lắc một cái, mấy trăm cán hồng quang lè lè trận kỳ bay ra, sáng lên một trận trói mắt hồng quang phía sau, chui xuống đất đáy không thấy. Vương Trường Sinh lấy ra một mặt hồng quang lòe lòe trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, mặt đất bỗng nhiên sáng lên một trận trói mắt hồng quang, trong hư không hiện lên suốt đại lượng xích sắc hỏa diễm, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Hắn đem kim sắc gia thú ném đến giữa không trung, khống chế trận pháp, nhưng xích sắc hỏa diễm bao vây lấy kim sắc gia thú. Phân hồn hạ giới chính là không tiện, nếu như phái hóa thần kỳ tộc nhân hạ giới, luyện khí thời gian ngắn hơn. Tại nhiệt độ cao dưới, kim sắc gia thú chậm rãi bành trướng. Hai năm sau, Đông Ly Giới, Nam Hải, tòa nào đó hoang đảo, Trần Nhất Minh xếp bằng ở nhất tòa to lớn pháp trận thượng diện, hai mắt nhắm nghiền. Một lát sau, hắn tựa hồ phát giác được cái gì, hướng về không trung nhìn lại, không trung nơi nào đó tạo nên một trận gợn sóng, truyền ra một trận ong ong thanh âm, tựa hồ muốn vỡ ra tới hắn vội vàng đi trận pháp đánh vào một đạo pháp quyết, trận pháp đung đưa kịch liệt đứng lên, vô số trận văn sáng rõ, một đạo thô to linh quang phóng lên tận trời, hướng về không trung đánh tới. Hư không bỗng nhiên vỡ ra đến, hiện ra một cái cửa đại khe hở, một vệt kim quang bay ra, rõ ràng là một đầu kim sắc cửa kiêu, hai nam một nữ đứng kim sắc cửa kiêu trên lưng, chính là vương trường sinh bốn người. Băng hải giới tu tiên tài nguyên tương đối phong phú, vương trường sinh vơ vét đến không ít tu tiên tài nguyên, bất quá trả vô pháp bố trí suốt đưa tin trận cùng tăng lên khí tức trận pháp hắn cần đi một chuyến thiên lan giới cùng thiên hồ giới đông ly giới đã biết thông hướng thiên lan giới tọa độ không gian đều tại cấm địa vương trường sinh tính toán đi trước thiên hồ giới sau đó lại đi thiên lan giới vương tiền bối thế nào trần nhất minh vẻ mặt vẻ chờ mong còn thiếu không ít vật liệu đi một chuyến thiên hồ giới cùng thiên lan giới nên còn kém không nhiều lắm người tiếp tục dẫn người thủ tại chỗ này vương trường sinh phân phó nhất thanh kim sắc cửa kiêu bên ngoài thân kim quang đại phóng, hai cánh hung hăng một cái, tăng nhanh độn tốc, hướng về không trung bay đi, hắn muốn đi Bắc Cương, từ Bắc Cương tiến về thiên hồ giới. Trần Nhất Minh lên tiếng, khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt. Bắc Cương, tòa nào đó dốc đứng cao phong, một đội tu sĩ tại cao phong phụ cận tuần tra, đỉnh núi có nhất tọa ngàn mẫu đại thanh thạch quảng trường, quảng trường có nhất tọa mấy trăm trượng đại pháp trận. Chu Ngọc Nhược khoanh chân ngồi tại pháp trận bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền nhất thanh bén nhọn tiếng chim hót vang lên, Chu Ngọc Nhược tựa hồ phát giác được cái gì, mở hai mắt ra. Một vệt kim quang xuất hiện ở chân trời, tốc độ cực nhanh. Không có qua bao lâu, kim quang dừng ở quảng trường trên không, rõ ràng là một đầu kim sắc cự kiêu. Vương Trường Sinh, Vương Thanh Bạch cùng chung như ý ngồi tại kim sắc cự kiêu trên lưng, Vương Tông Lãng đã đi thanh liên đảo, tỏa trấn gia tộc, Vương Thanh Bạch chủ động xin đi tùy hành, Vương Trường Sinh cũng liền đáp ứng. Vương Tiền Bối, Ngài có thể tính đến. Chu Ngọc Nhược vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nàng phụng mệnh ở đây tỏa chấn, chủ yếu là tại đây có một chỗ tọa độ không gian thông hướng thiên hồ giới. Người vất vả, khởi động trận pháp, phối hợp ta mở ra một cái thông đạo. Vương Trường Sinh phân phó nói, tay áo lắc một cái, phá giới châu bay ra, hướng về không trung bay đi. Phá giới châu bay đến không trung phía sau, ngân sắc viên châu bỗng nhiên sáng lên trói mắt ngân quang, hư không tạo nên một trận gợn sóng, xuất hiện một đạo nhỏ bé khe hở. Chu Ngọc Nhược đánh vào một đạo pháp quyết, trận pháp bỗng nhiên sáng rõ, một đạo thô to linh quang phóng lên tận trời, thẳng đến không trung hai khu. Khe hở bỗng nhiên mở rộng, kim sắc cực kiêu trở vương trường sinh ba người bay vào trong cái khe, không có qua bao lâu, khe hở tùy theo khép lại. Hy vọng vương tiền bối tất cả thuận lợi, Chu Ngọc Nhược tự nhủ, vương trường sinh hiện tại làm tất cả, chủ yếu là vì vương gia, nhưng đối với đông ly giới hóa thần tu sĩ tới nói, bọn hắn cũng có thể đi theo được lợi chương 2284, Thiên Hồ Giới Tình Huống Thiên Hồ Giới, hỏa dương sơn mạch ở vào Thiên Hồ Giới Tây Bắc Bộ, do sinh trưởng đại lượng hỏa dương mộc mà gọi tên, cái này Thiên Hồ Giới vương Gia hang ổ. Trên vạn danh tu sĩ ngay tại tiến đánh vương Gia, các loại linh quang giao dực, tiếng nổ đùng đoàn không ngừng, khí lãng cuồn cuộn. Mặt đất lồi lõm, nằm đại lượng thi thể, còn có một số hủy hoại khôi lỗi thú. Một đoàn xích sắc hỏa vân phiêu phù ở không trung, hơn 30 danh nguyên anh tu sĩ đứng ở phía trên, cầm đầu là một tên dáng người mập lùn kim bảo lão giả, mặt tròn đôi mắt nhỏ, nhìn nó khí thức, rõ ràng là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Trần Hữu Thắng, Kim Vân Môn Môn Chủ, thiên hồ giới bị ma tộc thống trị mấy trăm năm, thật vất vả tiêu diệt ma tộc, bị đông ly giới cùng thiên lan giới chia cắt, về sau thiên lan giới độc bá thiên hồ giới, lại về sau, thiên lan giới hóa thần lần lượt mất tích, thiên hồ giới mới thu hoạch được đúng nghĩa độc lập. Kim Vân Môn chính là giới loại tình huống này thành lập, Trần Hữu Thắng là lập phái tổ sư. Một tên ngũ quan diễm lệ váy trắng thiếu phụ trống rỗng đứng hư không, thân sắc lạnh lùng, hai cỗ hơn 30 trượng cao cử viên khôi lỗi đứng ở một bên. Vương Hiển Tranh, Nguyên Anh Hậu Kỳ, diệt đi ma tộc phía sau, Vương Trường Sinh di chuyển không ít tộc nhân tiến về thiên hồ giới, nó trong có không ít tinh nhuệ, về sau Vương gia tao ngộ thiên lan tông chèn ép, tốt tại Vương Thanh Sơn kịp thời xuất thủ, Vương gia lúc này mới vượt qua nan quan. Cho đến ngày nay, Vương gia tại thiên hồ giới tu tiên giả có 7 vạn nhiều, Nguyên Anh tu sĩ có 23 người, vương gia gia đại nghiệp đại, 23 vị nguyên anh phân tán tại thiên hồ giới nhiều địa. Vương phu nhân, giao ra trường sinh quả, chúng ta cứ vậy rời đi. Trần Hữu Thắng lạnh mặt nói, ma tộc thống trị thiên hồ giới trong lúc đó, gieo trồng thiên ma thụ, dẫn đến thiên hồ giới linh khí đạm bạc, muốn tiến vào hóa thần kỳ đặc biệt khó. Trần Hữu Thắng thọ nguyên không nhiều, dưới cơ duyên xảo hợp, biết được vương gia có trường sinh quả thụ, hắn đưa ra suất giá cao mua sắm, vương gia nói không có trường sinh quả, hắn tự nhiên không tin tiên lễ hậu binh, đã vương gia không nguyện ý bán, vậy liền đoạt. Không có trường sinh quả, chờ đợi hắn chính có tỏa hóa con đường này. Thiên lan tông độc bá thiên hồ giới phía sau, phái nhân bốn phía vơ vét thu tiên tài nguyên, mang về thiên lan giới, vương gia có hóa thần tu sĩ, thiên lan tông tự nhiên không động vào vương gia. Đây đối với vương gia tới nói là chuyện tốt, vương gia có thể phát triển lớn mạnh, nhưng đây đối với những thế lực khác tới nói, vương gia liền thành bánh trái thơm ngon. Ta nói, không có trường sinh quả, thức thời, các người lập tức lui binh, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vương Hiển tranh ngữ khí lạnh lùng, trường sinh quả thụ thành thục phía sau, chính có mấy chục khỏa, tộc nội có hơn 20 vị nguyên anh tu sĩ, tự mình dùng còn chưa đủ đây. Điểm trọng yếu nhất, có hai vị hóa thần tu sĩ yêu cầu qua trường sinh quả, vương ra trên tay trường sinh quả thì càng ít, còn thừa không có mấy. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói, động thủ, tốc chiến tốc. Trần Hữu thắng lời còn chưa nói hết, một cơn gió lớn thổi qua, một tên vẻ mặt sát khí kim sam thanh niên bỗng nhiên xuất hiện tại trước người của mình, phần lưng có một đôi vàng mịt mờ lông cánh. Hóa thần tu sĩ, chúng tu sĩ cảm nhận được kim sam thanh niên tản ra cường đại linh áp, hoảng sợ nói. Trần Hữu Thắng đầu tiên là sướng sờ, đang muốn nói cái gì, kim sam thanh niên hai tay hóa thành to lớn kim sắc điều trảo, như thiểm điện chụp vào Trần Hữu Thắng thân thể. Trần Hữu Thắng há mồm phun ra một cái hồng quang lòe lòe trường đao, bổ vào kim sam thanh niên trên thân, truyền ra một tiếng vang trầm, hắn hộ thể linh quang cùng giấy bình thường bị kim sắc điều trảo xuyên thủng kim sắc điều trảo xuyên thủng trần hữu thắng ngực kim sam thanh niên không phải người khác chính là kiêu diệt tiên chán sống dám động vương ra kiêu diệt tiên sắc mặt lạnh lẽo hai tay khẽ động đem trần hữu thắng xé thành hai nửa trần hữu thắng nguyên anh vừa mới ly thể tự bị kiêu diệt tiên phun ra một đạo kim quang cháo ở cuốn vào miệng trong nuốt xuống không tốt hóa thần kỳ yêu tộc chạy mau mặt khác nguyên anh tu sĩ dọa đến hồn bay lên trời Đoạn quang phóng đại, hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn, những này nguyên anh tu sĩ số ít có linh bảo, đại đa số còn là sử dụng pháp bảo, phi hành linh bảo một kiện cũng không có. Đã tới, vậy liền không cần đi, đều lưu lại đi. Kiêu Diệt Tiên ngữ khí băng lãnh, phần lưng kim sắc lông cánh hung hăng một cái, cuồng phong gào thét, hư không chấn động, hiện lên suốt một đạo đạo thanh mông mông gió lốc, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Hắn hóa thành một vệt kim quang, nhanh chóng xuyên thủng lần lượt từng nguyên anh tu sĩ thân thể. Thấy cảnh này, Vương Hiển tranh ngẩn người, không biết đạo người nào hô nhất thanh, xâm phạm chi địch chạy trốn tứ phía. Ba đạo làm sắc độn quang từ đằng xa bay tới, chính là Vương Trường Sinh, chung như ý cùng Vương Thanh Bạch ba người. Đến thiên hồ giới phía sau, Vương Trường Sinh biết được Vương gia phát triển cũng không tệ lắm, rất cảm thấy vui mừng, không nghĩ tới có địch nhân vây công Vương gia hang ổ. Chính có mười mấy tên nguyên anh tu sĩ, tự nhiên không cần Vương Trường Sinh động thủ. Thanh Bạch lão tổ, Vương Hiển tranh nhìn thấy Vương Thanh Bạch hoảng sợ nói. Vương Thanh Sơn trước khi rời đi, chạy một chuyến thiên hồ giới, thiên lan giới cùng băng hải giới, đem Vương Thanh Bạch hỏa tượng giao cho tam cái giao diện tộc nhân, thuận tiện phân biệt. Cửu thúc phân hồn hạ giới, các người còn không mau hành lễ. Vương Thanh Bạch phân phó nói, Vương Hiển tranh ngây ngẩn cả người, ánh mắt rơi vào Vương Trường Sinh trên thân, nàng không có chút nào ấn tượng. Ta lần này là phân hồn hạ giới, người hẳn nghe nói qua Vương Trường Sinh cái tên này, Lần này hạ giới, ta là giúp các ngươi giải quyết một vài vấn đề." Vương Trường Sinh ngữ khí ôn hòa, Vương Hiển Tranh lần nữa ngây ngẩn cả người, bất quá nàng không có suy nghĩ nhiều, muốn là địch nhân, nàng căn bản không có sức phản kháng. Tôn Nhi Vương Hiển Tranh cung nghênh lão tổ tông, Vương Hiển Tranh cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Kiêu Diệt Tiên bay trở về Vương Trường Sinh bên người, thần sắc cung kính nói ra, "Chủ nhân, đã tra rõ ràng, là Kim Vân môn phát khởi cái này chiến sự, nhiều cái thế lực phái người tham gia." vương trường sinh nhìn về phía vương hiển tranh hỏi bọn hắn vì cái gì vây công các ngươi bọn hắn yêu cầu trường sinh quả ta không bán bọn hắn liền muốn thượng môn đoạt lúc này mới dẫn phát đại nạn vương hiển tranh thành thật trả lời vương trường sinh nhìn về phía kiêu diệt tiên hỏi người đối bọn hắn siêu hồn là nguyên nhân này không sai bọn hắn tìm không thấy cái khác kéo dài tuổi thọ phương pháp nghe nói vương ra có trường sinh quả tự đánh vương ra chủ ý kiêu diệt tiên chi tiết nói giống như hải tộc sát, mau đi mau trở về. Vương trường sinh phất phất tay, phân phó nói, là, chủ nhân, kêu diệt tiên lên tiếng, hóa thành một đạo vàng mịt mờ gió lốc, biến mất không thấy. Vương hiển tranh thần sắc càng phát cung kính, đem vương trường sinh ba người mời đến tộc nội. Vương trường sinh cùng vương thanh bạch đầu tiên là tới đến từ đường, cấp đã chết tộc nhân dâng hương. Bọn hắn tới đến nghị sự sảnh, vương hiển tranh chờ hơn 10 vị tộc lão hướng vương trường sinh báo cáo gia tộc tình huống. Vương trường sinh nghe xong báo cáo, Hai lòng nhẹ gật đầu, thiên hồ giới tộc nhân phát triển so băng hải giới kém một chút, so đông ly giới tộc nhân tốt hơn nhiều, này chủ yếu là tài nguyên gây nên. Ta lần này đến thiên hồ giới là vì thu thập một chút tu tiên tài nguyên, dùng tới bố trí trận pháp, cái này ta muốn vật liệu, lập tức phái người đi thu thập. Vương Trường Sinh lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Hiển Tranh. "Là, lão tổ tông." Vương Hiển Tranh lên tiếng, đem ngọc giản phục chế nhiều phần, giao cho tộc nhân để bọn hắn phái người đi xử lý lão tổ tông, gia tộc thu tập được mấy thứ đồ tốt, mời lão tổ tông xem. Vương Hiển Tranh làm một cái thủ hiệu mời, tự mình cấp phương trường sinh dẫn đường. chương 2285, Ngũ Hành Thạch, Cửu Dương Quả. Non nửa khắc sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa lớn gần mẫu địa hạ động quật, trên vách đá khắc rõ đại lượng huyền ảo phù văn, tản mát ra một trận mãnh liệt cấm chế ba động. Trong động quật có hơn 10 chương màu xanh kệ hàng, mỗi một chương kệ hàng đều bị một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh bao lại, kệ hàng thượng trưng bày linh mộc, khoáng thạch, yêu thú vật liệu, ngọc giản các thứ. Vương Hiển tranh tới đến một chương màu xanh kệ hàng phía trước, lấy ra một mai màu xanh nhạt hình vuông lệnh bài, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo thanh quang bay ra, chui vào màn ánh sáng màu xanh không thấy, màn ánh sáng màu xanh chấp động một cái, tán loạn không thấy. Nàng cầm lấy nhất cái hộp ngọc màu xanh, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở ra xem, bên trong có nhất khối hơi nước mịt mờ linh thạch, óng ánh dịch thấu, Cực phẩm linh thạch, Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên, cho dù là tại Huyền Dương giới, cực phẩm linh thạch cũng là rất chân quý đồ vật, chủ yếu dùng tới bố trí cao giai trận pháp, đặc biệt là hộ tộc đại trận hoặc là hộ tông đại trận, dùng cực phẩm linh thạch bày trận, trận pháp có thể vận chuyển thời gian dài hơn. Trừ cái đó ra, cực phẩm linh thạch có thể dùng tới khu xử khôi lỗi thú, khôi lỗi thú có thể phát huy ra uy lực lớn hơn, ngũ giai khôi lỗi thú dùng thượng phẩm linh thạch liền có thể khu động. Vương Trường Sinh trên tay cực phẩm linh thạch còn không có 10 khối, Phần lớn bố trí tại hộ tộc phía trên đại trận, duy trì trận pháp vận chuyển, ngoại trừ mấy cái cực phẩm linh thạch, còn lại đều là thượng phẩm linh thạch. Toàn dùng cực phẩm linh thạch bày trận, không ai xa xỉ như vậy đi. Đây là tộc nhân theo nhất chỗ đại hình linh thạch khoáng móc ra, vốn là định dùng tới bảy trận phụ trợ tu luyện. Vương Hiển tranh giải thích nói, thiên hồ giới hiện tại linh khí đạm bạc, đột phá hóa thần kỳ tương đối khó khăn, dùng cực phẩm linh thạch bố trí tụ linh trận, dạng này có trợ giúp tu luyện. Vương Trường Sinh gật đầu nói nói, ta mang đến một vị ngũ giai trận pháp sư, ta nhường nàng dùng tài liệu khác bố trí một bộ tụ linh trận, phụ trợ các ngươi tu luyện. Bây trận trình độ không đủ, chỉ có thể dùng cực phẩm linh thạch tăng lên trận pháp uy lực, chung như ý là ngũ giai trận pháp sư, bố trí nhất cái cường hóa tụ linh trận không phải việc khó gì. Vương Hiển tranh cầm lấy nhất cái kim sắc hộp ngọc, mở ra nắp hộp, một trận trói mắt ngũ sắc linh quang bao phủ mà xuất. Đây là, Vương Trường Sinh đôi mắt nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía hộp ngọc, ngũ sắc linh quang tán đi, lộ ra nhất khối to bằng cái thất ngũ sắc khoáng thạch, bên ngoài hiện ra một trận ngũ sắc linh quang. Hắn cầm lấy ngũ sắc khoáng thạch cẩn thận quan sát, hô hấp biến dồn dập lên. Ngũ hành thạch, Vương Trường Sinh ngữ khí trầm trọng, ngũ hành thạch là nhất chủng đặc thù khoáng thạch, tinh luyện về sau có thể đạt được ngũ hành thần sa loại tài liệu này, dùng ngũ hành thần sa luyện chế ra tới bảo vật rất dễ dàng phá giải ngũ hành cấm chế. Khối khoáng thạch này là theo một đầu cổ thú thể nội đạt được, anh hỏa cũng lấy nó không có cách nào vương hiển tranh giải thích nói vương trường sinh mặt lộ vẻ tán thành nói không sai còn có không có gia tộc bảo vật đều ở nơi này vương hiển tranh lắc đầu vương trường sinh tại trong bảo khố dạo qua một vòng không có phát hiện những bảo vật khác có nhất khối cực phẩm linh thạch cùng nhất khối ngũ hành thạch đã rất tốt băng hải giới cùng thiên hồ giới đều có thu hoạch hy vọng thiên lan giới cũng có thu hoạch đã xuất gia tộc bảo khố vương trường sinh nhường chung như ý lập tức đi bố trí ra cường phiên bản tụ linh trận phụ trợ Vương Hiển tranh tu luyện. Thanh Bạch, người đi tìm thiên hồ giới hai vị khác hóa thần, thuyết phục bọn hắn vì ta hiệu mệnh, tận lực không muốn sát nhân, đem bọn hắn mang về, ta có lời muốn hỏi bọn hắn. Vương Trường Sinh phân phó nói, thiên hồ giới đã biết có hai vị hóa thần, bọn hắn đánh qua Vương ra gió thu, muốn đi không ít đồ vật, nó bên trong tựu bao quát trường sinh quả. Vương gia có trường sinh quả tin tức làm không tốt chính là bọn hắn lan rộng ra ngoài. Là, cửu thúc, vương thanh bạch lên tiếng, hóa thành một đạo bạch sắc độn quang phá không mà đi. Vương Trường Sinh triệu tập trên đảo tu sĩ cấp cao, tự mình cho bọn hắn giảng đạo, chỉ điểm luyện khí sư luyện khí, hoặc là truyền thụ công pháp, chỉ đạo tộc nhân tu luyện. Thiên hồ giới Tây Bắc Bộ, nhất tọa liên miên trăm vạn giảm xanh biết sơn mạch. Hơn 10 danh tu sĩ đứng tại nhất tọa dốc đứng trên đỉnh núi cao, thân sắc của bọn hắn ngưng trọng, nhìn về phía không trung. Không trung có một đoàn xích sắc hỏa quang cùng một đạo bạch sắc linh quang, hai đạo linh quang không phải va chạm, Bộc phát ra từng đợt cường đại khí lãng, một tiếng vang thật lớn qua đi, xích sắc hỏa quang bay rất ra ngoài, bay ra hơn nghìn trượng mới dừng lại. Hồng quang lóe lên, hiện ra một tên mặt mày xám xịt áo bào đỏ lão giả, áo bào đỏ lão giả sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Vương đạo hữu đạo pháp cao thâm, lão phu nhận thua, nhận thua. Áo bào đỏ lão giả vội vàng mở miệng nói ra, thần sắc khẩn trương. Bạch sắc linh quang bỗng nhiên sáng rõ, hóa thành vương thanh bạch bộ dáng. Dương Đạo Hiếu, đây là chúng ta muốn thu thập vật liệu, người phái người đi thu thập, mặt khác, người đi với ta một chuyến, cửu thúc muốn gặp ngươi. Vương Thanh Bạch ném cho áo bào đỏ lão giả một mai kim sắc ngọc giản, trầm giọng nói. Áo bào đỏ lão giả gọi Dương Diễm, hóa thần sơ kỳ, hắn đến qua vương gia, yêu cầu qua trường sinh quả, chỉ thế thôi, không dám quá phận. Nếu không phải như vậy, Vương Thanh Bạch sẽ không để cho hắn tốt như vậy qua. Dương Diễm thần thức quét qua, nhẹ gật đầu, đem ngọc giản ném cho môn nhân đệ tử, phân phó nói, lập tức phân phó, thu thập phía trên vật liệu, tiếp đó đưa đến vương gia. Là, sư phó, dương diễm môn nhân đáp ứng, thu hồi ngọc giản rời đi. Đi thôi, dương đạo hiếu, đi với ta một chuyến, yên tâm, không sẽ giết ngươi, muốn giết ngươi, vừa rồi ta liền sẽ không lưu thủ. Vương Thanh Bạch phân phó nói, ngữ khí nghiêm khắc, dương diễm ngượng ngùng nhất tiếu, gật đầu đáp ứng, đi theo vương Thanh Bạch rời đi. Hỏa dương sơn mạch, hỏa dương điện, vương trường sinh ngồi ở chủ vị lên, kiêu diệt tiên ngay tại hướng vương trường sinh báo cáo tình huống. Kiêu diệt tiên đã diệt đi kim vân môn chờ công kích thế lực của vương gia, hắn đối với tu sĩ cấp cao siêu hồn, phát hiện bộ phận người đi qua táng tiên động thiên, phát hiện một gốc cửu dương quả cây. Táng tiên động thiên là thiên hồ giới đệ nhất hiểm địa, vương trường sinh cũng không có đi qua táng tiên động thiên. Năm đó hắn cùng thượng quan thiên hoành tiến nhập phong tuyết huyên, thượng quan thiên hoành bản thân bị trọng thương, táng tiên động thiên là thiên hồ giới đệ nhất hiểm địa, khẳng định càng thêm nguy hiểm. Cửu dương quả cây 2.000 năm nở hoa, 2.000 năm kết quả, tiếp qua 2.000 năm mới có thể thành thục, cửu dương quả có thể phụ trợ tu tiên giả sung kích hóa thần kỳ, đây là thiên hồ giới điển tịch ghi chép. Vương trường sinh theo thiên mộc tông nhất chỗ linh dược viên đạt được một chút đan phương, nó bên trong có một loại gọi cửu dương đan đan phương, cửu dương đan là lục giai liệu thương đan dược, dùng cửu dương quả làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Nếu là có thể đạt được cửu dương quả, Hạ giới tộc nhân có hy vọng xuất hiện càng nhiều hóa thần tu sĩ, hắn cũng có thể mang về Huyền Dương giới, giữ lại luyện chế Cửu Dương đan. Trước đây để giành linh vật đã dùng hết, hơn 10 vị tộc nhân xung kích hóa thần kỳ thất bại. Bởi vì cấm chế quá mạnh, Kim Vân môn nhân tổn thất nặng nề, chỉ có thể từ bỏ. Cửu Dương quả, có địa đồ a?" Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi. Kiêu Diệt tiên tay lấy ra hồng sắc gia thú, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì ngược lại là có thể phái nhân tiến nhập táng tiên động thiên tìm kiếm cửu dương quả, có kiêu diệt tiên dẫn đội, nên có thể đem cửu dương quả đem tới tay. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, có việc ta lại phân phó ngươi đi làm, vương trường sinh phân phó nói, kiêu diệt tiên lên tiếng, không người lui ra, chương 2286, hóa hình linh dược tin tức. Ba năm sau, luyện khí thất, vương trường sinh đứng nơi hẻo lánh, không nói một lời. Một tên ngũ quan tuấn lãng hồng sam thanh niên ngồi tại một chương hồng sắc bồ đoàn bên trên, thân trước trưng bày nhất tọa một người cao hồng sắc đỉnh lô, một cỗ xích sắc hỏa diễm che mất hồng sắc đỉnh lô. Hồng Sam thanh niên trên tay cầm lấy một mặt hồng quang lòe lòe trận bàn, không ngừng đánh vào một đạo đạo pháp quyết. Một lát sau, hắn pháp quyết vừa bấm, xích sắc hỏa diễm bỗng nhiên tán loạn không thấy. Hồng Sam thanh niên đi hồng sắc đỉnh lô đánh vào một đạo pháp quyết, nắp đỉnh nhất phi mà lên, một viên hồng quang lòe lòe con dấu bay ra, linh khí kinh người, hiển nhiên là một kiện linh bảo. Lão Tổ Tông, thành công, Tôn nhi thành công, Hồng Sam thanh niên kích động nói: "Vương Hiển Thước, nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tứ giai luyện khí sư. Thiên hồ giới linh khí đạm bạc, ngũ giai vật liệu ít càng thêm ít, linh bảo số lượng càng là thiếu thấy." Dưới sự chỉ điểm của Vương Trường Sinh, Vương Hiển Thước luyện khí trình độ đề cao rất nhanh, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện chế ra một kiện linh bảo, cùng ngũ giai trận pháp có rất lớn quan hệ. Vương Trường Sinh vô pháp tại hạ giới dừng lại thời gian quá dài, chỉ có thể nhường Vương Hiền Thước sử dụng ngũ giai trận pháp luyện khí. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói: luyện nhiều tập mấy lần, tin tưởng ngươi luyện khí trình độ sẽ còn đề cao, lại thêm ta truyền thụ cho ngươi luyện khí pháp môn, tương lai ngươi có lẽ có thể luyện chế ra thông thiên linh bảo. Này còn may mà lão tổ tông dạy bảo, nếu không tôn nhi cũng sẽ không có tiến bộ lớn như vậy. Vương Hiền Thước cung kính thanh âm, người gọi ta nhất thanh lão tổ tông ta dạy bảo ngươi luyện khí là chuyện đương nhiên sự tình. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng nói, hắn từ trong ngực lấy ra một mặt chuyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Thanh Bạch Thanh âm vang lên theo, cửu thúc, ta đem bọn hắn mang về, có phát hiện trọng đại. Dẫn bọn hắn đi nghênh khách sảnh, ta lập tức đi qua. Vương Trường Sinh phân phó nói, là, cửu thúc, thu hồi chuyện tấn bản, Vương Trường Sinh xông Vương Hiển Thước phân phó nói, luyện tập nhiều hơn, ta tin tưởng ngươi có thể đi. Là, Lão Tổ Tông. Vương Hiền thước cúi người hành lễ, đáp ứng, nghênh khách sảnh, Vương Thanh Bạch cùng một nam một nữ đang nói cái gì. Ngoại trừ Dương Diễm, còn có một tên dáng người nổi bật váy xanh thiếu phụ, váy xanh thiếu phụ thần sắc có chút tiều tụy, hiển nhiên có thương thích trong người. Trần Niệm Kiều, hóa thần sơ kỳ, nàng cũng đánh qua vương ra gió thu, muốn đi hai khỏa trường sinh quả. Nàng muốn tu vi tiến thêm một bước, chạy tới táng tiên động thiên tầm bảo, kết quả bản thân bị trọng thương, tùy thân mấy món linh bảo đều hủy đi. Thiên Lan tông tu sĩ thu hết đi đại lượng tu tiên tài nguyên, muốn thông thiên linh bảo hoặc là mặt khác tu tiên tài nguyên, chỉ có thể đi táng tiên động thiên mạo hiểm. Nàng chạy ra táng tiên động thiên, vừa trở lại hang ổ, Vương Thanh Bạch cùng Dương Diễm liền chờ thì đã lâu. Vương Thanh Bạch hơi phơi bày một ít thần thông, liền thuyết phục Trần Niệm Kiều đi theo hắn trở về vương gia. Trần Niệm Kiều cùng Dương Diễm đều có chút lo lắng bất an, dù sao bọn hắn đánh qua vương gia gió thu. Một đạo lam sắc độn quang bay tiến đến, chính là Vương Trường Sinh. Thanh Bạch, tại sao lâu như thế mới trở về? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, ta chờ Trần Phu Nhân một đoạn thời gian, nàng đi táng tiên động thiên tầm bảo, có phát hiện trọng đại. Vương Thanh Bạch thành thật trả lời, vãn bối Dương Diễm Trần Niệm Kiều bái kiến Vương Tiền Bối. Dương Diễm cùng Trần Niệm Kiều nhao nhao cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo, nói, nghe hiển tranh nói, các người yêu cầu qua trường sinh quả. Hắn cũng không phải quan tâm kia mấy quả trường sinh quả, mà là muốn gõ một cái bọn hắn. Dương Diễm cùng Trần Niệm Kiều biến sắc, thần sắc sợ hãi. Vương Tiền Bối, Vãn Bối nhất thời bị mỡ heo đoán tâm, nguyện ý lãnh phạt. Dương Diễm trung thực nhận lầm, thái độ đoan chính, Vãn Bối biết sai, nguyện cấp Vương Tiền Bối hiệu mệnh. Trần Niệm Kiều thần sắc sợ hãi, hiện tại ngoại trừ nhận lầm, không có thứ hai con đường đi. Xem ở các ngươi không có đối hiển tranh bọn hắn động thủ, ta hiện tại đang muốn dùng nhân, tạm thời tha các ngươi lần này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ta lần này hạ giới là vì gia tộc chúng ta xử lý một chút vấn đề nhỏ, thuận tiện thành lập nhất tọa pháp trận, có thể phụ trợ hóa thần trung kỳ tu sĩ phi thăng huyền dương giới, nhưng cần rất nhiều tu tiên tài nguyên, các ngươi cố gắng làm việc, đến lúc đó pháp trận thành lập tốt, chờ các ngươi tu luyện tới hóa thần trung kỳ, có thể để các ngươi sử dụng. Vương Trường Sinh chậm rãi nói, Dương Diễm cùng Trần Niệm Kiều đầu tiên là sững sờ, rất nhanh mặt lộ vẻ mừng như điên, nhào nhao đáp ứng cùng ta nói một chút táng tiên động thiên tình huống. Vương Trường Sinh nhìn về phía Trần Niệm Kiều, phân phó nói. Vãn bối nghe nói táng tiên động thiên có một cây vạn năm kim diễm tham, đã hóa thành nhân hình, vãn bối muốn có được này dược, truy tung trên đường đụng phải một đầu ngũ giai luyện thi, bị nó đả thương, thi triển bí thuật trốn thoát. Trần Niệm Kiều một năm một người nói một lần chuyện đã xảy ra. Hóa thành nhân hình kim diễm tham, Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, hắn tại huyền linh động thiên lấy được vạn năm linh dược, bất quá không có hóa thành nhân hình, có thể hóa thành nhân hình vạn năm linh dược, đều có cơ duyên lớn lao. Cửu dương quả cùng vạn năm kim diễm tham, có hai thứ đồ này, đáng giá vương trường sinh đi một chuyến. Hắn chu môi huyết sáo một tiếng, kiêu diệt tiên bay tiến đến, cúi người hành lễ, nói chủ nhân, có gì phân phó. Nhìn thấy kiêu diệt tiên, trần niệm kiều cùng dương diễm thầm giật mình. Ta muốn đi một chuyến táng tiên động thiên, người độn tốc tương đối nhanh, mang bọn ta cùng đi. Vương trường sinh phân phó nói, chung như ý muốn bố trí trận pháp, phụ trợ bọn hắn tiến về thiên lan giới. Kiêu diệt tiên lên tiếng, bên ngoài thân kim quang đại phóng, hóa thành một đầu hình thể to lớn song thủ kiêu, vương trường sinh nhảy lên, vương thanh bạch ba người theo sát phía sau, đi theo. Kim sắc cực kiêu hai cánh hung hăng một cái, nổi lên một trận cuồng phong, thổi ngã đại lượng cái bàn, chở bọn hắn bay ra vương ra, tiêu thất ở chân trời. Táng tiên động thiên ở vào thiên hồ giới tây nam bộ, là tiếng tăm lừng lẫy một chỗ cổ chiến trường, nghe nói có hơn 10 vị hóa thần tu sĩ chết ở chỗ này, cấm chế trọng trọng, được vinh dự thiên hồ giới đệ nhất hiểm địa. Một đạo kim sắc độn quang xuất hiện ở chân trời, không có qua bao lâu, kim sắc độn quang ngừng lại, rõ ràng là một đầu hình thể to lớn kim sắc cửa kiêu, vương trường sinh, vương thanh bạch, trần niệm kiều cùng dương diễm đứng kim sắc cửa kiêu trên lưng, thần sắc khác nhau. Vương tiền bối, đó chính là táng tiền động thiên lối vào, hiện tại cấm chế nghênh đón suy yếu kỳ, là tốt nhất tầm bảo thời gian. Trần Niệm Kiều chỉ vào một phiến hư không nói, thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, có thể nhìn thấy một vòng tròn trạng màu xanh vòng sáng, tản mát ra một trận mãnh liệt cấm chế ba động. Kim sắc cực cứ kiêu hai cánh nhẹ nhàng một cái, hướng về màu xanh vòng sáng bay đi, Phương trường sinh pháp quyết vừa bấm, hư không xuất hiện vô số lam sắc quang điểm, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển, bao lại bọn hắn. Xuyên qua màu xanh vòng sáng, một mảnh liên nguyên chập trùng sơn mạch xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cổ thụ che trời san sát, hiểm sơn tuấn phong vô số, mây mù bốc lên cổn động, huyền hạc dương cánh cao phi, một phen động thiên phúc địa cảnh tượng. Nếu không phải biết tại đây là thiên hồ giới đệ nhất hiểm địa, Vương Thanh Bạch còn tưởng rằng sông lầm nơi nào đó bí cảnh. Cân nhắc đến cấm chế tồn tại, kim sắc cực kiêu bay thấp tại một khối đất trống, kim quang lóe lên, kim sắc cực kiêu hóa thành kiêu diệt tiên bộ dáng. Dẫn đường đi, tìm tới kim diễm tham, tính ngươi lập công, Vương Trường Sinh phân phó nói, Trần Niệm Kiều lên tiếng, Hướng về cách đó không xa một cái chợt hẹp sơn cốc đi đến, Vương Trường Sinh bốn người vội vàng đuổi theo. Không có qua bao lâu, năm người tiêu thất tại trong núi sâu. Chương 2287, Diệt luyện thi, được Huyền Hồn Ngọc. Một mảnh màu xanh rừng rậm, một cây cao hơn trăm trượng đại thụ che trời dưới, một tên Kim Sam nữ đồng ngồi tại một cây thô to trên cành cây, Kim Sam nữ đồng trên mặt cùng trên cánh tay có một ít hồng sắc hoa văn. Một đám màu xanh hồ điệp vòng quanh nàng nhẹ nhàng nhảy múa kim sam nữ đồng bắp chân lắc lư không ngừng, lộ ra mười phần hài lòng. Một trận cuồng phong gào thét mà qua, một tên dáng người khôi ngô kim sam thanh niên bỗng nhiên xuất hiện tại kim sam nữ đồng trước mặt, chính là kiêu diệt tiên. Kiêu diệt tiên mới vừa xuất hiện, hai tay hóa thành điều trảo, như thiểm điện bắt lấy kim sam nữ đồng. Kim sam nữ đồng bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt thanh quang, bỗng nhiên hóa thành một khối màu xanh gỗ, một độn thuật. Phụ cận đại thụ che trời giống như sống tới bình thường, lúc la lúc lắc, như cùng một cái đầu màu xanh trường tiên bình thường chụp về phía kiêu diệt tiên lòng đất chui ra vô số cây thô to hắc sắc rễ cây cuốn lấy kiêu diệt tiên hai chân kiêu diệt tiên hừ nhẹ nhất thanh hai cánh hung hăng một cái một đạo đạo kim mịt mờ gió lốc bao phủ mà xuất cắt đứt toàn bộ rễ cây tính cả trên trăm gốc đại thụ che trời cũng bị xoắn thành vô số nhỏ bé mảnh gỗ vụn bên ngoài mấy chục dặm một khỏa đại thụ che trời sáng lên một trận chói mắt thanh quang một tên kim sam nữ đồng vừa hiện mà xuất một cỗ hàn phong bao phủ mà qua vương thanh bạch bỗng nhiên xuất hiện tại kim sam nữ đồng bên người hắn há mồm phun ra một cỗ hàn khí trắng xóa đánh vào kim sam nữ đồng trên thân kim sam nữ đồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng phụ cận đại thụ đung đưa kịch liệt đứng lên vô số lá cây bay xuống tại một tràng tiếng xé gió chung lá cây hóa thành từng thanh từng thanh lợi nhận chém về phía vương thanh bạch vương thanh bạch quanh thân hiện lên suốt vô số bạch sắc hàn khí những ngày lá cây chạm đến bạch sắc hàn khí trong nháy mắt bị đóng băng ở, từ giữa không trung rất xuống. Ở bên ngoài hơn trăm dặm, nhất khỏa đại thụ che trời sáng lên một đạo thanh quang, một tên kim sam nữ đồng vừa hiện mà xuất, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nàng lại thi triển một độn thuật tránh đi, nhìn ra được, nàng một độn thuật rất cao minh. Kim sam nữ đồng tựa hồ phát giác được cái gì, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, bỗng nhiên biến mất không thấy, một cơn gió lớn gào thét mà qua, kiêu diệt tiên vừa hiện mà xuất. Ánh mắt của hắn âm trầm, hắn vốn định hảo hảo biểu hiện một chút, không nghĩ tới bị hóa hình linh dược trêu đùa. Bên ngoài mấy trăm dặm, một đạo thanh quang nhanh chóng lướt qua từng cây từng cây đại thụ che trời, tốc độ rất nhanh. Một chén trà thời gian phía sau, kim sam nữ đồng ngừng lại, sắc mặt có chút tái nhợt, cách đó không xa có nhất tỏa vạn trượng cao dốc đứng cự phong, chân núi có một cái cự đại động đá, âm u vô quang. Một trận cuồng phong gào thét mà qua, kiêu diệt tiên xuất hiện lần nữa tại kim sam nữ đồng sau lưng. Kim sam nữ đồng đang muốn tránh đi, kiêu diệt tiên bên ngoài thân kim quang đại phóng, bao lại kim sam nữ đồng, tay phải hóa chảo, như thiểm điện bắt lấy kim sam nữ đồng cổ. Kim sam nữ đồng kịch liệt dẫy ruộng, bất quá không có tác dụng gì. Kiêu diệt tiên mặt lộ vẻ vui mừng, trong đầu của hắn chuyển đến vương trường sinh sau lưng, cẩn thận phía sau ngươi. Vừa dứt lời, một đầu mặt xanh nanh vàng, sau lưng mọc lên một đôi cánh thịt hắc sam nam tử bỗng nhiên xuất hiện sau lưng kiêu diệt tiên. Hắc Sam Nam Tử trên thân tản mát ra một cỗ tanh hồi trí cực hư thối mùi, hiển nhiên là luyện thi, Luyện thi mới vừa xuất hiện, há mồm phun ra vô số đạo mảnh khảnh hắc sắc sợi tơ, cuốn lấy kiêu diệt tiên thân thể. Kiêu diệt tiên cánh hung hăng một cái, muốn cắt đứt những này hắc sắc sợi tơ, bất quá không có gì, vuốt trái của hắn bắt lấy trên người sợi tơ, ra sức kéo một cái, vô pháp kéo đứt. Cái này ta cô động vạn năm sát tia, nào có dễ dàng như vậy hủy hoại. Hắc Sam nam tử cười lạnh một tiếng, hai tay bắt lấy kiêu diệt tiên bả vai, đen nhánh sắc bén móng tay đâm vào kiêu diệt tiên thể nội, máu tươi đều bị nhuộm thành hắc sắc, hắn há mồm lộ ra hai khỏa răng nanh sắc bén, hướng về kiêu diệt tiên táp tới. Nhiệt xúc, chưa có đả thương người, một đạo trung khí mười phần nam tử tiếng hét lớn vang lên. Hắc sam nam tử đầu vang ong ong, hắn không có chưa có lấy lại tinh thần đến, đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hơi nước mịt mờ bàn tay lớn màu xanh lam trống giống hiển hiện, đập vào hắc sam nam tử trên thân. Hắc sam nam tử hét thảm một tiếng, hai chân thật sâu lâm vào lòng đất. Một đạo lam sắc trường hồng kích xạ mà đến, xuyên thủng hắc sam nam tử đầu, nó đầu nổ bể ra đến, một tia ô quang ly thể bay ra, còn không có bay ra bao xa, hư không chấn động vặn vẹo, hiện lên suốt vô số lam sắc hơi nước, hóa thành một đầu hơi nước mịt mở bàn tay lớn màu xanh lam, như thiểm điện bắt lấy ô quang, rõ ràng là một đạo giữ tợn mặt quỷ. Bàn tay lớn màu xanh lam vừa dùng lực, năm ngón tay khép lại, ô quang phát ra nhất thanh thê lương quỷ khóc thanh âm, bốc khí một làn khói xanh, hóa thành một quả hắc sắc viên châu. Một đạo lam sắc độn quang bay tới, Rơi trước mặt kiêu diệt tiên, chính là vương trường sinh. Kiêu diệt tiên đầu tiên là sướng sờ, liền tranh thủ kim sam nữ đồng đưa cho vương trường sinh, thần sắc cung kính. Hắn kém chút bị đối phương giết, vương trường sinh xuất thủ, nhẹ nhõm giải quyết. Vương trường sinh há mồm phun ra một cỗ lam vũ lất phất hào quang, rơi vào kim sam nữ đồng trên thân, kim sam nữ đồng mặt lộ vẻ thống khổ, mì tâm hiện lên suốt một cái mặt quỷ đồ án. Mặt quỷ đồ án bỗng nhiên tán loạn, kim sam nữ đồng ngất đi nàng bị luyện thi khống chế, cố ý hấp dẫn tầm bảo tu sĩ cung nó diệt sát. Kiêu diệt tiên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách từng ấy năm tới nay như vậy, không có người có thể có được hóa hình kim diễm tham, nguyên lai nàng bị luyện thi khống chế được. Luyện thi thủy hỏa bất xâm, pháp bảo khó thương, tu tiên giả rất dễ dàng bị nó tập kích. Vương trường sinh trùng hạ hơn 10 đạo cấm chế, kim sam nữ đồng là hóa hình linh dược, cũng không phải một cây vạn năm linh dược đơn giản như vậy. Dương Diễm, Trần Niệm Kiều cùng Vương Thanh Bạch cũng chạy tới, Dương Diễm cùng Trần Niệm Kiều thần sắc càng phát cung kính. Đặc biệt là Trần Niệm Kiều, nàng cùng luyện thi giao thủ qua, bảo vật đều bị hủy, trọng thương mà chạy, vương trường sinh xuất thủ, nhẹ nhõm diệt sát luyện thi, không hổ là từ linh giới xuống tới đại năng. Người bên trong có đồ vật gì, nơi này âm khí nặng như vậy, nên có ngũ dài âm thuộc tính vật liệu. Vương trường sinh xông kiêu diệt tiên phân phó nói, kiêu diệt tiên lên tiếng, bay vào động đá. Một lát sau, hắn bay ra, trên tay cầm lấy mấy khối hắc sắc ngọc thạch. Chủ nhân, bên trong không có linh dược, bất quá có một loại ngọc thạch. Kiêu diệt tiên đem một khối ngọc thạch đưa cho vương trường sinh, vương trường sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên. Huyền hồn ngọc, lại là loại tài liệu này, người lập tức đi vào khai thác loại tài liệu này. Vương trường sinh phân phó nói, ngữ khí nghiêm khắc, huyền hồn ngọc đản sinh tại âm khí nồng đậm địa phương, vệ hồn kim thiền thôn vệ một khối huyền hồn ngọc, mới từ tứ giai tiến vào ngũ giai. Kiêu diệt tiên lên tiếng, lần nữa trở về động đá một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên đất rung núi chuyển trần niệm kiều cùng dương diễm trung thực đứng ở một bên thần sắc cung kính không có vương trường sinh mệnh lệnh bọn hắn không dám vào nhập động đá vương thanh bạch cũng đi vào hỗ trợ hơn một canh giờ phía sau bọn hắn tự đi ra bọn hắn cắt đưa cho vương trường sinh một viên chữ vật giới vương trường sinh thần thức quét qua hài lòng nhẹ gật đầu có những này huyền hồn ngọc vệ hồn kim thiền nói không chừng có thể tấn thăng một cái tiểu cảnh giới đi đi tìm cửu dương quả thụ. Vương Trường Sinh phất ống tay áo một cái, mang theo bốn người bọn họ rời đi nơi đây. chương 2288, cửu dương quả đến tay, tiến về thiên lan giới. Táng tiên động thiên chỗ sâu, một cái hẹp dài hồng sắc sơn cốc, sơn cốc trên không bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh. Cốc bên trong thỉnh thoảng truyền ra từng đợt đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàn, đất rung núi chuyển. Vương Trường Sinh, Trần Niệm Kiều, Dương Diễm cùng Vương Thanh Bạch đứng cốc bên ngoài, thần sắc khác nhau. Vương trường sinh phái kiêu diệt tiên đi ngắt lấy cửu dương quả, hắn không cần tự làm tất cả mọi việc, nhưng kiêu diệt tiên đi làm là được rồi, kiêu diệt tiên chuyện không giải quyết được, vương trường sinh lại ra tay cũng không muộn. Một lát sau, một đoàn to lớn xích sắc mây hình nấm trong cốc phóng lên tận trời, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên. Kiêu diệt tiên từ cốc bên trong bay ra, bên ngoài thân vết thương trồng chất, mặt mày xám xịt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Chủ nhân, có một đầu hỏa thuộc tính ngũ dài yêu thú, thần thông so ta còn cường đại hơn, đã đuổi theo ra tới. Kiêu diệt tiên mở lời hô, hắn phá mất cấm chế, vừa nhìn thấy cửu dương quả thụ, tự lọt vào một đầu ngũ dài yêu thú tập kích, rất nhanh liền thua trận. Vương trường sinh cho hắn tu luyện công pháp, nhưng hắn thời gian tu luyện tương đối ngắn, hơn nữa đối với phương cấp bậc cao hơn hắn, hắn căn bản không phải đối thủ. Vừa dứt lời, một đạo xích sắc hỏa quang từ sau lưng đánh tới, kiêu diệt tiên có chỗ phát giác, cánh hung hăng một cái, hóa thành một trận cuồng phong biến mất không thấy ầm ầm tiếng vang, xích sắc hỏa quang đánh vào trên vách đá, nổ ra một cái hố to. Một đạo hồng quang từ cốc bên trong bay ra, rõ ràng là một đầu sư thủ hổ thân dị thú, sinh ra một đôi hồng sắc cánh thịt, trên đầu có một cây dài hơn một trượng hồng sắc độc giác. Ngũ giai trung phẩm sư hổ thú, Trần Niệm Kiều kinh ngạc nói, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng rè, nàng nhìn một cái vương trường sinh, trong lòng an tâm một chút. Sư hổ thú mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa diễm, cùng lúc đó, cánh của nó nhẹ nhàng một cái, trong hư không bỗng nhiên hiện lên suốt vô số xích sắc hỏa quang, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng quả xích sắc hỏa cầu, số lượng có trên ngàn quả nhiều. Trên ngàn quả xích sắc hỏa cầu đánh tới hướng vương trường sinh trở nhân, xích sắc hỏa cầu vừa tới gần bọn hắn trăm trượt, tự bị vương thanh bạch bốn người thi pháp chặn. Vương trường sinh nhấc tay hướng về hư không vỗ, hư không chấn động vặn vẹo, vô số lam sắc hơi nước hiện lên, hóa thành một đầu hơi nước mịt mờ kình thiên đại thủ, đón lấy xích sắc hỏa diễm. Một tiếng vang thật lớn, xích sắc hỏa diễm bị Kình Thiên đại thủ vỗ nát bấy, Kình Thiên đại thủ đến sư hổ thú thân trước, nó cảm nhận được Kình Thiên đại thủ tản ra khí thế khủng bố, đôi mắt đều bắn ra một đạo hồng quang, y nguyên không có tác dụng gì, hai đạo hồng quang bị Kình Thiên đại thủ vỗ nát bấy. Kình Thiên đại thủ đập vào sư hổ thú trên thân, sư hổ thú trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, thân thể đập vào trên vách đá, khảm nạm nhập thạch bích bên trong, đại lượng toái thạch lăn xuống tới. Làm quang lóe lên một viên lam quang lòe lòe tiểu ấn trống giống hiển hiện, trong nháy mắt phồng lớn, đánh tới hướng sư hổ thú. Sư hổ thú vội vàng phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, thác trụ lam sắc cự ấn. Phá không thanh đại hưởng, một đầu mấy trăm trượng đại lam sắc quyền ảnh bay vụt mà đến, đập vào trên người của nó. Ầm ầm tiếng vang, sư hổ thú toàn bộ khảm nhập thạch bích bên trong, không ngừng chảy máu. Nhân cơ hội này, lam sắc cửa ấn thừa cơ nện xuống, đem thạch bích nện đến vỡ nát, tính cả sư hổ thú cũng biến thành một đống toái nhục, có thông thiên linh bảo tại tay, vương trường sinh diệt sát một đầu ngũ dai trung phẩm yêu thú càng thêm nhẹ nhõm. Hắn vẫy tay một cái, làm sắc cửa ấn vụt nhỏ lại, hóa thành một đạo lam quang bay vào ống tay áo không thấy. Thanh bạch, người đi ngắt lấy cửu dương quả, dùng trận pháp đem cửu dương quả thụ cấy ghép đi. Vương trường sinh phân phó nói, vương thanh bạch lên tiếng, hướng về cốc bên trong bay đi. Hắn thu hồi sư hổ thú tinh hồn cùng thi thể, ngũ giai sư hổ thú gia thú, lại thêm một chút hỏa thuộc tính vạn năm linh mộc, luyện chế một kiện thông thiên linh bảo không là vấn đề. Vương tiền bối, táng tiền động thiên còn có không ít bảo bối, vãn bối nguyện ý dẫn đường cho ngài. Trần Niệm Kiều vẻ mặt nịnh nọt chi sắc, cách nơi này xa a, à? cấm chế bao nhiêu, Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, có điểm xa, cấm chế có 5-6 đạo a, à? lấy ngài thần thông, những cấm chế này ngăn không được ngài. Trần Niệm Kiều cung kính thanh âm, không cần, ta còn có chuyện rất trọng yếu đi làm, thăm thì thâm, làm người hay là có điểm lòng kính sợ tương đối tốt. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ, cự tuyệt, hắn lần này hạ giới, mục đích lớn nhất là dẫn lôi châu cùng Minh Hà Chi Thủy, trừ cái đó ra, chính là trợ giúp gia tộc giải quyết một chút phiền toái. Táng tiên động thiên là thiên hồ giới đệ nhất hiểm địa, Vương Trường Sinh đồng thời không có tự đại đến cho là mình thiên hạ vô địch, có thể tùy ý tại hiểm địa cấm địa tới lui tự nhiên, lấy được cửu dương quả cùng hóa hình linh dược, hắn đã rất thỏa mãn. Đến nỗi táng tiên động thiên bên trong những bảo vật khác, tương lai có cơ hội phái tộc nhân hạ giới, lại để cho bọn hắn tới bắt vương tiền bối có thể trần niệm kiều còn không hết hy vọng nàng còn chưa nói xong tự bị kiêu diệt tiên đánh gãy như thế nào ngươi muốn dạy chủ nhân làm việc trần niệm kiều run rẩy một chút liên thanh nói không dám không còn dám nhiều nói một chén trả thời gian phía sau vương thanh bạch đi ra đem một viên màu xanh chữ vật giới giao cho vương trường sinh đi thôi ta còn có sự tình khác muốn làm vương trường sinh phân phó nhất thanh mang theo bọn hắn rời đi nửa năm sau Thiên hồ dưới đông bắc bộ, một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch, một cái ba mặt núi vây quanh cự hình sơn cốc. Phụ cận có vương gia tu sĩ tuần tra, cốc bên trong có nhất tọa ngàn mẫu đại thanh thạch quảng trường, chung như ý ngồi tại nhất tọa hơn nghìn trượng đại pháp trận bên cạnh. Phá giới châu có thể phá vỡ giao diện, bất quá xuất phát từ cẩn thận, vương trường sinh nhường chung như ý bố trí trận pháp phụ trợ. Một vệt kim quang xuất hiện ở phía xa chân trời, không có qua bao lâu, kim quang xuất hiện tại sơn cốc trên không, rõ ràng là một đầu hình thể to lớn song thủ kiêu, Vương Trường Sinh, Vương Thanh Bạch, Trần Niệm Kiều cùng Dương Diễm đứng song thủ kiêu trên lưng. Trung Như Ý vội vàng đứng dậy, cúi người hành lễ, Vương Tiền Bối, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, phá giới châu bắn ra, hướng về không trung bay đi, phá giới châu bay đến không trung phía sau, bỗng nhiên tách ra chói mắt ngân quang, hư không tạo nên một trận gợn sóng, bỗng nhiên vỡ ra đến, hiện ra một đạo nhỏ bé khe hở. Trung như ý đánh vào một đạo pháp quyết, pháp trận đung đưa kịch liệt đứng lên, một đạo trói mắt cột sáng phóng lên tận trời, đánh vào trên cái khe, khe hở tùy theo mở rộng. Các người thủ tại chỗ này, chúng ta trở về phía trước, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Vương Trường Sinh phân phó nói, Trần Niệm Kiều cùng Dương Diễm lên tiếng, thả người bay xuống tới. Trung như ý bay đến song thủ kiêu trên lưng, song thủ kiêu hai cánh nhẹ nhàng một cái, chở Vương Trường Sinh ba người hướng về khe hở bay đi, tiêu thất tại trong cái khe không thấy, không có qua bao lâu, khe hở tùy theo khép lại, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Cũng không biết Vương Tiền Bối tu luyện tới cảnh giới gì, phân hồn hạ giới đều có như thế đại thần thông. Dương Diễm nhẹ nói, chúng ta bảo vệ tốt nơi đây là được rồi, hy vọng Vương Tiền Bối bình an trở về, thuận lợi dựng tốt trận pháp. Trần Niệm kiều mặt lộ vẻ chờ mong, nếu có thể xây xong trận pháp, bọn hắn là nhóm đầu tiên người được lợi. Chương 2289, Thiên Lan giới tình huống. Thiên Lan giới Tây Bắc bộ một phiến liên miên chập trùng xanh biết sơn mạch. Hư không chấn động vặn vẹo, bỗng nhiên vỡ ra đến, hiện ra một cái hơn trăm trượng đại khe hở, một đầu sinh ra song thủ kim sắc cự kiêu từ trong cái khe bay ra, khe hở tùy theo khép lại. Vương Trường Sinh, Vương Thanh Bạch, chung như ý ngồi tại kim sắc cự kiêu trên lưng, Vương Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng. Phương hướng tây bắc có nhân, Vương Trường Sinh mở miệng nói ra, kim sắc cự kiêu hai cánh hung hăng một cái, hướng về phương hướng tây bắc bay đi. Một mảnh đất trống trải trên trăm danh tu tiên giả nghe tại đấu pháp, tiếng oanh minh không ngừng, các loại pháp thuật linh quang giao dực, mặt đất có nhất cái hố lửa, mấy chục cỗ thi thể ngã trên mặt đất, từ trên người bọn họ phục sức đến xem, chia làm hai phái. Nhất phái khô sử linh thú linh cầm công kích địch nhân, cầm đầu là một tên thân cao chín thước kim sam nam tử, nhất phái khống chế khôi lỗi thú đối phó địch nhân, cầm đầu là một tên dáng người uyển chuyển lam quần thiếu phụ, hai người đều là kết đan tu sĩ. Một đạo kim sắc cực kiêu từ đằng xa bay tới, không có qua bao lâu, kim sắc cực yêu tựu ngừng lại. Chúng tu sĩ biến sắc, nhao nhao ngừng lại, thần sắc khẩn trương. Người nào giải thanh liên vương ra tình huống, vương thanh bạch trầm giọng vấn đạo, vương thanh sơn trợ giúp thiên lan tông thăm dò bí cảnh cùng không biết giao diệt. thiên lan tông nhường một bộ phận vương gia tộc nhân tại thiên lan giới sinh hoạt, khai chi tán diệp. Bọn hắn chính là vương gia tử đệ, kim sam nam tử chỉ vào lam quần thiếu phụ nói, vãn bối vương hiển yến, không biết tiền bối nghe ngóng gia tộc chúng ta làm cái gì lam quần thiếu phụ thận trọng hỏi chúng ta là vương gia tộc nhân thanh sơn đem một nhóm tộc nhân an trí tại thiên lan giới chúng ta muốn biết thiên lan giới tộc nhân tình huống vương trường sinh dùng một chủng giọng ôn hòa nói nghe xong lời này kim sam nam tử đám người sắc mặt đại biến nhao nhao chạy tứ tán bốn phía chung như ý tay áo lắp một cái một đạo hồng quang bay ra một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên sở hữu địch nhân đều bị sát thanh sơn lão tổ tiền bối là vương hiển yến thận trọng hỏi vương trường sinh Thái hạo chân nhân, ta lần này là phân hồn hạ giới, vì gia tộc giải quyết một chút phiền toái, người mau lên đây, lập tức mang bọn ta đi gia tộc chỗ ở. Vương trường sinh dùng một chủng không cho cự tuyệt ngữ khi phân phó nói. Là, lão tổ tông, vương hiển yến lên tiếng, thả người bay đến kim sắc cự kiêu trên lưng. Các người nhanh lên quét dọn chiến trường, lập tức quay lại. Vương hiển yến phân phó nói, đông đảo tộc nhân lên tiếng, nhanh chóng quét dọn chiến trường. Kim sắc cự kiêu hai cánh hung hăng một cái hóa thành một trận cuồng phong hướng về không trung bay đi. Thanh Liên Sơn Mạch, vương gia tại thiên lan giới chỗ ở. Vương Tông Vân là vương gia tại thiên lan giới tu vi cao nhất tộc nhân, hóa thần sơ kỳ. Thiên lan tông hóa thần tu sĩ không có phá vỡ giao diện thông thiên linh bảo, chỉ có thể lén qua, hóa thần tu sĩ lần lượt lén qua, không có người quan tâm thiên lan tông tồn vong. Chờ thế hệ trước hóa thần tu sĩ sau khi rời đi, thiên lan tông nhanh chóng lâm vào nội chiến, lại phân thành nhiều cái thế lực môn phái, vì tranh đoạt tu tiên tài nguyên lẫn nhau công phạt. Đi qua nhiều năm tranh đấu, bảy đại thế lực trổ hết tài năng, ngũ tông hai nhà, vương gia chính là một cái trong số đó, có một vị hóa thần tu sĩ cùng 25 vị nguyên anh tu sĩ, vương gia cùng bách luyện tông kết minh. Đi qua trước mấy đời hóa thần tu sĩ giải vò, thiên lan giới tu tiên tài nguyên biến thiếu thốn đứng lên, hóa thần tu sĩ số lượng càng ngày càng ít, vương tông vân có thể kết anh, còn nhờ vào vương thanh sơn trông nom Vương Thanh Sơn cùng Thiên Lan Tông đạt thành một loại giao dịch, Vương Thanh Sơn bất tử, Thiên Lan Tông hóa thần không dám làm khó dễ vương gia. Có thể nhường hóa thần tu sĩ cảm thấy hứng thú tu tiên tài nguyên lác đác không có mấy, tự nhiên vô pháp dẫn phát đại chiến, tiểu đả tiểu nháo là thường, diệt môn phá ra ngược lại là tương đối ít thấy. Một ngày này, Vương Tông Vân Chính đang ở chỗ ở tu luyện, liền vì có thể sớm ngày tiến vào hóa thần trung kỳ. Nàng tựa hồ phát giác được cái gì, vội vàng thu công, lấy ra một mặt linh quang lòe lòe chuyện tấn bản đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, lục cô, lão tổ tông hạ giới tới giúp chúng ta, người mau ra đây. Lão tổ tông, cái nào lão tổ tông, vương tông vân hơi sững sờ, thái hạo chân nhân, còn có thanh bạch lão tổ, chúng ta ngay tại nghị sự sảnh, người mau ra đây đi. Nam tử thanh âm dị thường hân hỉ, thái hạo chân nhân, vương tông vân ngây ngẩn cả người, hắn biết vương thanh bạch tồn tại. Vương Thanh Sơn di chuyển tộc nhân đến thiên lan giới thời điểm, Vương Thanh Bạch đã hóa thành nhân hình, đến thiên lan giới vương gia cao tầng có vương thanh bạch cùng vương thanh sơn hỏa tượng, rất dễ dàng phân biệt. Nghị sự sảnh, vương trường sinh ngồi ở chủ vị lên, vương thanh bạch, chung như ý, kiêu diệt tiên đứng ở một bên, 30 vị tộc lão phân loại chỉnh tề đứng vững, ngay tại hướng vương trường sinh báo cáo tình huống. Thiên lan giới trước mắt đã biết có ngũ vị hóa thần, bách luyện tông cùng vương gia đều có một vị hóa thần tu sĩ. Thanh bạch, trung tiểu hiếu, các ngươi đi một chuyến sáu mặt khác thế lực, thuyết phục bọn hắn vì chúng ta vương gia làm việc mau đi mau trở về. Vương Trường Sinh phân phó nói, lấy Vương Thanh Bạch cùng chung như ý thần thông, thiên lan giới không có hóa thần tu sĩ là bọn hắn đối thủ. Cảnh còn người mất, thiên lan giới đã từng cường đại cỡ nào, hiện tại chỉ còn lại ngũ vị hóa thần, một tên hóa thần trung kỳ tu sĩ đều không có. Là, cửu thúc Vương Tiền Bối, Vương Thanh Bạch cùng chung như ý đáp ứng, quay người rời đi. Một đạo hồng sắc độn quang bay tiến đến, chính là Vương Tông Vân. Tôn Nhi bái kiến lão tổ tông, Vương Tông Vân cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Vương Trường Sinh từ trên xuống dưới dò xét Vương Tông Vân, gật đầu nói, không sai, ngươi có thể tiến vào hóa thần kỳ, thực không sai, nghe nói ngươi là một vị luyện khí sư. Tìm căn nguyên tố nguyên, Vương Tông Vân là Vương Trường Tinh Hậu Nhân. Tôn Nhi học được một chút luyện khí bản sự, có thể luyện chế tứ dai khôi lỗi thú. Vương Tông Vân thành thật trả lời, ta muốn thu thập một chút tu tiên tài nguyên, người phái người đi thu thập, mặt khác, cùng ta nói một chút táng ma băng nguyên tình huống. Vương Trường Sinh ném cho Vương Tông Vân một viên thẻ ngọc màu xanh lam, phân phó nói, thu lấy Minh Hà Chi Thủy, cái này hắn hạ giới lớn nhất mục đích. Vương Tông Vân thần thức quét qua, đưa cho một tên lão già mập lùn, phân phó nói, lập tức phái người đi xử lý, không được chậm trễ. Là, lục cô, lão già mập lùn lên tiếng, mang theo mặt khác tộc lão rời đi. Vương Tông Vân nói đến táng ma băng nguyên tình huống, bởi vì Thiên Lan Tông phía trước chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, đào sâu ba thước vơ vét tu tiên tài nguyên, hóa thần tu sĩ muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể đi táng ma băng nguyên mạo hiểm. Có hai vị hóa thần tu sĩ tổ chức nhóm nhân thủ thứ nhất tiến về táng ma băng nguyên tầm bảo, tổn thất nặng nề, không có thu hoạch gì. Như thế nói đến, Minh Nguyệt Chi Thủy còn tại, Vương Trường Sinh Hưng phấn nói, Minh Hà Chi Thủy mới thật sự là xưng hô, bất quá hạ giới tu sĩ cũng không biết là Minh Hà Chi Thủy. Vẫn còn, đồ chơi kia vô pháp luyện khí, linh bảo đụng phải đều muốn bị hao tổn. Vương Tông Vân chi tiết nói, đi, chúng ta đi táng mà băng nguyên, người phái nhân thông chi mặt khác hóa thần tu sĩ, nói cho bọn hắn ta hạ giới dựng phi thăng trận pháp, thức thời phối hợp chúng ta, có thể thu hoạch được sử dụng phi thăng trận pháp quyền lợi, không phối hợp đừng trách chúng ta không khách khí. Vương Trường Sinh phân phó nói, vẻ mặt túc sát chi khí. Hắn nhưng không có quá nhiều thời gian trì hoãn, nhất định phải phải nhanh một chút giải quyết hạ giới sự tình, băng hải giới cùng thiên hồ giới tộc nhân cung cấp tu tiên tài nguyên không ít, bất qua trả vô pháp bố trí suốt phi thăng trận pháp, thiên lan giới nên có thể cung cấp còn lại vật liệu, dù sao thiên lan giới năm đó cướp đoạt đại lượng tu tiên tài nguyên. Kiêu diệt tiên hóa thành một đầu hình thể to lớn kim sắc cực kiêu, vương trường sinh nhảy đến trên lưng của nó, kim sắc cực kiêu hai cánh hung hăng một cái, nổi lên một trận cuồng phong phá không mà đi, tiêu thất ở chân trời. chương 2290, thu lấy bảo vật. Táng ma băng nguyên, vẫn tiên hồ. Một đạo kim sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới, không có qua bao lâu, kim sắc độn quang ngừng lại, rõ ràng là một đầu hình thể to lớn kim sắc cửa kiêu, vương trường sinh ngồi tại kim sắc cửa kiêu trên lưng. Kim sắc cửa kiêu ngừng lại, vương trường sinh nhảy xuống tới, ánh mắt lửa nóng nhìn qua minh hà chi thủy. Vương trường sinh khoát tay, một cái lớn chừng bàn tay lam sắc bình ngọc bay ra, linh quang lập lòe, thân bình trên có khắc thái âm hai chữ, chính là thái âm bình. Hắn dùng thái âm thần tinh làm chủ vật liệu luyện chế ra thái âm bình, chuyên môn dùng để chứa đựng minh nguyệt chi thủy phi thăng huyền dương giới phía trước lưu tại gia tộc lần này đến thiên lan giới thuận tiện mang tới thái âm bình vương trường sinh đánh vào một đạo pháp quyết thái âm bình phun ra một cỗ lam vũ lất phất hào quang bao lại minh hà chi thủy minh hà chi thủy giống như chịu đến một loại nào đó chỉ dẫn bình thường bị lam sắc hào quang cuốn vào thái âm bình bên trong hắn trước đây dùng thanh liên tạo hóa đỉnh thu lấy không ít minh hà chi thủy còn lại minh hà chi thủy không nhiều lắm bất quá hắn đoán chừng có thể cô động gần phân nửa pháp tướng. Cô động pháp tướng vật liệu rất khó dùng linh thạch mua sắm, trên cơ bản là lấy vật đổi vật, dựa theo vương trường sinh đoán chừng, nếu như dùng linh thạch tính ra, hắn thu lấy minh hà chi thủy giá chỉ tại một tỷ linh thạch trở lên, mà những này minh hà chỉ là chỉ có thể cô động gần phân nửa pháp tướng, có thể thấy được cô động pháp tướng là bao nhiêu không dễ dàng. Cho dù là hợp thể tu sĩ, muốn đem pháp tướng cô động hoàn toàn cũng không dễ dàng. Minh Hà Chi Thủy được thu quang phía sau, hồ nước biến thành một cái hố to, có thể nhìn thấy mấy khối màu đen tinh thạch. Vương Trường Sinh hai tay đeo lên một kiện lam quang lòe lòe quyền sáo, một tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, hắc sắc tinh thạch hướng hắn bay tới, rơi vào trên tay. Đây là vật gì? Vương Trường Sinh hơi sững sờ, cho dù là cách lam sắc quyền sáo, cũng có thể cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Phải biết, cho dù là linh bảo chạm đến Minh Hà Chi Thủy đều sẽ hư hao, huống chi vật liệu luyện khí. Những này hắc sắc tinh thạch óng ánh dịch thấu, Sở tới sở lui lạnh giá không gì sánh được Vương Trường Sinh cẩn thận quan sát Không nhận ra hắc sắc tinh thạch lai lịch Đoán chừng là minh giới vật liệu luyện khí Nói không chừng có mặt khác diệu dụng Huyền Dương Giới có chuyên môn giám bảo sư Khẳng định có nhân có thể nhận ra tới Hắn cẩn thận kiểm tra hố to Đào ra hơn 200 khối hắc sắc tinh thạch Không khác nhau lắm về độ lớn Làm không tốt là minh giới tiền tệ Cũng có thể là là đặc thù vật liệu luyện khí Xác nhận không có bỏ sót phía sau Vương Trường Sinh thu hồi thái âm bình cùng hắc sắc tinh thạch, nhảy đến kim sắc cực kiêu trên lưng, kim sắc cực kiêu hai cánh chấn động, nổi lên một trận cuồng phong phá không mà đi, tiêu thất ở chân trời. Vạn lôi hải vực, thiên lan giới cấm địa một trong. Không trung thỉnh thoảng có từng đạo thô to thiểm điện vạch phá thương khung, bổ về phía phía dưới hải vực. Một đầu hình thể to lớn kim sắc cực kiêu từ đằng xa bay tới, không có qua bao lâu, kim sắc cực kiêu tựu đứng tại vạn lôi hải vực ngoại vi. Vương Trường Sinh nhìn qua xa xa thiểm điện, thần sắc ngưng trọng. Kim quang lóe lên, kim sắc cực kiêu hóa thành kiêu diệt tiên bộ dáng. Vương Trường Sinh khoát tay, một quả thủy lam sắc viên châu bay ra, vòng quanh bọn hắn xoay nhanh, tại một trận chói mắt giữa lam quang, lam sắc viên châu hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh nước biển, bao hắn lại nhóm hai người toàn thân, tiềm nhập đáy biển. Thiên Lan tông nội chiến đã không còn tổ chức đại quy mô săn giết yêu thú, khiến cho yêu thú số lượng gia tăng mãnh liệt, một đi ngang qua đến, bọn hắn đụng phải không ít yêu thú, bất qua cấp bậc cũng không cao, phần lớn là tam giai, ngẫu nhiên có tứ giai. Những này yêu thú tự nhiên không làm gì được bọn họ, đều bị sát. Thỉnh thoảng có thiểm điện hạ xuống, vương trường sinh tế ra một cái kim quang lóng lánh tiểu tán, linh khí kinh người. Món bảo vật này là dùng vương tông lãng cho kia trương gia thú luyện chế mà thành, gia thú liền lôi bằng lông vũ thả ra lôi điện chi lực đều có thể hấp thu, luyện chế thành bảo vật phía sau, lợi hại hơn. Vương trường sinh lấy tên hóa lôi tán, cái này một kiện thông thiên linh bảo hơn nửa tháng phía sau bọn hắn ngừng lại nhất tòa to lớn yêu thú hải cốt xuất hiện ở trước mặt bọn họ bọn hắn cùng yêu thú hải cốt so sánh với chính là con kiến cùng voi khác nhau kiêu diệt tiên nhìn thấy cỗ này yêu thú hải cốt ngẩn người hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đại yêu thú thi hài cho dù là bản thể của hắn vẫn chưa tới cổ thi hài này một phần trăm vương trường sinh ánh mắt lửa nóng hướng về phía trước thi hài bay đi có dẫn lôi châu đối với hắn và vương mạnh bân tu luyện vô cùng hữu ích đối lân quy tiến dai cũng có nhất định trợ giúp. Vương Trường Sinh có thể dùng dẫn lôi châu dẫn đạo thiên lôi tôi thể, còn có thể dùng tới bảy trận đả thương địch thủ, diệu dụng rất rộng. Cổ thi hài này khi còn sống tối thiểu là thất giai yêu thú, hoặc là bát giai, cho dù là tại huyền dương giới, Vương Trường Sinh đều chưa từng gặp qua như thế đại yêu thú. Thỉnh thoảng có lôi điện đánh xuống, càng đến gần dẫn lôi châu, đánh xuống thiểm điện càng thô to, bất quá đều bị hóa lôi tán hấp thu, nếu không phải có hóa lôi tán, bọn hắn thật đúng là khó mà tới gần nơi đây. Đến yêu thú thi hài trước mặt, vương trường sinh lòng bàn tay sáng lên một trận chói mắt lam quang, hướng về dẫn lôi châu chụp tới. Dẫn lôi châu hơi rung nhẹ, đi qua nhiều năm lôi điện chi lực rèn luyện, dẫn lôi châu ra đời một tia linh tính, bất quá cự ly hóa thành nhân hình còn xa. Vương trường sinh bắt lấy dẫn lôi châu, đưa nó đặt ở một cái kim sắc trong hộp ngọc, dán lên một chương ngân sắc phù triệt. Dẫn lôi châu bị lấy đi phía sau, vạn lôi hải vực lôi điện chi lực giống như biến mất bình thường, chân trời truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, đã không còn lôi điện chi lực hạ xuống, gió êm sóng lặng. Chủ nhân, cổ thi hài này làm sao bây giờ? Như thế đại nhất cổ thi hài, chữ vật giới cũng chứ không nổi a. À. Kiêu diệt tiên nhìn qua trước mắt yêu thú thi hài, mặt lộ vẻ khó xử. Chữ vật giới chỉ là đem bảo vật tạm thời thu nhỏ, bảo vật thu nhập chữ vật giới liền sẽ khôi phục như cũ lớn nhỏ, có cái mấy trăm lập phương không gian tựu đầy đủ cất giữ rất nhiều yêu thú tài liệu, nhưng trước mắt cái này yêu thú thi hài quá lớn, chữ vật giới không gian không chứa được. Vương trường sinh khẩu trong nói lẩm bẩm đứng lên, lòng bàn tay sáng lên một trận chói mắt lam quang, hai tay đặt ở thi hài thượng diện. Thi hài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, biến thành lớn chừng bàn tay. Vương trường sinh há mồm phun ra vô số lam sắc phù văn, bao vây lấy mini thi hài, hình thành một cái lam sắc quang cầu cổ thi hài này bị lôi điện chi lực rèn luyện nhiều năm thật là tốt vật liệu luyện khí luyện chế thành khôi lỗi thú uy lực khẳng định không kém cái này bí thuật gì kiêu diệt tiên ngẩn người cái này càn khôn nạp vật thuật trường trung càn khôn giảm bớt bản cũng liền thích hợp thu lấy một chút thể tích lớn vật vương trường sinh giải thích nói hắn đã sớm cân nhắc đến vấn đề này chuyên môn học tập này một môn thuật pháp rất nhiều hạ giới tu sĩ làm không được sự tình đối tại huyền dương giới tu sĩ tới nói không phải vấn đề nan giải gì hạ giới tu sĩ còn đang vì thọ nguyên buồn giàu, huyền dương giới thân gia rồi rào tu sĩ lại không có loại này khổ não. Càn khôn nạp vật thuật, kiêu diệt tiên bừng tỉnh đại ngộ, càng phát hướng tới huyền dương giới. Đi thôi, vật tới tay, chúng ta trở về đi. Vương trường sinh phất ống tay áo một cái, bọn hắn hướng về đường tới trở về, Minh Hà Chi Thủy cùng dẫn lôi châu đều tới tay, lại đem phi thăng vấn đề giải quyết là được rồi. chương 2291, liên hệ thượng giới tộc nhân. Thiên tinh Sơn Mạch, thiên tinh phái tổng đàn, thiên lan tông lão bối hóa thần sau khi rời đi, nội bộ vì tu tiên tài nguyên ra tay đánh nhau, thiên tinh thượng nhân mang theo một nhóm môn đổ trốn đi, thành lập thiên tinh phái, kế thừa thiên lan tông đại lượng di sản. Nhị sự sảnh, thiên tinh thượng nhân ngồi ở chủ vị lên, cho mày. Vương Thanh Bạch cùng chung như ý ngồi ở một bên, bọn hắn không nói một lời. Vương Đạo Hiếu, Trung Tiên Tử, dùng hư vân tinh thật sự có thể bố trí trận pháp, phụ trợ hóa thần tu sĩ phi thăng huyền dương giới thiên tinh thượng nhân trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cái này lão tổ tông nhường ngũ dài trận pháp sư nghiên cứu nhiều năm, nghiên cứu đi ra trận pháp, có niềm tin rất lớn, chẳng lẽ lại người còn có những biện pháp khác. Vương Thanh Bạch nghi ngờ nói, bảo vật, đan dược, phù triện, trận pháp đều có thể tăng lên hóa thần tu sĩ khí tức, bất quá đi qua mấy lần đại chiến, có thể siêu tập đến vật liệu chỉ có thể bố trí suốt trận pháp, lấy tên phi linh đại trận. Phi linh đại trận cần thượng phẩm linh thạch khu động, còn cần một chủng gọi hư vân tinh không gian vật liệu, mỗi lần khởi động trận pháp, đều cần tiêu hao hư vân tinh, hư vân tinh là tiêu hao tính sử dụng phẩm, dùng một lần thiếu một lần. Thực không dám giấu giếm, sư tỷ của ta Liễu Hồng Tuyết đã lén qua thành công, bản mệnh hồn đăng vẫn không có dập tắt. Thiên tinh thượng nhân trầm giọng nói, vương gia nói biện pháp có rất lớn sự không chắc chắn, nhưng là Liễu Hồng Tuyết đã thuận lợi phi thăng linh giới, hắn tự nhiên là tin tưởng Liễu Hồng Tuyết biện pháp. Hư vân tinh có thể luyện chế một chủng không gian phù triệt, đề cao sinh tồn suất, Liễu Hồng Tuyết chính là sử dụng này trùng phù triện. Vương Thanh Bạch cùng chung như ý hai mặt nhìn nhau, hai người đều cảm thấy mười phần chấn kinh. Lâm Đạo Hiếu, người xác định nàng thuận lợi phi thăng huyền dương giới rồi. Vương Thanh Bạch có chút khó có thể tin mà hỏi, nếu không phải phi thăng linh giới, dựa theo hóa thần tu sĩ thọ nguyên, nàng đã tỏa hóa, có thể bản mệnh hồn đang còn không có dập tắt, có thể thấy được nàng thuận lợi phi thăng linh giới, trên tay của ta hư vân tinh không nhiều lắm, những này hư vân tinh cho các ngươi, đến nỗi tài liệu khác, ta có thể phái nhân giúp các ngươi thu thập, ta cũng không cần. Thiên tinh thượng nhân cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một cái kim sắc hộp ngọc bay ra, rơi vào vương thanh bạch trước mặt. Hắn mở ra nắp hộp, một chút màu bạc nhạt tinh thạch xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong. Hư vân tinh, vương thanh bạch nhẹ gật đầu, hắn trầm ngâm một lát, nói, vậy liền phiền phước lâm đạo hiếu, cáo từ. Thiên tinh thượng nhân nguyện ý giao ra hư vân tinh, còn nguyện ý phái nhân hỗ trợ thu thập vật liệu, này đã rất tốt, đương nhiên, vương thanh bạch biết thiên tinh thượng nhân trên tay khẳng định còn có hư vân tinh bất quá hắn cũng kiêng kỵ liễu hồng tuyết tồn tại vạn nhất liễu hồng tuyết tại huyền dương giới ôm vào đại thối vương ra ép buộc thiên tinh thượng nhân làm không tốt hội trêu chọc một vị cường địch đi thong thả không tiến. thiên tinh thượng nhân đưa mắt nhìn vương thanh bạch cùng chung như ý rời đi thần sắc bình tĩnh hắn lấy ra một mặt linh quang lòe lòe màu xanh pháp bàn đánh vào một đạo pháp quyết phân phó nói tử kính phái người đi thu thập vương ra cần vật liệu tìm tới đưa đến vương gia, không nên trêu chọc vương gia, chúng ta không thể trêu vào. Biết, sư phó, màu xanh pháp bàn truyền đến một đạo cung kính thanh âm nam tử. Về sau thiên tinh phái sự tình, từ ngươi làm chủ, vi sư muốn bế quan tiềm tu, toàn lực xung kích hóa thần trung kỳ, bất kỳ cái gì sự đều không được quấy dày vi sư tiềm tu. Thiên tinh thượng nhân phân phó nói, hắn tính toán ngoại suất tị nạn, thiên hạ chi đại, khẳng định có hắn chỗ dung thân. Nếu như tiếp tục lưu lại thiên tinh phái, vương gia hóa thần lần nữa tìm tới cửa, cái này một cái phiền toái không nhỏ. Đã liễu hồng tuyết có thể phi thăng, hắn hẳn là cũng có thể, vương trường sinh hạ giới lại như thế nào, hắn vậy mới không tin đây. Là, sư phó, thiên tinh thượng nhân thu hồi pháp bàn, pháp quyết vừa bấm, hóa thành điểm điểm ngân quang biến mất không thấy. Thanh liên sơn mạch, nghị sự sảnh, vương tông vân ngồi ở chủ vị lên, ngay tại nghe tộc nhân báo cáo. Vương thanh bạch cùng chung như ý xuất thủ, rất nhẹ nhàng thuyết phục những thế lực khác, bọn hắn đều nguyện ý là vương gia cung cấp tu tiên tài nguyên, đương nhiên, vương gia có lẽ nặc, nếu là có nhân tiến vào hóa thần kỳ, cho phép bọn hắn sử dụng phi linh đại trận, nhưng khu sử trận pháp cần thiết thượng phẩm linh thạch tự mình xuất. Thượng phẩm linh thạch mới có thể khởi động phi linh đại trận, còn cần tiêu hao một chủng gọi hư vân tinh không gian vật liệu. Kim hoàn thần tinh đã thu tập được hai khối, tài liệu khác cũng thu tập được không ít, còn tại phái nhân tìm kiếm vật liệu. Kim hoàn thần tinh chủ yếu dùng tới bố trí truyền tống trận, đông ly giới, băng hải giới cùng thiên hồ giới cũng không tìm tới loại tài liệu này, tốt tại thiên lan giới tìm được kim hoàn thần tinh. Vương Tông Vân nhẹ gật đầu, nói tăng phái nhân thủ, mau chóng thu thập đủ, còn có, tổ chức đại hình khánh điển, xuất ra kết anh linh vật, kết đan linh vật tỏa giao hoán, dạng này lại càng dễ thu thập tu tiên tài nguyên. Có chút thế lực nhỏ lấy được đặc thù tu tiên tài nguyên, bọn hắn đương nhiên sẽ không đơn giản lấy ra, chính có xuất ra bọn hắn cần thiết tu tiên tài nguyên, bọn hắn mới nguyện ý lấy ra giao hoán. Là, thái thượng trưởng lão, đám người chăm miệng một lời đáp ứng, lần lượt rời đi. Cũng không biết lão tổ tông đắc thủ không có, vương tông vân tự nhủ, đúng lúc này, một đạo kim sắc độn quang bay tiến đến, rơi ở trước mặt nàng, chính là vương trường sinh cùng kiêu diệt tiên. Tôn nhi bái kiến lão tổ tông, vương tông vân liền vội vàng hành lễ, thần sắc cung kính. Thế nào, để người thu thập vật liệu thu thập đủ không có? Vương trường sinh mở miệng hỏi, đã thu thập không sai biệt lắm, kim hoàn thần tinh cùng hư vân tinh đều thu tập được bất quá kim hoàn thần tinh chính có một khối vương tông vân chi tiết nói lấy ra một viên màu xanh nhạt chữ vật giới hai tay đưa cho vương trường sinh vương trường sinh tiếp nhận chữ vật giới thần thức quét qua hài lòng nhẹ gật đầu tán dương không sai có những vật này nên có thể bố trí suốt phi linh đại trận cùng truyền tấn trận hắn hướng về bên ngoài nhìn lại nói bọn hắn trở về vừa vặn vừa dứt lời vương thanh bạch cùng chung như ý bay tiến đến Thanh Bạch, các người tất cả thuận lợi đi. Vương Trường Sinh cười hỏi, đính thuận lợi, bất quá chúng ta đi thiên tinh phái thời điểm, thiên tinh thượng nhân nói có một vị gọi Liễu Hồng Tuyết hóa thần tu sĩ lén qua thành công, căn cứ tình báo, Liễu Hồng Tuyết là luyện đan sư, đã rất nhiều năm không hề lộ diện. Vương Thanh Bạch lấy ra một viên lam sắc chữ vật giới đưa cho Vương Trường Sinh, đem sự tình đi qua nói một lần. Liễu Hồng Tuyết, Vương Trường Sinh hơi sững sờ, chưa nghe nói qua cái tên này, đoán chừng là thiên lan tông nhân tài mới nổi. Được rồi, mặc kệ bọn hắn, lấy tới Hư Vân Tinh là được, đi thôi. Chúng ta là lúc hồi Đông Ly giới, bố trí truyền tống trận liên hệ Huyền Dương giới tộc nhân. Vương Trường Sinh phất ống tay áo một cái, mang theo Vương Thanh Bạch ba người rời đi. Đông Ly giới, Thanh Liên Đảo, một đạo kim sắc độn quang từ đằng xa chân trời bay tới, độn tốc đặc biệt nhanh. Không có qua bao lâu, kim sắc độn quang ngừng lại, chính là một đầu hình thể to lớn song thủ kiêu, Vương Trường Sinh Trung Như Ý cùng Vương Thanh Bạch ngồi tại song thủ kiêu trên lưng. Kim sắc cực kiêu thuận lợi bay vào thanh liên đảo, rơi vào nhất tọa chiếm địa ngàn mẫu thanh thạch quảng trường. Trên quảng trường có nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện, bảng hiệu bên trên viết thanh liên điện ba chữ to. Thanh liên điện phụ cận có nhất tọa chiếm địa ngàn trường pháp trận, pháp trận bốn phía đứng thẳng 72 căn thô to cột đá, trên trụ đá khắc rõ vô số huyền ảo phù văn. Vương Tông lãng từ thanh liên trong điện bay ra, tiến lên đón, cung kính nói ra, lão tổ tông, ngài trở về. Ừm, đồ vật đã thu thập đủ, đi trước bố trí truyền tấn trận, liên hệ thượng giới tộc nhân. Vương Trường Sinh phân phó nói, thả người bay vào thanh liên điện. Không có qua bao lâu, bọn hắn tới đến nhất tòa hơn nghìn trượng đại thạch thất, trong thạch thất có nhất tòa mấy trăm trượng đại pháp trận, pháp trận bên trên có trên trăm cái lớn nhỏ nhất trí lỗ khảm, mỗi cái lỗ khảm bên trong đều đặt vào một khối thượng phẩm linh thạch, còn có một cái lớn chừng quả đấm lỗ khảm. Vương Trường Sinh lấy ra một khối màu vàng kim nhà tinh thạch, chính là kim hoàn thần tinh để vào lỗ khảm bên trong hắn đánh vào một đạo pháp quyết pháp trận đung đưa kịch liệt đứng lên vô số trận văn sáng lên một đạo trói mắt linh quang sáng lên linh quang tán đi bạch ngọc kỳ hư ảnh tựu xuất hiện tại pháp trận thượng diện lão tổ tông rốt cuộc liên hệ trên ngài bạch ngọc kỳ vui vẻ nói đúng vậy a à, cuối cùng thành công không dễ dàng a à. vương trường sinh cảm thán nói lão tổ tông nói cho ngài một tin tức tốt anh kia thuận lợi phi thăng huyền dương giới trước mắt đã tại thanh liên đảo, đúng, hắn chả mang về một vị gọi liễu hồng tuyết hóa thần tu sĩ, nàng xuất thân thiên lan tông, còn là một vị ngũ giai luyện đan sư. Bạch Ngọc Kỳ có chút mừng rỡ nói, vương trường sinh nghe xong lời này, ngây ngẩn cả người. chương 2292, huyền thiên tiên đằng tình huống. Anh kia tại huyền dương giới thanh liên đảo, người đâu, đem hắn kêu đến, còn có liễu hồng tuyết, ta gặp một lần. Vương trường sinh phân phó nói, tâm tình hết sức kích động. Bản thể hắn tại thi pháp, vô pháp gián đoạn, người chân trước hạ giới, bọn hắn chân sau liền trở lại Thanh Liên đảo, bọn hắn đang lúc bế quan tu luyện, bọn hắn lén qua đến Huyền Dương giới, đều xuất hiện tại Man Hoang chi địa, nhiều lần sinh tử mới sống tiếp được. Bạch Ngọc Kỳ chi tiết nói, trở về liền tốt, chờ ta trở về gặp lại bọn hắn, đã có thể thành lập liên hệ, về sau phái nhân phòng thủ trận pháp, dùng đến cùng hạ giới tộc nhân liên hệ, cứ như vậy đi. Vương Trường Sinh phân phó nói, nói xong lời này, hắn pháp quyết vừa bấm, bạch ngọc kỳ hư ảnh bỗng nhiên tán loạn không thấy. Mỗi lần vận dụng truyền tấn trận, đều muốn tiêu hao kim hoàn thần tinh, dùng một lần thiếu một lần, muốn chân quý sử dụng. Tông lãng, về sau phái nhân giữ vững tòa này truyền tấn trận, muốn là gặp được cái gì không giải quyết được nan đề, lợi dụng truyền tấn trận liên hệ huyền dương giới tộc nhân. Vương Trường Sinh phân phó nói, là, lão tổ tông, vương tông lãng miệng đầy đáp ứng, thân sắc hưng phấn, có này nhất tòa truyền tấn trận, về sau gặp được không giải quyết được phiền phức có thể cùng Huyền Dương giới tộc nhân nhờ giúp đỡ nhiều một chương phù bình an giải quyết xong truyền tấn trận chỉ còn lại phi linh đại trận đến đi ra bên ngoài Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thanh Bạch Phân phó nói Thanh Bạch chuẩn bị xong chưa phi linh đại trận có thể tăng lên hóa thần tu sĩ khí tức từ đó bị phi linh đại cảm ứng được đây là lý luận cần phải có nhân thực tiễn coi như thành công phi thăng tới Huyền Dương giới đáp xuống chỗ nào cũng là một vấn đề nếu như theo vương trường sinh cùng Uông Như Yên phi thăng địa phương bố trí phi linh đại trận, đại khái xuất xuất hiện tại trấn hải cung tòa kia phi linh đài, vương gia tính toán tại đó thành lập phi linh trận. Trước mắt đạt tới điều kiện này, chính là vương thanh bạch, lý luận quy lý luận, làm cái thứ nhất thực tiễn giả, vương thanh bạch muốn bốc lên không nhỏ phong hiểm. Vương gia không có phi linh đài, chỉ có thể như vậy, nhưng tộc nhân rơi vào trấn hải cung phi linh đài, tốt hơn rơi vào man hoang chi địa hoặc là dị tộc địa bàn. Ta muốn dẫn tỷ tỷ đi lên, nghĩ biện pháp phục sinh nàng. Vương Thanh Bạch trịnh trọng nói, ánh mắt kiên định, không có vấn đề, người về trước đi chuẩn bị, bố trí trận pháp cũng không có nhanh như vậy, còn cần vận hành thử. Vương Trường Sinh đáp ứng, hắn nhìn ra được, Vương Thanh Bạch đối Vương Thanh Linh tình cảm rất sâu, nói không chừng thật sự có biện pháp nhường hắn phục sinh Vương Thanh Linh. Vương Thanh Bạch lên tiếng, xuống dưới nghỉ ngơi, Trung Tiểu Hữu người đi bày trận đi, đây là bày trận vật liệu, Thanh Bạch nếu có thể thuận lợi phi thăng, người có thể xếp tại phía sau hắn. Vương Trường Sinh đưa cho Trung Như Ý một mai màu xanh chữ vật giới, phân phó nói. Trung Như Ý hai tay tiếp nhận chữ vật giới, lĩnh mệnh mà đi. Người tính toán từ chỗ nào phi thăng, trước mắt đã biết một chỗ an toàn địa điểm, ngay tại Trấn Hải Cung Phi Linh Đài. Vương Trường Sinh nhìn về phía Kiêu Diệt Tiên, mở miệng hỏi. Kiêu Diệt Tiên biết Vương ra quá nhiều chuyện, nhưng hắn tiến về dị tộc, hậu hoạn quá lớn. Thuộc Hạ Cẩn Tuân chủ nhân phân phó, Kiêu Diệt Tiên nói thực ra đạo, hắn biết rõ cảnh giới của mình địa, muốn là hắn dám biểu lộ ra thoát ly vương ra ý niệm, tử kỳ cũng đến. Hắn vì vương trường sinh làm quá nhiều chuyện, biết vương ra quá nhiều bí mật, thoát ly vương ra chính là chết. Người cùng Thanh Bạch cùng tiến lên đi thôi, nhưng hắn đem người thu nhập linh thú trạc bên trong. Vương trường sinh phân phó nói, Kiêu Diệt Tiên bản thể là một đầu ngũ dai song thủ kiêu, có thể thu nhập linh thú trạc, đi theo vương Thanh Bạch đi lên đây là yêu thú yêu thế. Kiêu diệt tiên làm việc vừa vặn, vương trường sinh hay là rất thưởng thức hắn, biến thành của mình cũng không tệ. Là, chủ nhân, kiêu diệt tiên miệng đầy đáp ứng, có thể tiến về huyền dương giới, đã rất tốt, hắn nào dám chọn ba lấy tứ. Nửa khắc đồng hồ sau, vương trường sinh cùng vương tông minh xuất hiện tại nhất vạ sơn cốc hẹp dài bên trong, cốc bên trong tràn ngập đại lượng màu xanh sương mù. Cốc bên ngoài đứng thẳng một khối cao hơn 10 trượng màu xanh bia đá, thượng diện khắc lấy thiên linh cốc ba cái chữ to màu vàng. Vương Tông Minh lấy ra một mai thanh mông mông hình vuông lệnh bài, thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo thanh quang bay ra, chui vào cốc bên trong không thấy. Màu xanh sương mù kịch liệt lăn lộn, nhường ra một cái thông đạo, Vương Trường Sinh cùng Vương Tông Minh đi vào. Cũng không lâu lắm, bọn hắn ngừng lại, một gốc to lớn màu xanh mạn đằng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mạn đằng lên treo thất cái nhan sắc khác nhau hồ lô, linh quang lập loè Huyền Thiên Tiên đằng, Vương Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng, hắn cùng Uông Như Yên tại Huyền Linh Động Thiên đạt được một kiện Huyền Thiên chi vật, bằng vào này công thu hoạch được một nhóm lớn tu tiên tài nguyên cùng một khối lớn địa bàn. Này gốc Huyền Thiên Tiên đằng còn không có thành thục, Vương Trường Sinh hiện tại cũng không có thủ đoạn đem nó cấy ghép đến Huyền Dương giới, chủ yếu là lo lắng cấy ghép quá trình chết héo, nếu là có thể phái tộc nhân hạ giới, ngược lại là có thể cân nhắc cấy ghép Huyền Thiên Tiên đằng. Huyền Thiên Tiên đằng tồn tại, chính có bộ phận tộc nhân biết. Từ khi 500 năm trước bắt đầu, huyền thiên tiên đằng sinh trưởng tựu gặp khó, ta thử rất nhiều loại biện pháp, đều không có ích lợi gì. Vương Tông Minh thở dài nói, sẽ không có người muốn đem hồ lô luyện chế thành pháp bảo đi. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, huyền thiên tiên đằng sinh trưởng gặp khó, khó tránh khỏi có tộc nhân định dùng hồ lô luyện chế pháp bảo. Vương Tông Minh ngượng ngùng nhất tiếu, nói ra, Tôn Nhi đề nghị qua đem hồ lô luyện chế thành bộ linh bảo, bị thanh bạch lão tổ bác bỏ. Nếu không phải có Vương Thanh Bạch ngăn đón, này thất cái hồ lô sớm đã bị lấy ra luyện khí, đại đa số nhân đều là chỉ lo tự mình, thượng quan thiên hoành như vậy, thiên hồ thượng nhân như vậy, huyết sát song thánh cũng là như thế, chỉ cần đối với mình có lợi liền đi làm, đối hậu đại có lợi cần hy sinh chính mình lợi ích, vậy liền không được. Đơn giản tới nói, sau khi ta chết sao quan tâm hồng thủy ngập trời. Hảo hảo chiếu khá này gốc huyền thiên tiên đằng, gia tộc chúng ta có lẽ có thể bằng vào này gốc huyền thiên tiên đằng đi về phía huy hoàng. Vương trường sinh dặn dò, ngữ khí trầm trọng nếu là có thể phái tộc nhân hạ giới, muốn dẫn tạo hóa thần thủy hạ giới mới được. Hắn theo thiên mộc tông một chỗ linh dược viên đạt được một chút gieo trồng điển tịch cùng pháp môn, có thể truyền thụ cho tộc nhân, đối bọn hắn chăm sóc huyền thiên tiên đằng nên có một ít trợ giúp. Là, lão tổ tông, vương tông minh đáp ứng, thần sắc cung kính, trở lại thanh liên phong, vương trường sinh thủ đoạn nhoáng một cái, một vệt kim quang theo linh thú chạc bay ra, rõ ràng là một tên ngũ quan thanh thú kim sam nữ đồng, chính là hóa hình kim diễm tham. Kim Diễm Tham không sai biệt lắm có hai vạn năm, này không có nghĩa là hai vạn năm linh dược liền có thể hóa hình, tự giống như yêu thú, kiêu diệt tiên tu luyện tới ngũ giai liền có thể hóa hình, nhưng tại huyền dương giới, có phần thất giai yêu thú vẫn là không cách nào hóa hình. Yêu thú có thể hóa hình quyết định bởi tại cấp bậc cùng huyết mạch, có phần yêu thú tứ giai liền có thể hóa hình, tỉ như Bạch Linh Nhi, có phần yêu thú muốn trưởng thành đến cảnh giới nhất định mới có thể hóa hình, có phần yêu thú cả đời vô pháp hóa hình. Kim Sam nữ đồng vừa mới lộ diện, lập tức hóa thành một đạo màu xanh độn quang phá không mà đi, nàng còn không có bay ra bao xa, vương trường sinh tựu thôi động cấm chế. Kim Sam nữ đồng phát ra nhất thanh thống khổ tiếng kêu thảm thiết, ngã nhào trên đất, mặt lộ vẻ thống khổ. chương 2293, bát rực tuyết hưu thú hạ lạc. Vương trường sinh pháp quyết nhất biến, Kim Sam nữ đồng phát ra từng đợt kêu thảm, thân thể co lại thành một đoàn, bên ngoài thân Kim Quang lấp lóe không ngừng. Ngươi là muốn vì ta hiệu mệnh, vẫn là bị ta xem như linh dược lấy ra luyện đan. Vương trường sinh ngữ khí lạnh lùng, yêu thú muốn hóa hình cũng không dễ dàng, linh dược khó hơn. Kim Sam nữ đồng đầu đầy mồ hôi, đứng lên, sợ hãi nói ra, ngươi thực không ăn ta. Muốn ăn ngươi, đã sớm ăn hết ngươi, về sau ngươi tự gọi vương sâm, đi theo bên cạnh ta làm việc đi. Vương trường sinh phân phó nói, vương sâm muốn là vận dụng được tốt, không thua gì một lá bài tẩy. Là, chủ nhân, vương sâm trung thực đáp ứng. Vương Trường Sinh cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mai thẻ ngọc màu xanh bay ra, lạc trước mặt Vương Sâm. Đây là một môn mục thuộc tính công pháp, có công pháp, người thần thông càng lớn, tốc độ tu luyện càng nhanh. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, Vương Sâm thần thức quét qua, thần sắc biến kích động lên, luôn miệng nói tạ, tạ ơn chủ nhân, tạ ơn chủ nhân. Vương Trường Sinh phất phất tay, nhường nàng xuống dưới nghỉ ngơi. Một khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại Trấn Hải Tông Tổng Đàn, Trấn Hải Tông Tông chủ Trịnh Ngọc Nguyệt tiếp đái Vương Trường Sinh. Trịnh Ngọc Nguyệt mẫu thân xuất thân vương gia, nàng có thể lên làm tông chủ, vương gia xuất không ít khí lực. Đến đến tổ sư điện, trong điện cung phụng lấy đại lượng linh vị, nó bên trong có một chương linh vị viết điền tình nhi chi linh vị sáu chữ to. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, ngày xưa trùng trùng trong đầu hiển hiện. Thương Hải tang điền, cảnh còn người mất, hắn cấp tử nguyệt tiên tử lên một chùm hương, khom mình hành lễ. Trấn Hải Tông trước mắt có cái gì phiền phức a? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, nâng lão tổ tông Hồng Phúc, Trấn Hải Tông trước mắt phát triển thuận lợi. Trịnh Ngọc Nguyệt cung kính thanh âm, nghiêm ngặt tính toán ra, nàng là Vương Trường Sinh hậu nhân. Vậy là tốt rồi, hảo hảo tu luyện, đến tu luyện tới hóa thần kỳ, có hy vọng phi thăng huyền dương giới, bộ công pháp này rất thích hợp ngươi tu luyện, ngươi cầm đi đi. Vương Trường Sinh lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh lam, đưa cho Trịnh Ngọc Nguyệt, Trịnh Ngọc Nguyệt kích động nhận lấy. Trịnh Ngọc Nguyệt hướng Vương Trường Sinh thỉnh giáo tu luyện lên gặp phải nan đề, Vương Trường Sinh cẩn thận chỉ điểm. Nhất cái cửa đại hầm băng, Vương Thanh Bạch đứng tại một bộ to lớn băng quan phía trước, ánh mắt kiên định. Tỷ, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp phục sinh ngươi, tu luyện tới cảnh giới cao hơn, khẳng định có biện pháp. Vương Thanh Bạch nhẹ nói, ngữ khí âm vang có lực. Vẫn tiên băng nguyên, một đầu hình thể to lớn kim sắc cực kiêu từ đằng xa bay tới, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Bạch đứng ở phía trên. Vương Trường Sinh lần này đến vẫn tiên băng nguyên, chính là vì tìm kiếm thiên nguyệt hàn tinh hắn chỉ cần dọc theo tộc nhân lộ tuyến trước tiến, không lại có cái vấn đề lớn gì. Vẫn tiên bang nguyên có cấm bay cấm chế, kiêu diệt tiên hóa thành nhân hình, ba người hướng về vẫn tiên bang nguyên đi đến, tiêu thất tại rộng lớn bang nguyên. Nửa tháng sau, vương trường sinh ba người xuất hiện tại một mảnh liên miên chập trùng tuyết trắng bên trong dãy núi, nhất tọa dốc đứng tuyết sơn chặn bọn hắn đường đi. Dựa theo vương tông minh bàn giao, thiên nguyệt hàn tinh ngay tại chân núi nhất cái cự đại trong hầm băng. Vương trường sinh nhìn về phía kiêu diệt tiên, phân phó nói, người đi. Hắn còn chưa nói xong, sắc mặt ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, hai ngón tay bắn ra, một đạo chói mắt lam quang bắn ra, những nơi đi qua, hư không chuyển đến một trận chói tai phá không tiếng. Tuyết địa bỗng nhiên bắn ra một đạo bạch quang, cùng lam quang chạm vào nhau, bạch quang trong nháy mắt tán loạn, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, nhấc lên đại lượng bạch sắc bông tuyết, có thể nhìn thấy một cái hơn trăm trượng dài bạch sắc cự mãng, cự mãng sau lưng mọc lên hai đôi màu tuyết trắng cánh thịt, trong mắt là màu tuyết trắng. Thế mà tiến vào ngũ giai, vương trường sinh hừ lạnh nhất thanh, vương gia tu sĩ đạt được thiên nguyệt hàn tinh địa phương, đụng phải một đầu tứ giai thượng phẩm tứ dực tuyết mãng, tổn thất nặng nề. Đã nhiều năm như vậy, tứ dực tuyết mãng thế mà tiến vào ngũ giai, đoán chừng là có cái gì cơ duyên, chỉ dựa vào một mực tiềm tu rất khó tiến vào ngũ giai. Kiêu diệt tiên cánh hung hăng một phiến, cuồng phong gào thét, mấy chục đạo vàng miệt mở gió lốc tuôn trào ra, hướng về tứ dực tuyết mãng mà đi tứ dực tuyết mãng phản ứng rất nhanh, mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cỗ trắng xóa hàn phong, vô số bạch sắc bông tuyết bị cuồng phong thổi lên, nhất cái mơ hồ sau, hóa thành từng mai từng mai bạch sắc băng chùy, nghênh đón tiếp lấy. ầm ầm tiếng vang qua đi, bạch sắc băng chùy cùng kim sắc gió lốc đồng quy vô tận, khí lãng như nước thủy triều. Một trận gió lạnh thổi qua, vương thanh bạch bỗng nhiên xuất hiện sau lưng nó, tay phải hóa thành long chảo, hướng về tứ dực tuyết mãng vỗ tới. Nhất thanh gào thét thảm thiết tiếng vang lên, tứ dực tuyết mãng thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng, tại một trận trói mắt trong bạch quang, biến thành nhất khối to lớn khối băng. Ngoài mấy trục giảm, trắng xóa hoàn toàn tuyết trắng quang đại phóng, hóa thành tứ dực tuyết mãng bộ dáng, băng độn thuật. Tứ dực tuyết mãng vừa mới hiện thân, một đạo trói tai tiếng xé gió lên, một đầu mấy trăm trượng đại lam sắc cử quyền kích xạ mà đến, đập vào tứ dực tuyết mãng trên thân. Tứ dực tuyết mãng trong nháy mắt bay rất ra ngoài, trọng trọng nện ở nhất tỏa trên tuyết sơn mặt một đạo vàng mịt mờ gió lốc cùng một đạo bạch sắc gió lốc cuốn tới lần lượt đánh vào tứ dực tuyết mãng trên thân một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên đất sung núi chuyển vương trường sinh không để ý đến ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nhất cái cự đại băng động cũng không lâu lắm vương thanh bạch cùng kêu diệt tiên trở về bọn hắn đã giết chết đầu kia tứ dực tuyết mãng ba người hướng về băng động đi đến tốc độ cũng không nhanh vừa đi vào băng động một cỗ băng lãnh thấu xương kỳ hàn chi khí chạm mặt tới Kiêu Diệt Tiên đánh run một cái. Đỉnh chóp treo đại lượng băng trù, thạch bích đều bị thật dày tầng băng che lại. Trên mặt đất có một ít màu tuyết trắng tinh thạch, phương Trường Sinh cẩn thận xem xét, đúng là Thiên Nguyệt Hàn tinh. Vương Thanh Bạch cùng Kiêu Diệt Tiên xuất thủ, công kích tầng băng. Tại một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên qua đi, tầng băng chia năm xẻ bảy, trên vách đá có nhất cái cửa đại sơn động, trong động có một bộ to lớn yêu thú thi thể. Yêu thú sinh ra tám cánh ngoại hình cực giống tỷ hưu, không nhúc nhích, không có khí tức. Bát dực tuyết hưu thú, nó thế mà chết tại tại đây. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, năm đó hắn cùng bát dực tuyết hưu thú ký thể ước, bát dực tuyết hưu thú xuất thủ nhất lần, hỗ trợ hóa giải nguy nan, về sau không biết tung tích. Ngũ dài yêu thú thọ nguyên so hóa thần tu sĩ dài một nhiều, bất quá bát dực tuyết hưu thú rất sớm đã tiến vào hóa thần kỳ, tính toán thời gian cũng là phải tỏa hóa. Đoán chừng là tứ dực tuyết mãng nuốt chừng bát dực tuyết hưu thú nội đan, lúc này mới có thể tiến vào ngũ giai. Vương Trường Sinh chính cần tỳ hưu con mắt tu luyện lưu ly chân đồng, bát dực tuyết hưu thú đã tỏa hóa, vừa vặn có thể lấy nó con mắt tới tu luyện lưu ly chân đồng. Vương Trường Sinh đem nó thi thể thu nhập chữ vật giới, lưu tọa luyện khí. Đi qua khảo sát, tại đây xác thực có thiên nguyệt hàn tinh, bất qua số lượng cũng không nhiều, khai thác đi ra khoáng thạch giá trị hơn 2.000 vạn, có thể luyện chế nhiều kiện băng thuộc tính thông thiên linh bảo, vừa vặn cấp Vương Thanh Bạch sử dụng. Vương trường sinh mục tiêu là thiên nguyệt hàn tinh, không nghĩ tới còn được đến bát dực tuyết hưu thú thi thể, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Vật tới tay, vương trường sinh ba người cũng không có nhiều hơn lưu lại, rời đi vẫn tiền băng nguyên. chương 2294, vương thanh bạch phi thăng huyền dương giới. Gần hai tháng, trôi qua rất nhanh, Nam Hải tòa nào đó hoang đảo, nhất tòa chiếm địa ngàn mẫu thanh thạch quảng trường, trên quảng trường có nhất tòa hơn nghìn trượng đại pháp trận. Pháp trận thượng diện khắc rõ đại lượng huyền ảo phù văn, Trần Niệm Kiều, Dương Diễm, Trung Ngọc Nhược, Trần Nhất Minh, Trung Như Ý chờ nhiều vị hóa thần tụ tập tại pháp trận phụ cận. Một đạo kim sắc độn quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng về tòa nào đó hoang đảo bay tới. Cũng không lâu lắm, kim sắc độn quang ngừng lại, rõ ràng là một đầu hình thể to lớn kim sắc cửa kiêu, vương trường sinh, vương thanh bạch cùng vương tông lãng đứng tại kim sắc cửa kiêu trên lưng. Kim sắc cửa kiêu bay thấp tại pháp trận phụ cận, hóa thành kiêu diệt tiên bộ dáng. Bái kiến vương tiền bối, Trần Nhất Minh chờ nhân nhao nhao hành lễ, thần sắc cung kính. Trung Tiểu Hữu pháp trận bố trí xong đi, Vương Trường Sinh nhìn về phía Trung Như Ý, trầm giọng hỏi. Đã bố trí xong, tùy thời có thể lấy khởi động. Trung Như Ý cung kính thanh âm, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, vậy liền khởi động phi linh đại trận, trợ giúp thanh bạch phi thăng huyền dương giới. Hắn lấy ra một khối nhỏ hư vân tinh, đưa cho Trung Như Ý. Kiêu diệt tiên hóa thành một đạo kim sắc độn quang, chui vào Vương Thanh Bạch trên tay linh thú chạc không thấy. Vương Thanh Bạch đi đến pháp trận thượng diện, chung như ý đem hư vân tinh trưng bảy pháp trận trong ương nhất cái lỗ khảm bên trong, nàng đánh vào một đạo pháp quyết. Pháp trận đung đưa kịch liệt đứng lên, tất cả trận văn sáng rõ. Trần Niệm Kiều chờ người đầy mặt chờ mong, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Thanh Bạch. Một lát sau, pháp trận trận văn bỗng nhiên ảm đạm xuống, đình chỉ lắc lư. Trần Niệm Kiều chờ người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới là kết quả này. Trung như ý ngây ngẩn cả người, nàng nhìn về phía vương trường sinh. Vương trường sinh lấy ra một mai thanh quang lòe lòe hình vuông lệnh bài, thượng diện khắc lấy phi linh hai chữ, hắn đem lệnh bài đưa cho Trung như ý, Trung như ý rót vào pháp lực, lệnh bài màu xanh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vương tiền bối, đây là, Trung như ý lơ ngơ, đây là khu sử phi linh đại trận lệnh bài phi linh lệnh, người đem phi linh lệnh giao cho bọn hắn, để bọn hắn khu xử một cái nhìn xem. Vương trường sinh phân phó nói, Trung như ý không dám thất lễ, đem phi linh lệnh đưa cho Trần Nhất Minh trở nhân, bọn hắn đều không thể khu động phi linh lệnh, chỉ có thể trả lại cấp Vương Trường Sinh. Tông Lãng, người tới đi, Vương Trường Sinh đem phi linh lệnh đưa cho Vương Tông Lãng, Vương Tông Lãng rót vào pháp lực sau, phi linh lệnh sáng lên một trận trói mắt linh quang, một đạo thanh quang bay ra, chui vào phi linh đại trận. Phi linh đại trận đung đưa kịch liệt đứng lên, tất cả trận văn sáng rõ, vô số huyền ảo phù văn nhất phi mà lên, lần lượt hướng về vương thanh bạch bay đi, dán tại vương thanh bạch trên thân. vương thanh bạch khí tức chậm rãi tăng lên, theo hóa thần trung kỳ tăng lên tới hóa thần hậu kỳ. hư không truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, hư không chấn động vặn vẹo, xuất hiện nhất cái cửa đại khe hở, một đạo chói mắt linh quang bay ra, bao lại vương thanh bạch. vương thanh bạch bị linh quang cuốn vào trong cái khe, khe hở tùy theo khép lại không thấy. thấy cảnh này, trần niệm kiều đám người trên mặt vẻ mặt nhưng nghĩ tới cái gì ta dùng bí pháp luyện chế ra phi linh lệnh, chính có chúng ta vương gia tu sĩ mới có thể khô xử phi linh lệnh, phá giới châu cũng giống vậy, chính có chúng ta vương gia tu sĩ mới có thể khô xử. Các ngươi vì kiến tạo phi linh đại trận đều xuất không nhỏ khí lực, tu luyện tới hóa thần trung kỳ, có thể cho phép các ngươi sử dụng phi linh đại trận, ngày sau cái khác hóa thần tu sĩ muốn sử dụng phi linh đại trận, muốn cung cấp thượng phẩm linh thạch hoặc là cái khác tài liệu chân quý. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, ngữ khí nghiêm khắc, nếu như không thêm vào hạn chế, khó đảm bảo có nhân hội lại đánh vương gia chủ ý, muốn khởi động phi linh đại trận, chỉ có thể vương gia tu sĩ đi khu xử, tu vi quá thấp tộc nhân cũng vô pháp khu xử, ít nhất phải nguyên anh trung kỳ. Loại bí thuật này tại huyền dương giới không tính là gì, luyện hư tu sĩ có thể phá giải, nhưng hạ giới hóa thần hiển nhiên không có năng lực này. Có phá giới châu, vương gia tu sĩ có thể tiến về giới diện khác, cùng giới diện khác tộc nhân liên hệ câu thông, bù đắp nhau, giúp đỡ cho nhau, cái khác hóa thần tu sĩ đạt được phá giới châu cũng vô dụng, muốn sử dụng phi linh đại trận, bọn hắn nhất định phải phải thật tốt đối đãi vương gia tu sĩ. Kể từ đó, thiên lan giới, thiên hồ giới cùng băng hải giới hóa thần tu sĩ muốn tiến về đông ly giới, chỉ có thể mượn nhờ vương gia tu sĩ lực lượng, muốn phi thăng huyền dương giới, cũng chỉ có thể mượn dùng vương gia tu sĩ lực lượng. Nếu như vũ lực uy hiếp vương gia tu sĩ, vương gia tu sĩ hủy đi phi linh lệnh hoặc là phá giới châu, cũng liền gãy mất cái khác hóa thần phi thăng huyền dương giới hy vọng, muốn lén qua hoặc là tự mình tu luyện đến hóa thần hậu kỳ tu sĩ khác đương đừng nói. Trừ cái đó ra, vương gia cũng có thể nhờ vào đó thu thập tu tiên tài nguyên. Không có vĩnh viễn bằng hiếu, chính có vĩnh viễn lợi ích, chỉ cần vương gia cùng đại đa số thế lực lợi ích nhất trí, bọn hắn. Đa tạ vương tiền bối, chung như ý chờ nhân trăm miệng một lời nói, thần sắc cung kính. Tông lãng, người mang theo phá giới châu đưa bọn hắn trở về, để bọn hắn trở về riêng phần mình giao diện, đem cái này tin tức nói cho thế lực khác, Mặt khác gấp rút thu thập tu tiên tài nguyên, trước mắt vật liệu không đủ khởi động mấy lần phi linh đại trận. Vương Trường Sinh phân phó nói, Đông Đảo Hóa Thần tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, lại tự mình thử khu xử phi linh lệch, đương nhiên sẽ không hoài nghi Vương Trường Sinh nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Vương Tông lãng lên tiếng, mang theo Trần Niệm Kiều mấy người rời đi, chung như ý lưu thủ nơi đây, Trần Nhất Minh cùng Chu Ngọc Nhược rời đi, bọn hắn muốn trở về riêng phần mình hang ổ, thông chi đệ tử tộc nhân tin tức này. Vương Trường Sinh cũng rời đi, trở về Thanh Liên Đảo, muốn làm sự tình đều làm không sai biệt lắm, hắn muốn vì gia tộc luyện chế một kiện ngũ dai khôi lỗi thú, kể từ đó, mấy ngàn năm bên trong, hạ giới gia tộc cũng sẽ không có vấn đề lớn. Huyền Dương Giới, Huyền Linh Đại Lục Góc Tây Bắc, Huyền Quang Đảo, Liễu Thanh Vân trông coi chỗ này phi linh đài hơn ngàn năm, Liễu Dương là hắn tộc thúc, bởi vì tiếp dẫn hai vị hóa thần tu sĩ có công, Liễu Dương triệu hồi tổng đàn. Hơn hai ngàn năm trước, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phi thăng tới này nhất tỏa phi linh đài, bình thường tới nói, mấy ngàn năm bên trong không lại có tu sĩ phi thăng. Liễu Thanh Vân xếp bằng ở một chương màu xanh bồ đoàn bên trên, đang tĩnh tỏa tu luyện. Phi linh đài bỗng nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên, bên ngoài sở hữu linh văn lập tức sáng rõ, một đạo chướng mắt lam quang phóng lên tận trời. Liễu Thanh Vân trước tiên thu công, vội vàng lấy ra nhất mặt lam quang lè lè cửu giác trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Nhất cái thủy lam sắc màn nước trống giống hiển hiện, bao lại thanh thạch quảng trường, chặn Lam Quang. Lam Quang tán đi, hiện ra một tên dáng người khôi ngô áo trắng thanh niên, chính là Vương Thanh Bạch. Xin hỏi đạo hiếu, nơi này chính là huyền quang đảo. Vương Thanh Bạch mở miệng hỏi, Liễu Thanh Vân ngây ngẩn cả người, bình thường tới nói, từ hạ giới phi thăng tu sĩ, căn bản không hiểu huyền dương giới ngôn ngữ, trừ phi có thượng giới tu sĩ truyền thụ qua. Tại đây đúng là huyền quang đảo, đạo hữu làm sao biết tại đây là huyền quang đảo. Liễu Thanh Vân khách khí hỏi, Tộc thúc của ta là Thái Hạo chân nhân, hắn giúp ta phi thăng tới Huyền Dương giới." Vương Thanh Bạch giải thích nói, "Tộc thúc, ngươi là Vương sư đệ tộc chất." Một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Chương 2295, luyện chế ngũ giai khôi lỗi thú. Vừa dứt lời, một đạo màu xanh độn quang bay tới, rõ ràng là một tên khuôn mặt uy nghiêm thanh bảo lão giả, Thanh Bảo lão giả mặt tròn mắt to, đôi mắt sáng ngời có thần, cấp người nhất trùng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Tôn sư thúc Liễu Thanh Vân khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Vãn bối Vương Thanh Bạch, bái kiến tôn tiền bối. Vương Thanh Bạch liền vội vàng khom người hành lễ, thần sắc có chút khẩn trương. Trên người người yêu khí nặng như vậy, người là Vương Sư Đệ Tộc Nhân. Không phải là lừa gạt lão phu đi, Thanh Bào lão giả nghi ngờ nói, nhân yêu bất lưỡng lập. Yêu là nhất cái rất rộng khắp khái niệm, có thể chỉ hóa thành nhân hình yêu thú, cũng có thể chỉ làm sằng làm bậy yêu ma. Vương Thanh Bạch lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, hai tay đưa cho thanh bảo lão giả nói đây là cửu thúc nhường vãn bối giao cho tôn tiền bối trong ngọc giản có một ít liên quan tới huyền dương giới tình huống hạ giới tu sĩ căn bản không biết rõ tình hình thanh bảo lão giả thần thức quét qua trong mắt kinh ngạc lóe lên nghi ngờ nói vương sư đệ hạ giới rồi chính là cửu thúc ngay tại đông ly giới đồng thời thành lập truyền tin trận có thể cùng huyền dương giới tộc nhân liên hệ tôn tiền bối có gì phân phó vương thanh bạch thận trọng hỏi thanh bảo lão giả trầm ngâm một lát hỏi, ngươi là muốn đi thanh liên đảo. Vương Thanh Bạch gật gật đầu, trung thực thừa nhận, thanh bào lão giả tay lấy ra màu xanh ra thú cùng nhất cái màu xanh bình xứ, đưa cho Vương Thanh Bạch, nói ra, đây là tiến về thanh liên đảo hải đồ, còn có liễm yêu đan, có thể thu liễm trên người ngươi yêu khí, nếu như gặp được nan đề, có thể báo ra Trấn hải cung tên tuổi, giới hạn ngươi đến thanh liên đảo phía trước, đến thanh liên đảo về sau, không cho ngươi đánh lấy Trấn hải cung cờ hiệu làm việc. Là, đa tạ tôn tiền bối, vãn bối đến thanh liên đảo, nhất định chi tiết hồi báo cho cửu thúc, không biết tiền bối có lời gì muốn dẫn cấp cửu thúc. Phương Thanh Bạch cung kính hỏi, cho đông ly giới Trấn Hải Tông một chút chiếu cố, cái khác không có. Thanh bào lão giả phân phó nói, Phương Thanh Bạch lên tiếng, hóa thành một đạo bạch quang phá không mà đi, tốc độ rất nhanh. Đông ly giới, Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, gian nào đó mật thất, Phương Trường Sinh xếp bằng ở một chương lam sắc bồ đoàn bên trên, bắt rực tuyết hưu thú thi thể ghé vào nhất tỏa hồng sắc pháp trận thượng diện, hai tròng mắt đã bị chụp suốt tới. Vương Trường Sinh trên tay cầm lấy hai cái tuyết con người màu xanh lam tử, ánh mắt lửa nóng. Dùng hạ giới vật liệu, hắn vô pháp đem hai khỏa tròng mắt luyện chế thành thông thiên linh bảo, trở lại linh giới lại nói. Hắn thu hồi hai khỏa tròng mắt, ánh mắt nhìn về phía bát rực tuyết hưu thú thi thể, hắn tính toán đem bát rực tuyết hưu thú thi thể luyện chế thành ngũ dai khôi lỗi thú, tăng cường hạ giới gia tộc nội tình. Vương Trường Sinh lấy ra nhất mặt hồng quang lòe lòe trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết pháp trận thượng trận văn đều sáng lên, một cỗ xích sắc hỏa diễm hiện lên, bao vây lấy bát rực tuyết hưu thú thi thể. Chờ vương thanh bạch trở về thanh liên đảo, đoán chừng ngũ dai khôi lỗi thú cũng luyện chế ra tới. Thanh liên đảo, thanh liên phong, uông như yên cùng vương thanh thành tỏa tại nhất tọa màu xanh thạch đình trong, hai người ngay tại thưởng thức trà trò chuyện thiên. Qua một đoạn thời gian, tuyết nhạn phường thì muốn tổ chức một tràng đấu giá hội, nghe nói có kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược xuất hiện, thanh thành, người tự mình đi một chuyến đi. Uông Như Yên phân phó nói, nàng đã biết Phương Trường Sinh lợi dụng trận pháp cùng Bạch Ngọc Kỳ có liên lạc, thành lập phi linh đại trận, tương lai lại có càng nhiều vương gia hóa thần phi thăng huyền dương giới, hạ giới tộc nhân có thể tu luyện tới hóa thần trung kỳ, thọ nguyên cũng còn thừa không có mấy, kể từ đó cần đại lượng kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược. Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân cùng Vương Anh Kiệt lần lượt phi thăng huyền dương giới, gia tộc đều cho bốn phần duyên thọ linh vật, bọn hắn đều kéo dài hơn 1.500 năm thọ nguyên, cũng không phải huyền dương giới mỗi một vị hóa thần tu sĩ đều có thể xa xỉ như vậy, vương gia gia tộc trong bảo khố kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược chỉ còn lại một phần. Vì đổi được kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược, vương gia tu sĩ tấp nập tham gia đấu giá hội, trừ cái đó ra, Tôn Nguyệt Kiều cũng không ít đi chấn hải cung chạy, bái phỏng những cái kia có duyên thọ đan dược tu sĩ cấp cao, dùng bảo vật hoặc là cái khác tu tiên tài nguyên giao hoán duyên thọ đan dược. Mặc dù như vậy, kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược còn chưa đủ dùng. Biết, nương, vương thanh thành đáp ứng hắn tựa hồ phát giác được cái gì lấy ra nhất mặt thanh quang lòe lòe pháp bàn đánh vào một đạo pháp quyết một đạo cung kính thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên gia chủ có một vị gọi vương thanh bạch hóa thần tu sĩ hắn nói là tộc nhân của chúng ta thanh bạch quá tốt rồi hắn cuối cùng đã tới thanh thành mau mời hắn tiến đến uông như yên kích động phân phó nói vương thanh thành lên tiếng hướng về bên ngoài bay đi non nửa khắc sau Vương Thanh Thành trở về, Vương Thanh Bạch đi theo phía sau hắn. Thanh Bạch gặp qua cửu thẩm, Vương Thanh Bạch cúi người hành lễ, thần sắc kích động. Uông Như Yên vui mừng nhẹ gật đầu, truy vấn Thanh Linh đây. Người dẫn tới rồi sao? Vương Thanh Bạch tay áo lắc một cái, một đạo bạch quang bay ra, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành một bộ to lớn bạch sắc băng quan, Vương Thanh Linh lẳng lặng nằm tại trong quan tài băng. Thanh Linh, Uông Như Yên nhìn qua trong quan tài băng Vương Thanh Linh, mặt lộ hồi ức chi sắc ngày xưa trùng trùng trong đầu hiển hiện đến thanh liên đảo liền tốt người thọ nguyên không nhiều lắm gia tộc trong bảo khố còn có một khỏa trường sinh bảo đan thanh thành ngươi đi lấy đến giao cho thanh bạch phục dụng tăng phái nhân thủ tìm kiếm kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược uông như yên phân phó nói vương thanh thành lên tiếng quay người rời đi uông như yên hỏi vương thanh bạch tới đến huyền dương giới đi qua vương thanh bạch cũng không có dấu diếm thành thật trả lời may mắn mà có tôn tiền bối cung cấp địa đồ cùng đan dược ta mới có thể lên đường bình an đuổi tới thanh liên đảo. Vương Thanh Bạch Thành khẩn nói, Uông Như Yên gật gật đầu, ngày khác nhìn thấy tôn sư huynh, chúng ta hội hảo hảo cảm tạ hắn. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Thành trở về, trên tay đã nhiều nhất cái màu xanh bình xứ, đưa cho Vương Thanh Bạch. Thanh Bạch, người đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ta sẽ phái người thông chi phu quân. Uông Như Yên vẻ mặt ôn hòa nói, Vương Thanh Bạch lên tiếng, thu hồi băng quan, đi theo Vương Thanh Thành rời đi. Uông Như Yên lấy ra nhất mặt thanh quang lè lè chuyện tấn bản đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói, Ngọc Kỳ, vận dụng truyền tin trận liên hệ phu quân, nói cho hắn biết Thanh Bạch đã đến huyền dương giới, Thanh Bạch chính là phi thăng tại huyền quang đảo, đúng, tôn sư huynh nhường phu quân chiếu cố nhiều hơn Trấn Hải Tông, đem này thoại truyền cáo cho phu quân. Là, lão tổ tông, chuyện tấn bản truyền đến Bạch Ngọc Kỳ thanh âm, một tòa rộng rãi sáng tỏ đại điện, Bạch Ngọc Kỳ đứng tại nhất tòa to lớn pháp trận bên cạnh, trên tay cầm lấy nhất mặt linh quang lòe lòe trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, pháp trận đung đưa kịch liệt đứng lên, tất cả trận văn sáng rõ. Một lát sau, Vương Tông Minh hư ảnh xuất hiện tại pháp trận thượng diện. Nói cho lão tổ tông, Thanh Bạch đã phi thăng tới Huyền Dương giới, hắn chính là rơi vào Huyền Quang đảo. Bạch Ngọc Kỳ trầm giọng nói, "Biết, còn có sự tình khác a?" À? Vương Tông Minh thận trọng hỏi. Bạch Ngọc Kỳ nghĩ nghĩ, nói tôn tiền bối nói nhường lão tổ tông chiếu cố nhiều hơn Trấn Hải Tông. Biết, ta sẽ thông báo cho lão tổ tông. Nói xong lời này, vương tông minh hư ảnh tán loạn, trận pháp trận văn cũng ảm đạm xuống. chương 2296, trở về huyền dương giới. Đông ly giới, thanh liên đảo, thanh liên phong, gian nào đó mà thất đại môn bỗng nhiên mở ra, vương trường sinh đi ra, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hắn lợi dụng ngũ dài trận pháp, thuận lợi đem bát dược tuyết hưu thú thi thể luyện chế thành khôi lỗi thú, có thể thi triển một chút khi còn sống thần thông, dùng tới đối địch, tuyệt đối là nhất đại lợi khí đi ra gác lửng, Vương Trường Sinh nhìn thấy không trung tung bay một chương truyền âm phù, bóp nát truyền âm phù, Vương Tông Minh thanh âm vang lên theo, lão tổ tông, Thanh Bạch đã đến Huyền Dương giới, Trấn Hải cung tôn tiền bối nhường ngài chiếu cố nhiều hơn Trấn Hải tông. Hắn lấy ra chuyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói, Tông Minh, ngươi tới một chuyến Thanh Liên Phong, ta có lời hỏi ngươi. Là, lão tổ tông, cũng không lâu lắm, Vương Tông Minh tiểu xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh, hắn tin tưởng báo cáo một cái cùng Bạch Ngọc Kỳ trong lúc nói chuyện với nhau dung. Lão Tổ Tông, đây là Tông Lãng theo giới diện khác mang về tu tiên tài nguyên. Vương Tông Minh lấy ra một mai màu lam nhạt chữ vật giới, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, nhẹ gật đầu, rất nhiều thứ cũng không dùng tới, lưu tại gia tộc, tăng cường nội tình. Thiên hồ giới tòa kia giao diện truyền tống trận đây, còn không có chữa trị A. Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi, Vương Mạnh Bân là khởi động giao diện truyền tống trận, truyền tống đến thanh hoàn giới. Vương trường sinh hạ giới phía sau, phái người đi nhìn qua tòa kia giao diện truyền tống trận, bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể phái nhân chữa trị. Còn không có, thiếu khuyết những tài liệu này, vô pháp chữa trị. Vương Tông Minh lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Giao diện truyền tống trận không chỉ cần có linh thạch cung cấp năng lượng, còn phải tiêu hao một chút đặc thù vật liệu. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, nhẹ gật đầu, nếu là có thể phái người hạ giới, có thể mang theo những tài liệu này hạ giới. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, người phái nhân thông chi cái khác hóa thần tu sĩ, nói cho bọn hắn, phi linh đại trận có thể sử dụng, hạ xuống địa điểm ngay tại trấn hải cung huyền quang đảo, ta muốn về thượng giới, các người tự giải quyết cho tốt, nhớ kỹ, bất kỳ người nào tất cả không được nhúc nhích huyền thiên tiên đằng, đó là chúng ta gia tộc quật khởi một kiện trọng bảo. Vương Trường Sinh nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt nghiêm túc, là, lão tổ tông, tôn nhi nhất định sẽ chiếu cố thật tốt huyền thiên tiên đằng. Vương Tông Minh miệng đầy đáp ứng, Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, hóa thành một đạo lam sắc trường hồng phá không mà đi. Cũng không lâu lắm, hắn xuất hiện tại nhất cái vạn mẫu hồ nước lớn trên không, hai cái dáng người khôi ngô lam sắc viên hầu ngay tại trong hồ chơi đùa, bọn chúng là trấn hải viên hậu đại, trước mắt là tam giai trung phẩm. Vương Trường Sinh tính toán mang một đầu trấn hải viên tiến về Huyền Dương giới, làm hộ tộc linh thú bồi dưỡng. Hắn chu môi huyết sáo một tiếng, một đầu trấn hải viên hóa thành một đạo lam sắc độn quang, chui vào trên tay hắn linh thú chạc không thấy. Vương Trường Sinh tới đến Thanh Liên lâu, hắn cấp liệt tổ liệt tông dâng hương, lần tiếp theo hạ giới, không biết là lúc nào, dù sao bản thể hắn vô pháp hạ giới. Hắn quỳ xuống, dập đầu ba cái, đứng dậy rời đi, hóa thành một đạo lam sắc độn quang rời đi Thanh Liên đảo. Huyền Dương giới, Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong, gian nào đó mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một chương trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền. Một lát sau, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai tay vung lên tự dưng nhiều hơn một đầu màu xanh chữ vật giới cùng một đầu lam sắc linh thú trạc rốt cục trở về vương trường sinh nhẹ thở ra một ngụm chọc khí lần này hạ giới lấy tới không ít đồ tốt trở về phía trước hắn lại hồi một chuyến đông hoang thăm hỏi một cái cố thổ năm tháng trôi qua cảnh còn người mất vương trường sinh thu đạo gần ba ngàn năm rất nhiều cố nhân đã rời đi tương lai chỉ sợ sẽ có càng nhiều thân nhân rời hắn mà đi đại đạo vô tình tiên đồ từ từ Vương Trường Sinh thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một trận màu xanh hào quang lướt qua phía sau, trên mặt đất nhiều một đống lớn đổ vật, thái âm bình vô cùng dễ thấy. Lần này hạ giới thu hoạch lớn nhất chính là đạt được một nhóm Minh Hà Chi Thủy, thiên lan giới Minh Hà Chi Thủy vốn là rất nhiều, bất quá đến vẫn tiên hồ, hắn phát hiện Minh Hà Chi Thủy biến ít, đoán chừng là thượng quan thiên hoành lấy đi không ít. Coi như vô pháp lấy ra luyện khí, cũng có thể lấy ra phá cấm. Minh Hà Chi Thủy cũng không phải là khó giải, một chút lục giai linh diễm liền có thể hóa giải vương trường sinh có thể trực tiếp dùng tới cô đọng pháp tướng vừa mới trở lại huyền dương giới vương trường sinh có rất nhiều sự tình muốn làm hắn thu hồi trên đất đồ vật đi ra ngoài vừa đi ra chỗ ở hắn liền thấy uông như yên đang ngồi ở thạch đình trong xem xét nhạc phổ phu quân người trở về xem người biểu lộ nên thu hoạch không ít uông như yên buông xuống nhạc phổ vừa cười vừa nói vương trường sinh gật gật đầu nói đơn giản một cái hắn tại hạ giới kinh lịch lôi bằng lông vũ, dẫn lôi châu, minh hà chi thủy, mấy thứ này giá trị không thể đo lường. Uông như yên hưng phấn nói, vương trường sinh gật gật đầu, nói thu hoạch lớn nhất là cố kia yêu thú hải cốt. Vương trường sinh rời đi thanh liên phong, tới đến nhất cái sơn cốc hẹp dài cửa vào, cốc bên trong tràn ngập đại lượng lam sắc sương mù, hắn lấy ra một mai lệnh bài màu xanh lam, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo lam quang bay ra, chui vào cốc bên trong không thấy. Sau một khắc, sương mù kịch liệt lăn lộn dũng động, Vương Trường Sinh đi vào. Cũng không lâu lắm, phía trước rộng mở trong sáng, hắn xuất hiện tại nhất cái cự đại sơn cốc bên trong. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái lam sắc quang đoàn, há mồm phun ra một cỗ lam sắc hào quang, đánh vào lam sắc quang đoàn thượng diện, lam sắc quang đoàn bỗng nhiên sáng rõ, hóa thành một bộ to lớn vô cùng yêu thú thi hài, bên ngoài thân tràn ngập các loại hồ quang điện. Đây là bồi dưỡng ra dẫn lôi châu cố kia yêu thú thi hài, Vương Trường Sinh cảm thấy ít nhất là thất gia yêu thú thi hài, thậm chí cao hơn ngũ giai yêu thú thể tích vẫn chưa tới cổ thi hài này một phần trăm có lẽ là đặc thù nào đó cổ thú về sau có lẽ sẽ biết vương trường sinh tính toán trước giữ lại cổ thi hài này dùng hắn hiện tại luyện khí trình độ lấy trước mắt cổ thi hài này luyện khí là phung phí của trời uông như yên đi đến trịnh trọng nói ra phu quân tôn thiên hổ đến thăm hắn đã tiến vào luyện hư kỳ vương trường sinh cũng không cảm thấy kỳ quái tôn thiên hổ tiến vào luyện hư kỳ là chuyện rất bình thường thân là đông ly giới vạn năm qua vị thứ nhất tu luyện tới hóa thần hậu kỳ tu sĩ, Tôn Thiên Hổ tự nhiên có chỗ hơn người. Vương Trường Sinh là không nghĩ tới, Tôn Thiên Hổ sẽ chủ động tìm tới cửa. Hắn hiện tại nơi nào? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Thanh Thành đem hắn mời đến nghênh khách sảnh, Uông Như Yên chi tiết nói, "Đi, chúng ta đi qua gặp một lần vị lão bằng hữu này." Vương Trường Sinh phất ống tay áo một cái, cùng Uông Như Yên rời đi sơn cốc. Nghênh khách sảnh, Tôn Thiên Hổ tọa trên ghế, thân sắc tự nhiên vương thanh thành đứng ở một bên thần sắc cung kính tôn thiên hổ tiến vào luyện hư kỳ bế quan mấy trăm năm phía sau lúc này mới xuất quan hắn cùng đồng môn nghe ngóng thanh liên tiên lữ tin tức biết được phương trường sinh diệt sát ba con lục gia yêu thú tại này một mảnh hải vực có chút danh tiếng dù sao cũng là quen biết một chàng tôn thiên hổ cảm thấy cần tới bái phỏng một cái tự ôn chuyện liên lạc một chút tình cảm bọn hắn đều xuất thân đông ly giới không có tử thù nên nhiều hơn liên lạc tăng tiến tình cảm Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay tiến đến, bọn hắn ý cười đầy mặt. Tôn Đạo Hiếu, đã lâu không gặp, chúc mừng a. À. Vương Trường Sinh thanh âm cởi mở, chương 2297, Tôn Thiên Hổ tới chơi. Nếu như biết Tôn Thiên Hổ tại huyền dương giới, hắn tự thông chi công Tôn ưởng, để bọn hắn sư đồ hai gặp một lần. Cùng vui, Vương Đạo Hiếu, nghe nói người tự mình diệt sát ba con lục gia yêu thú, ta tại vạn linh môn đều nghe nói sự tích của ngươi. Tôn Thiên Hổ tán dương. Tôn Đạo Hữu quá khen rồi, cũng không phải là ta tự mình diệt sát, ta cùng phu nhân liên thủ hợp tác, hao phí rất lớn khí lực mới diệt sát lục gia yêu thú. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, hắn nói là sự thật. Hắn lời nói xoay chuyển, nói Tôn Đạo Hữu hiện tại vạn linh môn. Tôn Thiên Hổ gật gật đầu, tự hào nói ra, không sai, vạn linh môn phó môn chủ chính là gia sư. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thần sắc có chút cổ quái, vạn linh môn phó môn chủ là Tô Vân Đào, tôn thiên hổ thế mà bái tại tô vân đào môn hạ bọn hắn lúc trước trả cùng tô vân đào phân thân giao thủ qua tôn đạo hiếu người như thế nào không nghĩ biện pháp mang công tôn đạo hiếu đi lên huyền dương giới đem hắn lưu tại hạ giới không tốt ga à? vương trường sinh nghi ngờ nói tôn thiên hổ hơi xứng sờ hắn bái tại tô vân đào môn hạ phía sau để cập qua công tôn ưởng sự tình huyền thanh phái sẽ không dễ dàng mượn dùng phá giới bàn vạn linh môn chỉ có thể dựa vào tự mình hay vị luyện hư tu sĩ mượn nhờ hóa giới thạch tính toán thi triển phân hồn hạ giới, tiếc nuối là, đều thất bại. Lấy tới một viên hóa giới thạch cũng không dễ dàng, vạn linh môn chỉ có thể từ bỏ, nhưng công tôn ưởng dựa vào chính mình lực lượng phi thăng huyền dương giới, dù sao tôn thiên hổ thành công, nghĩ đến công tôn ưởng cũng có thể thành công phi thăng huyền dương giới. Vương Trường Sinh làm sao biết công tôn ưởng còn tại hạ giới? Chẳng nhẽ là suy đoán, còn là nói Vương Trường Sinh hạ giới rồi. Vương Đạo Hữu người trở về qua đông ly giới. Tôn Thiên Hổ sắc mặt ngưng tụ, thanh âm biến trở nên nặng nề. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói trước đó không lâu vừa mới trở về, ta đã thành lập truyền tấn trận, có thể cùng hạ giới tộc nhân liên hệ, ta hao phí đại lượng tinh lực, kiến tạo nhất tỏa phi linh đại trận, hóa thần trung kỳ tu sĩ có thể phi thăng huyền dương giới, thanh bạch đã đi lên, ta đề cập qua nhường công tôn đạo hữu sử dụng phi linh đại trận, hắn huyền chuyển cự tuyệt, đoán chừng là xem người biện pháp có thể đi đi. Ta nhớ được tuổi thọ của hắn không nhiều lắm, tiếp tục lưu lại hạ giới, sợ rằng sẽ tỏa hóa. Vương Đạo Hiếu, người nói là sự thật, Tôn Thiên Hổ hít thở biến trở nên nặng nề, nếu như công tôn ưởng có thể phi thăng tới huyền dương giới, hắn liền có thêm một sự giúp đỡ lớn, hắn tại vạn linh môn cũng liền thêm một cái giúp đỡ. Ta hiện tại liền có thể lấy liên hệ hạ giới tộc nhân, để bọn hắn đi mời công tôn Đạo Hiếu tới. Bất quá khởi động trận pháp cần tiêu hao kim hoàn thần tinh, dùng một lần thiếu một lần. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ khó xử, nếu như không biết đạo Tôn Thiên Hổ bái tại Tô Vân Đào môn hạ, vương trường sinh xem ở ngày xưa tình cảm lên có thể giúp công tôn ưởng phi thăng huyền dương giới hiện tại nha vạn linh môn phải bỏ ra cái giá không nhỏ mới được phải biết công tôn ưởng thế nhưng là một vị linh thể giả có rất lớn hy vọng tiến vào hợp thể kỳ vạn linh môn ra đại nghiệp đại vương ra nghèo đinh đương vang yếu điểm phí tổn bất quá phân vương đạo hữu ngươi nói cái giá đi thế nào mới có thể giúp ử ưởng nhi phi thăng huyền dương giới tôn thiên hổ trầm giọng nói hắn tự nhiên minh bạch vương trường sinh ý tứ ta trước hết để cho ngươi cùng công tôn đạo hữu gặp một lần đi. Dạng này ngươi cũng tốt an tâm, vương trường sinh mỉm cười, mang theo tôn thiên hổ tới đến nhất tỏa vàng son lộng lấy cửa cung điện, bảng hiệu bên trên viết đông ly điện ba chữ to. Hai tên kết đàn tu sĩ canh giữ ở cổng, vương trường sinh tự mình dẫn đường, tự nhiên không có người cản đường, đi vào đại điện, nhất tỏa to lớn pháp trận ánh vào tầm mắt của bọn họ, bạch ngọc kỳ từ thiên điện đi ra, khom mình hành lễ. Cái này tôn đạo hữu người lập tức liên hệ hạ giới tộc nhân, nhưng Tông Lãng tự mình đi một chuyến vạn thú đảo, tìm tới công tôn đạo hiếu, liền nói sư phụ hắn muốn gặp hắn. Vương Trường Sinh phân phó nói, lấy công tôn ưởng tư chất, phi thăng huyền dương giới tuyệt đối sẽ trở thành vạn linh môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Là, Lão Tổ Tông, Bạch Ngọc Kỳ lên tiếng, đi trận bàn trên đánh vào một đạo pháp quyết, pháp trận đung đưa kịch liệt đứng lên, toàn bộ trận văn sáng rõ. Một lát sau, Vương Tông Minh hư ảnh xuất hiện tại trên mặt kính. Lão Tổ Tông, có gì phân phó? vương tông minh cung kính thanh âm lão tổ tông có lệnh nhường tông lãng đi một chuyến vạn thú đảo nói cho công tôn đạo hiếu liền nói sư phụ hắn tôn tiền bối muốn gặp hắn công tôn đạo hiếu đến lại khởi động trận pháp bạch ngọc kỳ phân phó nói là lão tổ tông vương tông minh đáp ứng hư ảnh bỗng nhiên tán loạn không thấy tôn đạo hiếu người trước tiên ở thanh liên đảo ở lại liên hệ trên công tôn đạo hiếu ta lập tức thông chi ngươi vương trường sinh vừa cười vừa nói tôn thiên hổ nhẹ gật đầu đáp ứng thu xếp tốt tôn thiên hổ, vương trường sinh trở lại thanh liên phong, uông như yên đang cùng một tên dáng người khôi ngô thanh niên áo lam nói gì đó. Vương Thiên Long, Nguyên Anh Hậu Kỳ, hắn là một tên ngự linh sư, thất hà tước chính là giao cho hắn chiếu cố. Bái kiến lão tổ tông, vương thiên long nhìn thấy vương trường sinh, liền vội vàng kho người hành lễ, thần sắc cung kính. Về sau Trấn Hải Viên giao cho người chiếu cố, ngoại trừ chiếu cố tốt thất hà tước cùng Trấn Hải Viên, người không cần làm mặt khác tạp vụ vương trường sinh phân phó nói trấn hải viên cùng thất hà tước tiềm lực cũng không nhỏ ai có thể đi càng xa tự bồi dưỡng người nào tốt nhất là bọn chúng đều đi càng xa là lão tổ tông vương thiên long đáp ứng dặn dò vài câu vương trường sinh đi vào tầng hầm hắn có rất nhiều sự phải xử lý vương mạnh bân đang bế quan tu luyện lôi bằng lông vũ tạm thời giữ lại chờ hắn xuất quan sẽ giúp hắn đem lôi bằng xí tấn thăng làm thông thiên linh bảo hắn lấy ra ngũ hành thạch chờ nhiều loại ngũ hành vật liệu hắn tính toán vì vương anh kiệt luyện chế một kiện thông thiên linh bảo để cao thực lực của hắn ngũ linh căn có thể trực tiếp trùng kích luyện hư kỳ bất quá ngũ linh căn tu sĩ cần tu tiên tài nguyên vẫn tương đối nhiều vương gia hiện tại cũng có mấy trăm danh ngũ linh căn tu sĩ chính có một người tiến vào nguyên anh kỳ còn lại phần lớn là kết đan kỳ rất nhiều ngũ linh căn tộc nhân tu luyện cũng không chăm chỉ dù sao gia tộc hiện tại phát triển không sai nên hưởng thụ tự hưởng thụ vương anh kiệt trở lại thanh liên đảo không bao lâu tựu bế quan cải tu công pháp trong ngắn hạn sẽ không xuất quan chờ hắn xuất quan liền có thể lấy được một kiện vừa dùng thông thiên linh bảo vương trường sinh đem ngũ hành thạch ném đến giữa không trung há mồm phun ra lưu ly băng diếm bao vây lấy ngũ hành thạch thời gian từng giờ trôi qua ngũ hành thạch chậm rãi mềm hóa xuất hiện dấu hiệu hòa tan đông ly giới vạn thú đảo nghênh khách sảnh vương tông lãng ngồi trên ghế lặng lặng chờ đợi một lát sau công tôn ưởng bay tiến đến ý cười đầy mặt vương đạo hiếu đã lâu không gặp thế nhưng là vương tiền bối cần chúng ta vạn thú đảo làm chút gì công tôn ưởng khách khí nói công tôn đạo hiếu phụng lão tổ tông chi mệnh mời ngươi đến thanh liên đảo sư phụ ngươi muốn gặp ngươi vương tông lãng trịnh trọng nói sư phó muốn gặp ta hắn hạ giới rồi công tôn ưởng hơi sững sờ không phải sư phụ ngươi đã tại huyền dương giới hắn hiện tại cùng chúng ta lão tổ tông cùng một chỗ chúng ta sử dụng trận pháp để các ngươi gặp một lần tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng Vương Tông Lãng chi tiết nói, tốt, vậy ta tự cùng ngươi đi một chuyến đi. Công Tôn Ưởng đáp ứng, hắn cùng Vương Trường Sinh không có ân oán, nghĩ đến Vương Trường Sinh không hội hại hắn. Hắn lấy ra chuyện tấn bàn, dặn dò vài câu, đi theo Vương Tông Lãng rời đi vạn thú đảo, tiến về thanh liên đảo. chương 2298, Thỏa Đàm, Huyền Dương Giới, Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, nhất tọa chiếm địa vạn mẫu trang viên, đình đài lầu các, lâm viên thủy tạ, kỳ thạch quái nham. Tôn Thiên Hổ ngồi tại nhất tọa màu xanh trong lầu các, hắn ngóng nhìn hướng nơi xa. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy một đầu toàn thân lam sắc cửa quy, chính là lân quy. Lân quy thể tích càng lúc càng lớn, nó cư trú hồ nước không ngừng mở rộng. Lân quy rất thông nhân tính, có thể tự mình xuất biển săn giết yêu thú, bất quá nó không hội chạy xa, ngay tại vương gia địa bàn hoạt động, nếu là không có bắt giết đến yêu thú, vương gia định kỳ phái nhân nuôi lân quy. Nó sức ăn rất lớn, một lần nhiều nhất ăn bảy con ngũ dài yêu thú tốt tại nó thật lâu mới ăn một lần tôn thiên hổ tự nhiên nhìn ra được vương gia lân tôn huyết mạch bất phàm có rất lớn tỷ lệ tiến vào lục giai một chương truyền âm phù bay tiến đến rơi trước mặt tôn thiên hổ tôn thiên hổ sắc mặt ngưng tụ bóp nát truyền âm phù vương thanh thành thanh âm bỗng nhiên vang lên tôn tiền bối cha ta xin ngài đi qua đông ly điện tôn thiên hổ hít sâu một hơi rốt cục có thể gặp đến công tôn ưởng đi ra trang viên Tôn Thiên Hổ nhìn thấy Vương Thanh Thành đứng cổng, Vương Thanh Thành thần sắc cung kính. Hai người tới Đông Ly Điện, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã đợi thì đã lâu. Đi vào đại điện, Vương Trường Sinh xông Bạch Ngọc Kỳ gật gật đầu, Bạch Ngọc Kỳ lấy ra một mặt linh quang lòe lòe trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Pháp trận đung đưa kịch liệt đứng lên, toàn bộ trận văn sáng lên qua đi, công tôn ưởng ngư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại pháp trận trên không. Sư phó, là người A, thật là người A, công tôn ưởng thần sắc kích động. Tôn Thiên Hổ gật gật đầu, hắn nhìn về phía Vương Trường Sinh, khách khí nói ra, Vương Đạo Hiếu, có thể hay không để cho ta cùng ưởng như tự mình trò chuyện một hồi. Không có vấn đề, bất quá các người tận lực trò chuyện trọng điểm, mỗi lần khởi động truyền tấn trận, đều muốn vận dụng kim hoàn thần tinh loại tài liệu này, hạ giới nhưng không có bao nhiêu, dùng một lần thiếu một lần. Vương Trường Sinh căn dặn nhất thanh, cùng Uông như yên cùng Bạch Ngọc Kỳ đi ra ngoài. Đông ly điện đại môn chậm rãi đóng lại, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng điện ngoài, một lát sau, cửa điện mở rộng, Tôn Thiên Hổ đi ra. Vương Đạo Hiếu, ta cùng ưởng nhi nói chuyện phiếm xong, người cùng người tộc nhân đi. Tôn Thiên Hổ giọng thành khẩn, công tôn ưởng thọ nguyên không nhiều lắm, nếu như vô pháp tại thọ nguyên tỏa hóa trước phi thăng huyền dương giới, chỉ có thể như vậy tỏa hóa. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đi vào, công tôn ưởng hư ảnh biến mất không thấy, thay vào đó là Vương Tông Lãng hư ảnh. Kim hoàn thần tinh còn có thể sử dụng mấy lần, Vương Trường Sinh thẳng nhập chính đề nên còn có thể sử dụng hai lần vương tông lãng tự nhiên không có nói thật vương gia bảo khố còn có một khối kim hoàn thần tinh có thể sử dụng 5-6 lần ta trước cùng tôn đạo hiếu thương lượng thương lượng xong lại để cho ngươi an bài công tôn đạo hiếu phi thăng ngươi nhường hắn trước lưu tại thanh liên đảo vương trường sinh phân phó nói là lão tổ tông vương tông lãng đáp ứng hư ảnh bỗng nhiên tán loạn đi tôn đạo hiếu chúng ta hảo hảo nói một chút vương trường sinh Uông Như Yên cùng Tôn Thiên Hổ tới đến nghênh khách sảnh, ba người thương thảo thù lao vấn đề. Tôn Thiên Hổ biết hạ giới có nhiều khó, hắn mở lời nói ra, Vương Đạo Hữu người nói một cái giá đi. Thế nào mới có thể giúp ưởng nhi phi thăng? Vương gia tu sĩ mới có thể khu xử phi linh lệnh khởi động phi linh đại trận. Vương gia không nguyện ý, công tôn ưởng trắng trợn cướp đoạt cũng vô dụng, huống chi, Tôn Thiên Hổ không biết phi thăng rơi vào nơi nào. Chúng ta an bài phi thăng trận pháp, đáp xuống chấn hải cung phi linh đài, việc này không phải cùng ta đàm, ngươi muốn mời tô tiền bối ra mặt, cùng Trần Sư Thúc đàm, Trần Sư Thúc muốn là đồng ý, ta bên này dễ nói, chúng ta tốt xấu quen biết một chàng. Vương Trường Sinh nói nghiêm túc, nếu như một tên phổ thông hóa thần tu sĩ, gia nhập vạn linh môn coi như xong, một tên linh thể giả cũng không đồng dạng. Lấy công tôn ưởng thiên tư, đến huyền dương giới khẳng định hội xông ra một phen danh khí, Trần Nguyệt Dĩnh truy cha ra, Vương Trường Sinh nhưng không có quả ngon để ăn. Vương Trường Sinh cùng Tô Vân Đào làm giao dịch, Tự nhiên không dám công phu sư tử ngoạc, nếu như Trần Nguyệt Dĩnh, vậy liền không thành vấn đề. Cùng chung lợi ích, Vương Trường Sinh không có ý định ăn một mình, hắn có thể nhường công tôn ưởng giả trang Vương ra tu sĩ, sau đó lại gia nhập Vạn Linh môn, tránh đi Vạn Linh môn nếu không tới bao nhiêu chỗ tốt, sẽ còn nhường Trần Nguyệt Dĩnh không cao hứng. Vương Trường Sinh đem Trần Nguyệt Dĩnh liên lụy vào, Tô Vân Đào khẳng định phải xuất huyết nhiều, Vương Trường Sinh chỗ tốt cũng không thiếu được. Tôn Thiên hổ nhướng mày, nói, không thể đem phi linh đại trận na di đến lão phu phi thăng địa phương A. Khẳng định như vậy có thể đáp xuống vạn linh môn địa bàn. Nếu như đem một tên hợp thể tu sĩ liên lụy vào, đại giới khẳng định không nhỏ. Ta có một vị tộc nhân đã thuận lợi phi thăng tại kia một chỗ phi thăng đài, tôn đạo hữu người nói địa phương nhưng không có thí nghiệm qua, lại nói, vạn nhất trận pháp na di quá trình hư hại, vậy phải làm thế nào cho phải. Công tôn đạo hữu thế nhưng là một tên linh thể giả, người nguyện ý bắt hắn đạo đồ mạo hiểm việc này quấn không ra trần sư thúc ta cũng không dám tự tiện làm loạn vương trường sinh thái độ rất kiên quyết nhất định phải đem trần nguyệt dĩnh kéo vào được cùng chung lợi ích tại vương gia còn không có hợp thể tu sĩ phía trước vương gia nhất định phải ôm chặt trần nguyệt dĩnh đại thối lợi ích mới có thể vĩnh cửu giữ gìn quan hệ không có vĩnh viễn bằng hiếu chính có vĩnh viễn lợi ích tôn thiên hổ trầm ngâm nửa ngày nói ta lập tức trở về vạn linh môn hướng sư phó báo cáo nếu như ưởng nhi có thể thuận lợi phi thăng huyền dương giới Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Không có vấn đề, bất quá Tôn Đạo hữu động tác phải nhanh, khởi động Phi Linh đại trận cần tiêu hao hư vân tinh, hạ giới hư vân tinh cũng không nhiều. Vương Trường Sinh dặn dò, Tôn Thiên Hổ đáp ứng, lập tức rời đi Thanh Liên đảo, trở về vạn linh môn báo tin. Gia tộc chúng ta đang cần kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược, bằng vào này một công lao, có thể cùng Trấn Hải cung yêu cầu một chút. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, lấy công Tôn Đạo hữu tư chất phi thăng huyền dương giới phía sau, khẳng định có thể tiến vào luyện lưu kỳ, làm không tốt sẽ còn trở thành hợp thể tu sĩ, tiếp hạ một phần thiện duyên cũng không tệ, không biết đạo thanh sơn du lịch thế nào. Tính toán thời gian, hắn nên đến nội địa, nói chuyện phiếm trong chốc lát, phương trường sinh trở về luyện khí, uông như yên thì trở về tu luyện. Tử tinh sơn mạch do sinh trưởng đại lượng tử tinh mộc mà gọi tên, linh khí tràn đầy, có 10 vạn tòa lớn nhỏ không đều đỉnh núi tạo thành, là mã ra chỗ ở. Hơn 3 vạn năm trước, mã gia tiên tổ mã dục lương từ hạ giới phi thăng, sáng lập mã gia, đi qua hơn 3 vạn năm phát triển, mã gia có ngũ vị luyện hư, tộc nội tu tiên giả có hơn 5 vạn danh, thực lực cường đại. Tử tinh sơn mạch tây bắc bộ, nhất tỏa ba mặt núi vây quanh to lớn sơn cốc, cốc bên ngoài đứng thẳng nhất tỏa hơn 20 trượng cao tử sắc bia đá, trên đó viết tử tinh cốc ba chữ to. Tử tinh cốc là mã gia mở phường thị, chủ yếu xuất thủ khoáng thạch, linh mộc, đường đi rộng rãi sáng tỏ, người đến người đi, 10 phần náo nhiệt một đạo tử sắc trường hồng từ đằng xa chân trời bay tới, tử sắc trường hồng một tới gần tử tinh cốc trăm dặm, tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Tử quang thu vào, lộ ra một chiếc dài hơn 10 trượng tử sắc phi chu, hai nam một nữ đứng tử sắc phi chu thượng diện, một tên nam tử trong đó người mặc trường sam màu xanh, tinh nghi kiếm mục, lưng có một cái tinh mỹ màu xanh hộp kiếm, hộp kiếm bên ngoài khắc lấy vài đóa màu xanh liên hoa, chính là Vương Thanh Sơn. Chương 2299, Diệt Ma Đại Hội. Vương Thanh Sơn ngoại xuất du lịch, mục đích chủ yếu địa là đất liền, hắn du lịch nhiều địa, kiến thức bất đồng địa phương phong thổ, kết giao mặt khác hóa thần tu sĩ, có nhiều chỗ thừa thải linh dược, luyện đan sư tự nhiều một ít, có nhiều chỗ kim trúc khoáng mạch tương đối nhiều, luyện khí sư tự nhiều một ít. Vương Đạo Hiếu, đến từ Tinh Cốc, một tên ngũ quan tuấn lãng, môi hồng răng trắng kim sam thanh niên chỉ về đằng trước nói. Cuối cùng là trở về, lần này may mắn mà có Vương Đạo Hiếu xuất thủ tương trợ, nếu không chúng ta tự không về được một tên mặt tròn mắt to váy tím thiếu nữ cảm kích nói. Kim Sam thanh niên gọi Mã Thiên Minh, váy tím thiếu nữ gọi Mã Thiên Tuyết, hai người đều là hóa thần trung kỳ. Bọn hắn tại giã ngoại lọt vào ngũ gia yêu thú tập kích, kém chút chết tại ngũ gia yêu thú trên tay, còn tốt phương thanh sơn đi ngang qua, cứu bọn hắn. Tiện tay mà thôi mà thôi, Mã Tiên Tử không cần để ở trong lòng. Vương Thanh Sơn chẳng hề để ý nói, Vương Đạo Hữu nói đùa, ân cứu mạng sao có thể không để trong lòng, người khó được tới một chuyến từ tinh cốc, chúng ta nhất định phải muốn một tận tình địa chủ hữu nghị, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Mã Thiên Minh vừa cười vừa nói, pháp quyết vừa bấm, từ sắc phi chu chậm rãi hướng xuống đất rơi đi, rơi vào tử tinh cốc lối vào chỗ, ba người từ tử sắc phi chu thượng diện đi xuống. Còn chưa đi tiến tử tinh cốc, một trận ồn ào chi thanh từ cốc bên trong truyền ra. Mã Thiên Tuyết pháp quyết vừa bấm, tử sắc phi chu linh quang ảm đạm xuống, khôi phục lớn chừng bàn tay, hóa thành một đạo tử quang chui vào ốm tay áo của nàng không thấy. Ba người cùng một chỗ hướng về cốc bên trong đi đến, đường đi rộng thành sạch sẽ, phường thị kiến trúc hiện hồi hình chữ phân bố, kiến trúc đều là dùng tử tinh mộc kiến tạo, kiểu dáng khác nhau. Trên đường phố dòng người cuồn cuộn, phần lớn là nguyên anh tu sĩ, hóa thần tu sĩ cũng không ít, luyện hư tu sĩ một cái cũng không có. Vương Thanh Sơn đi qua tuyết nhạn phường thị, luận quy mô, tử tinh cốc cùng tuyết nhạn phường thị kém xa, cái này cũng có thể lý giải, dù sao mã gia chính có luyện hư tu sĩ, không có hợp thể tu sĩ. Cùng nhau đi tới, đại đa số cửa hàng đều là xuất thủ khoáng thạch cùng linh mộc, một số nhỏ cửa hàng xuất thủ linh dược, đất liền cùng hải vực không giống, hải vực yêu thú tài nguyên phong phú, khoáng thạch kim loại hoặc là linh mộc số lượng cùng chủng loại tương đối hơi ít, luyện đan phần lớn là dùng yêu thú nội đan làm chủ vật liệu, đất liền khoáng thạch kim loại, linh mộc, linh dược tương đối nhiều. Thỉnh thoảng có một đội người mặc thống nhất trường sa màu tím tu sĩ đi qua, bọn hắn là đội tuần tra, đều là nguyên anh tu sĩ. Non nửa khắc sau, Vương Thanh Sơn đi theo Mã Thiên Minh huynh muội tới đến nhất tọa chiếm địa ngàn mẫu thanh thạch quảng trường, nhất tọa 36 tầng cao tử sắc cự tháp tọa lạc tại thanh thạch trong sân rộng. Tử sắc cự tháp lối vào thượng phương mang theo một khối hình chữ nhật kim sắc bảng hiệu, trên đó viết tử tinh tháp tam cái tử sắc đại tự, linh quang lập lòe, có không ít tu sĩ ra ra vào vào, lộ ra 10 phần náo nhiệt. Vương Đạo Hiếu, đây chính là ta đã nói với người tử tinh tháp, cái này chúng ta mã ra mở cửa hàng, cũng là từ tinh cốc lớn nhất cửa hàng, tiệm khác cửa hàng có đồ vật, chúng ta đều có, tiệm khác cửa hàng không có đồ vật, chúng ta cũng có. Mã Thiên Minh tự hào nói, không sai, thế mà dùng một kiện linh bảo làm cửa hàng. Vương Thanh Sơn khách sáo đạo, hắn gặp qua càng lớn, càng khí phái cửa hàng, bất quá lời khách sáo vẫn phải nói. Đi, chúng ta mang người đi vào nhìn một chút, Mã Thiên Minh phất ống tay áo một cái, xài bước đi đi vào, Vương Thanh Sơn theo sát phía sau đại sảnh rộng rãi sáng tỏ, kệ hàng đều là dùng tử tinh mộc chế tạo thành, tử tinh tháp tổng cộng có 36 tầng, 30 vị trí đầu tầng dùng bỏ ra bán thương phẩm, sau lục tầng là cho mã gia tu sĩ ở lại. Đệ nhất tầng xuất thủ chính là linh mộc, khoáng thạch, phẩm giai không cao, Vương Thanh Sơn tự nhiên chướng mắt những vật này. Tới đến thứ 20 tầng, một cỗ mê người hương trà bay vào Vương Thanh Sơn trong mũi, hắn cảm giác một cỗ ý lạnh tại phần bụng dâng lên, nhanh chóng khuếch tán ra đến, toàn thân thần thanh khí sảng thứ 20 tầng xuất thủ đều là trà diệp, chủng loại phồn đa. Thiên minh, thiên tuyết, các ngươi xem như trở về, ta còn tưởng rằng các ngươi đi lẫn vào diệt ma đại hội. Một đạo thô cạch thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Một tên làn da ngăm đen trung niên đại hán đi tới, đại hán tay chân thô to, lưng hùm vai gấu, trên thân tản mát ra nồng đậm sát khí, cấp người một chủng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Nhìn nó pháp lực ba động, rõ ràng là một tên luyện hư tu sĩ. Thất thúc công, cái gì diệt ma đại hội? Mã Thiên Minh hơi sững sờ, tò mò hỏi. Thanh hư môn ngũ vị hóa thần tu sĩ tiến nhập mặc dương xâm lâm săn giết yêu thú, ngoài ý muốn phát hiện một đầu luyện hư kỳ quỷ vật, chính có một người trốn thoát, thanh hư môn thanh hư tử tự mình xuất thủ, kết quả phát hiện không chỉ có một con luyện hư kỳ quỷ vật, mà là hai cái, hóa thần kỳ quỷ vật không ít, thanh hư tử liên hợp kim diễm môn, liệt hỏa môn, kim phong cung, tứ phái đều phái ra một vị luyện hư tu sĩ, đồng thời phát ra bố cáo, mời tu sĩ khác tham dự tiêu diệt quỷ vật, đúng, vị tiểu hữu này là. Trung niên đại hán ánh mắt rơi vào Vương Thanh Sơn trên thân, vẻ mặt hiếu kỳ. Tại hạ thanh liên đảo Vương Thanh Sơn, gặp qua mã tiền bối. Vương trường sinh cúi người hành lễ, khách khí nói, thanh liên đảo Vương ra, thái hạo chân nhân là gì của ngươi? Trung niên đại hán truy vấn, kia là vãn bối tộc thúc, tiền bối nhận biết cửu thúc. Vương Thanh Sơn hơi sững sờ, hắn không có nghe Vương Trường Sinh nhắc qua người này. Không có, Mã mỗ nghe nói vương đạo hữu diệt sát ba con lục gia yêu thú, nếu không phải đường xá rất xa, mã mỗ thật đúng là muốn theo người tộc thúc so tài một cái. Trung niên đại hán nói xong lời cuối cùng, ánh mắt cuồng nhiệt. Thất thúc công, ta như thế nào chưa nghe nói qua này sự. Mã thiên tuyết hơi sướng sờ, huyền linh đại lục tu tiên gia tộc rất nhiều, vương trường sinh cùng uông như yên không có làm qua cái gì đại sự kinh thiên động địa, rất nhiều thế lực cũng không biết bọn hắn tồn tại. Thanh liên đảo tại huyền linh đại lục góc tây bắc, Tiếp giáp kim bằng nhất tộc, đường xá rất xa, người chưa nghe nói qua rất bình thường, đúng, Vương Tiểu Hiếu, người tộc thúc cũng tại tử tinh cốc. Trung niên đại hán ngữ khí thân thiện, Vương Thanh Sơn lắc đầu nói ra, không có, vãn bối ngoại xuất du lịch, cửu thúc cũng không tại tử tinh cốc. Thất thúc công, còn tốt Vương Đạo Hiếu xuất thủ cứu giúp, nếu không chúng ta tự không về được. Mã Thiên Minh nói một lần bọn hắn gặp nạn đi qua. Tiện tay mà thôi mà thôi, không cần nói đến, đúng, Mã Tiền Bối, vãn bối muốn mua một vài thứ, không biết từ tinh tháp có hay không những vật này. Vương Thanh Sơn lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, hai tay đưa cho trung niên đại hán. Trung niên đại hán thần thức quét qua, nói chính có bộ phận vật liệu, đã người cứu thiên minh bọn hắn, tự không thu người phí dụng, đúng, ta gọi Mã Vân Biêu, ngày sau trở về thanh liên đảo, thay ta hướng người cửu thúc vấn an, ngày khác có rảnh, ta nhất định đăng môn bái phỏng. Không có vấn đề, vãn bối trở về thanh liên đảo, nhất định chuyển cáo cửu thúc. Vương Thanh Sơn đáp ứng xuống. Mã Vân Biêu lấy ra một mặt tử quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một trận khoa tay. Đồ vật muộn một chút có nhân đưa tới, Thiên Minh, người mang Vương Tiểu Hữu đi nhã gian nghỉ, Vương Tiểu Hữu cứu được các ngươi, các ngươi nhất định phải hảo hảo chiêu đãi, ta muốn chạy một chuyến thanh hư môn, nghe nói quỷ vật chỗ ở có nhất khỏa vài vạn năm dưỡng hồn mộc, nhất định phải muốn tiêu diệt này mấy cái quỷ vật mới được. Mã Vân Biêu căn dặn nhất thanh, vội vàng rời đi.